Linh Chu, Phong Phi Vân. Tập 17. Cường giả Linh Bảo Tháp đã phát giác được tầng thứ 81 có biến cố, một người cách không ra tay, một bàn tay đánh ra, lực lượng chín đầu kỳ ngưu bay tới, chín đầu ngưu ảnh đột nhiên từ trong hư không lao ra, tựa như có một cánh cửa bị đánh vỡ vậy. Oanh! Chín đầu kỳ ngưu bị thần bí chủ nhân một trưởng đánh tan, ngọn lửa trên người hắn thiêu đốt càng thêm cường thịnh, bao trọn lấy tầng thứ 81. Đồng thời cùng năm tôn cường giả tuyệt đỉnh cách không giao thủ. Những người này đều không phải chân thân hàng lâm, nhưng chiến lực lại không yếu hơn chân thân bao nhiêu, có người cách không đánh qua một cái cổ đỉnh, có người ngưng tụ ra trưởng ấn ngất trời từ trên trời giáng xuống, càng có người tế ra hắc bút từ ngoài tháp bay tới, như thần mâu phá tan màn nước. Ầm ầm. Thần bí chủ nhân đứng trong tháp, lỗi lạc bất động, lấy một địch năm, trong thân thể lao ra một biển lửa, vô số thần lãng phốc cuốn. Vậy mà không chút rơi vào hạ phong, phần khí thế kia quả thực như hỏa thần chấn cửu thiên. Nhanh, nhanh, nhanh. Phong Phi Vân và Tất Ninh Xuất ở tầng thứ 81 tìm kiếm ẩn tầm Sa La, đều sử xuất ra chiêu số mạnh nhất của mình, Phượng Hoàng Thiên Nhãn của Phong Phi Vân, Diệu Thủ Không Không của Tất Ninh Xuất quả thực phối hợp đến không chê vào đâu được, lục soát chọn tầng thứ 81 đến long trời lỡ đất. Một người động hư xem vật, một người thâu thiên trích tích. Cho dù chính bọn hắn không thừa nhận là đạo môn song kiệt cũng không ai tin cả. Linh Bảo Tháp tầng thứ 81 đã gà bay chó chạy, Tất Ninh Xuất tốc độ và động tác đều cực nhanh, từ hai hàng giá sách đến trang sách cũng đã bị hắn lật ra một lần, quả thực thần tốc. Phong Phi Vân vận chuyển Phượng Hoàng Thiên Nhãn, cũng chỉ có Phượng Hoàng Thiên Nhãn mới thấy được ẩn tầm Sa La, cấp tốc qua lại trong tầng thứ 81, những nơi đi qua, không một thứ gì có thể thoát khỏi mắt hắn. Đây là một bức thư pháp. Phong Phi Vân đứng trước một mặt trên thạch bích, trên đó treo một bức thư pháp của đại sư vào ngàn năm trước, thẻ tre thật dài xếp đặt, dùng đồng bút điêu khắc, ba phần độ mạnh yếu, khí tức phiêu dật. Trên chữ cổ ngàn năm trước kia lưu động lấy quang mang kỳ dị, tạo thành đường vân vặn vẹo, kết hợp thành một tòa kỳ trận. Bức thư pháp này có cổ quái, giữa thẻ tre không có sợi tơ kết nối, nhưng lại xếp đặt chỉnh tề, liền lại với nhau, có cổ quái. Đôi tặc mâu của Tất Ninh Xuất cũng phát hiện ra điều dị thường của bức thư pháp này, vươn tay ra muốn thu nó lại mang đi. Oanh! Tay của hắn vừa mới vươn ra, chữ cổ trên thẻ trúc kia liền vội nhanh chóng chìm nổi, xếp đặt thành một tòa thần trận cổ xưa đánh ra một mảnh linh quang màu trắng, phản chấn cánh tay hắn về. Làn da giữa ngón tay nghiền nát, xương cốt đau đớn đến muốn nứt, tràn ra một tia máu tươi. Mẹ nó! Tất Ninh Xuất không tin tà. Lấy ra một kiện bảo khí như phỉ thúy cổ ngọc, muốn phá vỡ trận pháp trên thẻ trúc, nhưng bảo khí kia mới vừa đụng qua, đã bị trận pháp trên thẻ trúc bắn nát, biến thành ngọc phấn trên đất. Ta đến. Trên cánh tay Phong Phi Vân quấn quanh lấy bốn đạo vầng sáng, màu đen, màu đỏ, màu xanh, màu trắng, hoàn toàn bao lấy cánh tay hắn, cưỡng ép bước tới thẻ tre, ngón tay kia chậm rãi xuyên thủng vầng sáng trận vân. Hắn lấy thủ chỉ làm bút, ở trên thẻ trúc khắc ngược lại vân. Muốn thay đổi quy luật trận pháp trên thẻ trúc. Oanh! Trên cánh tay Phong Phi Vân nứt ra ba đạo huyết vân, bị trận pháp trên thẻ trúc kia phá vỡ, nhưng cùng lúc đó, chữ cổ trên thẻ trúc cũng bị thay đổi, trận pháp bắt đầu nghịch chuyển, tất cả thẻ tre đều phát ra động tĩnh đùng đùng. Lực lượng trận pháp phản công về, tác dụng lên trên thẻ trúc. Ba! Một tiếng vang nhỏ, một mảnh thẻ tre bị chấn vỡ, biến thành sương mù màu xanh. Ba! 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 Tiếng vang liên tiếp vang lên, tất cả thẻ tre đều bạo toái, bị trận vân trên thân mình bắn cho thành cặn bã. Trên mặt Tất Ninh Xuất lộ ra vẻ kinh dị, hắn tự nhận là đối với nghiên cứu trận pháp đã rất sâu, nhưng Phong Phi Vân còn lợi hại hơn nả hắn, lại có thể sửa nghịch trận pháp, phản công trận pháp của người khác trở về, quả thực không bội phục cũng không được. Thuật pháp trên bức thẻ tre kia nghiền nát, biến thành một mảnh sương mù màu xanh. Phong Phi Vân hai mắt như lửa. Trên mặt lộ ra cuồng hỉ, vươn tay chụp vào trong xương khói màu xanh kia, tựa hồ như nắm thứ gì đó trên tay vậy. Là ẩn tầm Sa La vậy mà giấu ở bên trong một bức thẻ tre, ta hiểu rồi, những thẻ tre kia cũng không phải là không có chỉ nối, kết nối thẻ tre đúng là ẩn tầm Sa La, chỉ là chúng ta không nhìn thấy thôi. Phong Phi Vân, con mẹ nó ngươi thực là nhân tài a hát, ngươi sao lại phát hiện ra thế? Tất Ninh Xuất kích động không thôi. Tuy rằng nhìn không thấy trong tay Phong Phi Vân đang cầm gì, nhưng hắn suy đoán nhất định là ẩn tầm Sa La không thể nghi ngờ. Phong Phi Vân tự nhiên không sẽ nói cho hắn biết,
giữa thiên hạ chỉ có Phượng Hoàng Thiên Nhãn mới có thể trông thấy ẩn tầm ti, mà hắn vừa hay lại tu luyện Phượng Hoàng Thiên Nhãn, đây là một bí mật, người nào cũng không thể nói được. Bởi vì hắn muốn dùng cái này để đối phó thần bí chủ nhân. Đưa ẩn tầm xa la cho ta. Thần bí chủ nhân hóa thành một mảnh mây lửa, một bàn tay từ trong mây lửa duỗi ra, đoạt tới ẩn tầm xa la trong tay Phong Phi Vân. Phong Phi Vân ngăn cản tượng trưng hai cái, liền không hề tranh chấp với hắn nữa, trong lòng thầm nở nụ cười. Ẩn tầm xa la với ta mà nói cũng không có gì, chỉ cần ngươi dám mặc vào ẩn tầm xa la xuất hiện ở trước mặt ta, ta liền có thể biết ngươi là ai rồi. Thần bí chủ nhân có thể mặc vào ẩn tầm xa la, đánh chết cự kình, nhưng lại tuyệt đối không thể gạt được con mắt Phong Phi Vân, giao ẩn tầm xa la cho hắn, mới có thể khiến hắn lộ ra sơ hở, bắt được hắn. Sau khi thu ẩn tầm xa lau, thần bí chủ nhân cực kỳ vui mừng, không muốn dừng lại trong linh bảo tháp nữa, thân thể biến thành một đạo hỏa diễm thần toa, trực tiếp phá vỡ cửa tháp tầng thứ 81, bay về phía thiên mạc. Lớn mật, rõ ràng đánh cắp ẩn tầm xa la, còn muốn chạy trốn. Đuổi theo. Năm đại cao thủ linh bảo tháp đồng thời đuổi theo, thân thể hóa thành năm đạo thanh hồng, tựa như năm khỏa lưu tinh bay trên trời. Qua trong giây lát, linh bảo tháp liền trở nên yên tĩnh, rất nhiều người đều đuổi theo giết thần bí chủ nhân, muốn đoạt lại trấn tháp chi bảo ẩn tầm xa la. Chúng ta cũng chạy mau. Phong Phi Vân khắc ra một tòa độ trận liên đài, thân đứng trên độ trận liên đài, những trận vân trong linh bảo tháp căn bản không cách làm gì được hắn, giống như đạp trên một chiếc thuyền nhỏ, đi trên mặt hồ nước chảy xiết vậy. Mẹ nó, chờ ta một chút. Tất Ninh xuất từ trong lòng ngực lấy ra một cái thiết bàn lớn như bánh nước, như gà đứng một chân đứng trên thiết bàn, thân thể lung la lung lay. Thiết bàn liền chuyển động, cũng như độ trận liên đài, lướt đi trên chân vân. Mấy vị cao thủ tuyệt đỉnh của linh bảo tháp tuy rằng đều đã đuổi theo giết thần bí chủ nhân, nhưng những đệ tử trẻ tuổi cũng bị kinh động, trong bọn họ có người phát hiện ra Phong Phi Vân và Tất Ninh xuất, ba tên đệ tử liên thủ đánh ra năm nghiêu chi lực. Oanh! Phong Phi Vân chỉ có thể ra tay độc ác, một trường đánh ra, bóp nát năm nghiêu chi lực kia, đánh bay ba tên đệ tử kia, đâm vào trên thạch bích, biến thành ba bộ nhân thi, đã mất đi sinh cơ. Thân phận Phong Phi Vân không thể bạo lộ, chỉ có thể giết người diệt khẩu. Trên đường giết ra linh bảo tháp, Phong Phi Vân và Tất Ninh xuất đều toàn lực ra tay, tuyệt không lưu lại cho đối phương một chút sinh cơ nào, có mấy lần còn tế ra linh khí, nổ nát đối phương thành cặn bã. Có hơn 10 tên đệ tử linh bảo tháp một đời tuổi trẻ đều bỏ mạng trong tay bọn họ, về phần Kỳ Thương Nguyệt lại không xuất hiện, hiển nhiên là đã trốn xa, Phong Phi Vân cũng không có thời gian đi tìm nàng, chỉ muốn mau chóng rời khỏi linh bảo tháp. Ẩn tầm xa la mất trộm, nơi này chắc chắn trở thành nơi thị phi, phải thoát đi càng xa càng tốt. Trong rừng trúc, sương trắng như khói, một đám, như là tiên kiều. Huyết Phũ giống như một con hồ điệp nhỏ bay vút trong rừng trúc, mỗi một lần chớp động, đều kéo dài qua tầm hơn 10 trượng, đột nhiên nàng chợt dừng lại, đứng dưới một cây cổ trúc thanh giòn như ngọc, ngẩng đầu lên, nhìn qua trời cao. Xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu. Mấy đạo khí tức khủng bố từ trên bầu trời bay lướt nhanh qua, tựa hồ như đang đuổi theo người nào đó. Ngũ đại thủ hộ giả của Linh Bảo Tháp, xem ra ẩn tầm xa la đã tới tay rồi. Ngón tay Huyết Phú huy động trên lọn tóc, một đôi mắt phượng uyển mị mang theo vài phần vui vẻ. Bá! Lại một đạo bóng người yểu điệu động lòng người từ sâu trong rừng trúc bay tới, phiêu lạc đến bên cạnh người Huyết Phú. Trên người cô gái này mang theo thư hương chi khí, văn nhã đoan trang, nhìn qua tuổi còn nhỏ hơn Huyết Phú một chút, thật giống như chỉ chừng 14, 10 lắm vậy. Dáng người động lòng người, tuy rằng không mê người như Huyết Phũ nhưng lại có vài phần phong tình tiểu gia Bích Ngọc. Tỷ tỷ còn chưa tới, ngàn vạn lần đừng có chuyện gì đấy. Ngọc Thiền có chút lo lắng nói. Cô gái này đúng là Ngọc Thiền bài danh thứ 9 tại Tuyệt Sắc Lâu. Mấy lão gia hỏa linh bảo tháp còn không làm gì được tỷ tỷ. Trong mắt Huyết Phũ lộ ra vẻ vui mừng, nhìn lại hướng bắc, chỉ thấy có một đoàn hỏa vân đỏ thẫm bay tới, trong ngọn lửa bao lấy một bóng người. Qua trong giây lát, cũng đã xuất hiện ở trước người của các nàng. Đúng là thần bí chủ nhân kia. Tỷ tỷ, Ngọc Thiền và Huyết Phũ mừng rỡ vây quanh đến. Đoàn hỏa diễm đỏ thấm kia chậm rãi thu liếm, cuối cùng hoàn toàn biến mất, một nữ tử khuynh thành tuyệt đại hiện ra, nàng thân mặc một bộ áo đỏ, trên mặt che một tầng vân sa màu trắng, tuy rằng không thấy được bộ dáng nàng dài ngắn thế nào,
nhưng chỉ riêng khí chất trên người nàng thôi là đã có thể khiến nam nhân trong thiên hạ này đều phải mê đảo. Nếu Phong Phi Vân ở chỗ này, nhất định sẽ cả kinh nói không ra lời, không thể nào tin vào hai mắt mình nữa, bởi vì thần bí chủ nhân hắn một mực đang suy đoán, chính là Nam Cung Hồng Nhan mảnh mai như nước. Nam Cung Hồng Nhan giờ phút này lại không mềm mại chút nào cả, mặc một tầng sa y đỏ đến giống như hỏa diễm, trên đó lưu động lấy từng đạo vầng sáng đỏ thẫm. Đây cũng là một kiện thần y không thua gì ẩn tầm sa la, tên là Hồng Loan Hỏa Thường. Nam Cung Hồng Nhan quả thật không có một tia tu vị, hơn nữa nàng cũng quả thật không có thiên tư tu luyện, căn bản không cách nào đạp vào con đường tu tiên, cũng chính bởi vì như thế nàng mới có thể lừa gạt được Phong Phi Vân. Bằng không thì, dùng sự thông minh và tài trí của một người đã sống hai thế như Phong Phi Vân nàng sao có thể lừa gạt được. Nàng sở dĩ có được lực lượng cường đại như vậy, hoàn toàn là vì kiện thượng cổ thần y Hồng Loan Hỏa Thường trên người nàng, mặc vào thần y này, có thể có được lực lượng có thể so với nửa bước cự kình. Kiện thần y thứ hai đến tay, năm kiện thần y, còn kém yêu ma chiến y cưu cửu quái bào của Phong gia, nạp lan Phật y của Thương Sinh cổ tự, cửu ngũ long bào của hoàng tộc nữa. Nam Cung Hồng Nhan thanh âm đẹp tựa thiên tốc, cầm lấy ẩn tầm sa la, đôi mắt đẹp nhất thiên hạ nhìn qua thiên mạc phía nam. Mục tiêu kế tiếp, cưu cửu quái bào của Phong gia. Mục đích nàng đến vạn tượng tháp chính là vì lấy ẩn tầm sa la. Nàng mỹ mạo đệ nhất thiên hạ, nhưng không biết sao lại bị thượng thiên ghen ghét, thân thể không có linh tính, không thể ngưng tụ ra linh dẫn, không cách nào đạp vào tu tiên lộ, cho dù bây giờ có thể khiến người trong thiên hạ đều vì nàng mà khuynh đảo, nhưng 10 năm về sau, 20 năm sau nhất định sẽ dần già yếu, mỹ mạo không thể trường tồn, thanh xuân không thể vĩnh trú được. Chỉ có lấy được thiên hạ năm kiện thần y, mới có thể duy trì trăm năm không già, đạt được lực lượng vô cùng. Cho dù trăm năm sau chết già thì đến lúc chết nhất định cũng là nữ nhân đẹp nhất thiên hạ, mà không phải một túi da già nua. Mỗi người đàn bà đều sợ trở nên già nua, nữ nhân càng xinh đẹp liền càng sợ hãi, Nam Cung Hồng Nhan quả thực sợ hãi muốn chết, bởi vì nàng là nữ nhân đẹp nhất thiên hạ. Không ai có thể cải lời thiên đạo, nàng cũng không thể, nàng chỉ muốn tranh giành cả đời tao nhã, căn bản không thể tranh giành muôn đời trường tồn. Cho dù đạt được năm kiện thần y, cũng chỉ có thể thọ 100 năm, đệ 100 năm, đây là chỗ bi ai vì không thể đạp vào con đường tu tiên, loại khổ sở này, căn bản không phải thản nhiên như lúc nàng nói ra trước mặt Phong Phi Vân. Kỳ thật đau thương của nàng trong đàn tranh, có một nửa đều là buồn chuyện này, tổn thương vì chuyện này. Phàm là người có quan hệ với lần trộm y này, toàn bộ đều gạt bỏ, một tên cũng không để lại. Nam Cung Hồng Nhan tuy rằng không cam lòng thiên đạo không công bình đối với nàng, nhưng lại muốn đi tranh giành với thiên đạo một phen. Huyết Vũ nói, Phong Phi Vân cũng phải diệt trừ sao? Hắn biết quá nhiều, ta cảm giác hắn đã sinh nghi với ta, phải diệt trừ hắn. Người này cứ giao cho ta tự tay giải quyết, ta muốn dùng yêu ma chi huyết trong thân thể hắn để tế luyện kiện thần y tiếp theo, cưu cửu quái bào. Nam Cung Hồng Nhan thiên mạc phương xa, tâm đã không ở vạn tượng tháp nữa. Tiếp theo chính là Nam Thái Phủ Phong gia. Lấy kiện thần y thứ ba, Huyết Vũ và Ngọc Thiền lĩnh mệnh mà đi, muốn gạt bỏ toàn bộ người tham gia vào hành động lần này. Mà giữa ngón tay ngọc mảnh khảnh của Nam Cung Hồng Nhan nắm lấy một thanh tiểu đao ửng đỏ, một mình quay về võ tháp, yên lặng chờ Phong Phi Vân trở về. Hồng Nhan cười vì ai, phương hoa ném khi nào, trong hồng trần tâm không già, quân không còn, người như cỏ. Một mình đau khổ vì ai, tóc trắng lầu nhỏ, giai nhân chờ tới già, ai là kẻ gây họa Hồng Nhan. Võ tháp có thiên âm quanh quẩn, có đàn tranh gảy nhẹ, ca từ đau thương nói không nên lời, nhân sinh khổ ngắn, Hồng Nhan bạc đầu. Phong Phi Vân ở xa xa nghe tiếng ca này cũng đau xót không gọi được tên, khiến tâm thần không kìm được sinh ra si mê, lại kìm lòng được đau thương xuất hiện. Ca từ này chỉ có Hồng Nhan mới có thể hát. Tiếng ca còn đó, thiên âm giải rác. Két! Phong Phi Vân đẩy cửa ra, nhìn qua gia nhân bên trong. Nam Cung Hồng Nhan vẫn ngồi trên giường đá như trước cầm đàn tranh tử mộc trong tay. Phong Phi Vân bước chân rất nhẹ, không muốn quấy rầy nàng. Mà nàng cũng đưa lưng về phía Phong Phi Vân, dường như cũng không biết hắn đã trở về, trong ống tay áo cầm một cây đao đỏ ra, thanh đao ánh lên hào quang đỏ sậm, bàn tay nhỏ nhắn niết nhẹ lên đao, nhẹ nhàng gọt vỏ tuyết lê. Bá, bá, tay nàng nhu nhuận mà hết sức nhỏ, ngón tay trắng như hành tây, hoàn mỹ không tì vết. Đao nhỏ sắc bén gọt vỏ tuyết lê lại hết sức ôn nhu, không có chút sát khí nào.
Phong Phi Vân đi tới sau lưng nàng, nhìn qua sợi tóc của nàng, áo trắng bồng bềnh còn mang theo hương thơm, giống như một đóa hoa thuần trắng làm cho người ta rất muốn nâng lên trong tay. Trên mặt nàng mang theo một tấm lụa trắng, không thể nhìn ra thần sắc của nàng hiện tại, nhưng mà ánh mắt của nàng sáng ngời đặc biệt, chẳng khác gì sao trời. Ta trở về. Phong Phi Vân nói ra. Vỏ mất, đao rơi. Một quả tuyết lê trắng sáng đã gọt sạch vỏ xuất hiện. Cho ngươi. Nam Cung Hồng Nhan nháy mắt, sau đó cầm tuyết lê vừa gọt đưa cho Phong Phi Vân. Phong Phi Vân tiếp nhận tuyết lê, ngồi bên người nàng giống như lãng tử trở về nhà, đang ôn chuyện với thê tử ôn nhu, rất muốn kể những vất vả khi hắn rời nhà đi, nhưng lại sợ làm cho kiều thê quá mức lo lắng nên không nói những chua xót trong lòng ra, để ở trong lòng, tự mình thừa nhận. Vừa rồi ta nghe nàng hát. Phong Phi Vân cầm tuyết lê óng ánh trong tay, giống như đang cầm mỹ ngọc, không nỡ ăn. Ân. Nam Cung Hồng Nhan ứng một tiếng. Phong Phi Vân nói. Ngươi đã nói, chỉ có thời điểm ngươi sợ nhất mới thích hát một mình, hát lấy, trong lòng lại càng sợ hãi, ngươi đang sợ cái gì? Ngươi nhớ thật rõ ràng. Nam Cung Hồng Nhan nói. Mỗi câu ngươi nói ta đều rõ ràng. Phong Phi Vân nói. Nam Cung Hồng Nhan cầm đao đỏ trong tay giống như đang gọt máu vậy, đao chuyển động trong tay, từ từ nói. Ta sợ hãi có một ngày ta sẽ già đi, biến thành lão thái bà tóc bạc, lông mi bạc, da thịt trên mặt khô héo đầy nếp nhăn, còng lưng chống gậy, sau đó cô độc chết già trong gian nhà đất không người hỏi tới. Cuối cùng hóa thành xương trắng trong hoang sơn, xương cốt lại bị chó hoang ngậm mang đi. Nàng đang thở dài, thần sắc lại kích động, khiến ai nhìn thấy không nhịn được sinh ra thương cảm. Nếu là thật sự có một ngày như vậy, bên cạnh người thế nào cũng có lão công tóc bạc, ngậm một tẩu thuốc, cầm tuyết lê lão thái bà vừa gọt, hàm răng đã mất đi nhiều, ngồi xổm ở cửa ra vào bằng đất gặm từng ngụm tuyết lê, sau đó còn mắng lão thái bà gọt lê không sạch, bên trong vẫn còn hạt. Phong Phi Vân nhẹ nhàng ôm eo nàng, ôm thân thể mềm mại của nàng vào ngực. Nàng cũng nhẹ nhàng tựa đầu vào ngực Phong Phi Vân, nhắm mắt lại giống như đang tưởng tượng lời hắn nói. Nhưng mà rất nhanh ánh mắt của nàng mở ra, tiểu đao trong tay cũng sinh ra vài phần hàn khí, nói. Lời tốt đẹp của nam nhân chỉ nói với nữ nhân xinh đẹp, 30 năm sau, ta đã già, nhưng mà ngươi nhất định là trẻ tuổi tuấn lãng, tới lúc đó. Đến lúc đó, ngươi vẫn là mỹ nhân đệ nhất thiên hạ như trước. Phong Phi Vân đưa tay vuốt ve gương mặt của nàng, lẩm bẩm. Ngươi cuối cùng vẫn sẽ già, cho dù tu thành thánh linh cũng khó trốn khỏi sinh lão bệnh tử. Hồng Nhan, không phải sợ, trong lòng ta ngươi vĩnh viễn vẫn là thời điểm trẻ tuổi xinh đẹp nhất, là tiểu mỹ nhân bị hoa ngôn xảo ngữ của ta lừa gạt chạy theo. Tay Nam Cung Hồng Nhan run rẩy, có chút cầm đao không ổn. Ngươi căn bản là không hiểu. Nam Cung Hồng Nhan giắm chặt hàm răng, nàng cảm giác Phong Phi Vân chính là kẻ đần, nhưng mà cũng bởi vì một câu thật đần này lại làm cho nàng có chút do dự. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nàng sợ một đao hạ xuống, sau này mình rốt cuộc không gặp được kẻ đần như Phong Phi Vân nữa. Ha ha! Đột nhiên Phong Phi Vân cười rộ lên, trực tiếp lấy đao trong tay Nam Cung Hồng Nhan ra, cười nói. Gọt hoa quả xong nên buông đao xuống, bằng không sẽ dễ dàng làm tổn thương người khác, cũng dễ dàng làm tổn thương chính mình. Nam Cung Hồng Nhan chột dạ, muốn thu hồi đao nhưng bàn tay nhỏ bé bị Phong Phi Vân cầm thật chặt, đôi mi của nàng nhíu lại. Cho rằng Phong Phi Vân đã phát hiện thân phận của nàng, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi muốn làm gì vậy? Trong nội tâm nàng bắt đầu chuẩn bị sát khí, một tay vòng ra sau lưng, muốn triển khai hồng loan hỏa y đánh chết Phong Phi Vân cho. Ta muốn tặng cho ngươi một vật. Hai tay Phong Phi Vân đặt lên vai nhỏ nhắn của nàng, đặt nàng ngồi xuống giường, cười nói. Ngồi xuống, không nên lộn xộn. Trong lòng Nam Cung Hồng Nhan thập phần nghi hoặc. Cưỡng ép ngăn cản sát ý, muốn xem Phong Phi Vân rốt cuộc dở trò quỷ gì, từ biểu lộ thần thần bí bí trên mặt của hắn, làm cho nàng cảm giác được vài phần hiếu kỳ. Phong Phi Vân xoay người, khắc trận vân khắc trên vách đá, khắc ấn vân chung quanh giường đá, đường vân vô cùng cao thâm, ngay cả Nam Cung Hồng Nhan cũng chưa từng nhìn thấy. Hắn đang làm gì đó? Chẳng lẽ hắn muốn phong kín ta trong trận pháp sao? Nam Cung Hồng Nhan cắn chặt hàm răng, mối hận trong lòng ngập trời. Lời nam nhân quả nhiên không tin được, Phong Phi Vân này là kẻ xảo trá, cố ý dùng lời ngon ngọt dụ dỗ ta, sau đó dồn ta vào chỗ chết, tốt, quả nhiên không hổ là con của yêu ma,
tâm cơ ác độc, lòng dạ thật là sâu. Muốn khốn chết ta làm gì dễ dàng như thế, nếu như ngươi muốn giết ta, vậy đừng trách ta không khách khí với ngươi. Trong lòng Nam Cung Hồng Nhan càng nghĩ càng tức giận, vốn đã sinh ra một tia hảo cảm với Phong Phi Vân, giờ phút này không còn nửa phần, trong lòng bàn tay đã ngưng tụ ra một đám hỏa diễm, đôi mắt phượng biến thành băng hàn, thân thể của nàng hóa thành đám mây lửa đỏ thẫm. Tốt, có thể bắt đầu, chỉ cần móc phượng cốt trong người ta ra, sau đó cho ngươi ăn vào, thân thể của ngươi sẽ thai nghén ra linh dẫn, hoàn toàn có thể bước vào con đường tu tiên, hơn nữa thể chất có thể sánh ngang với thiên tài cấp sử thi. Ngươi! Phong Phi Vân xoay người, có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Nam Cung Hồng Nhan, tức giận đi qua, một tay túm lấy cây đao đỏ trong tay Nam Cung Hồng Nhan, khiển trách. Tại sao ngươi cầm đao trong tay làm gì, vạn nhất làm bị thương bản thân thì làm sao bây giờ? Nam Cung Hồng Nhan cảm giác đao trong tay trượt ra, nó liền lọt vào trong tay Phong Phi Vân. Ta! Trong đầu óc Nam Cung Hồng Nhan đã trống rỗng, nói tiếp bị cà lăm. Ngươi mới vừa nói cái gì? Phượng cốt. Phong Phi Vân cầm thanh đao trong tay, gật đầu nói. Phượng cốt chính là xương cốt trên người Phượng Hoàng, cũng là một trong bốn loại linh tính mạnh nhất. Nếu ngươi thu được một khối phượng cốt, như vậy cũng sẽ có thể bước vào con đường tu tiên, Hồng Nhan cũng không cần lại lo lắng biến thành lão thái bà. Phượng cốt chính là đồ vật thần hóa trong truyền thuyết, trong hiện thực làm sao có thể có. Nam Cung Hồng Nhan tự chủ, tâm hồn thiếu nữ chấn động mạnh, nội tâm hỗn loạn. Ta nói rồi, ngươi là tiểu mỹ nhân bị hoa ngôn xảo ngữ của ta lừa đi, như vậy nhất định phải nằm trong tay của ta, lừa gạt nữ hài tử luôn luôn phải trả giá thật nhiều. Phong Phi Vân cầm đao trong tay, phốc một tiếng, cắm vào trong ngực của mình, đâm vào trong huyết nhục, cây đao vẽ một cái liền vạch phá lồng ngực, giống như muốn mở bỏ lồng ngực của mình. Nam Cung Hồng Nhan giật mình tịa chỗ, đôi mắt phượng nhìn chằm chằm vào tay Phong Phi Vân, nhìn chằm chằm vào thanh đao, nhìn chằm chằm vào vết máu, trong tay hắn siết chặt một khối ngọc trắng, tâm hồn thiếu nữ như bị xúc động, trái tim đập nhanh hơn. Nàng vốn tới giết Phong Phi Vân, nhưng bây giờ lại lo lắng mình một đao chém giết Phong Phi Vân. Xoạt! Một đạo ánh sáng đỏ thẫm bắn ra, hào quang sáng ngời giống như lửa một ngôi sao, ẩn chứa nhiệt độ cực cao, tia sáng này nếu không phải bị trận văn ngăn cản, khẳng định sẽ chiếu sáng ban đêm sáng như ban ngày. Phong Phi Vân dùng tay cầm khối ngọc, phượng cốt dính liến với huyết nhục của hắn bị nâng trong tay, máu màu vàng đang nhỏ giọt tỏa ra hào quang sáng ngời. Đây là phượng cốt. Phong Phi Vân đưa cho Nam Cung Hồng Nhan. Ta không muốn. Nam Cung Hồng Nhan cắn chặt hàm răng, thân thể mềm mại run lên, giống như đang chạy trốn, chạy ra ngoài thạch thất, nàng chỉ cảm thấy thời điểm này không muốn nhìn Phong Phi Vân, thậm chí cũng không dám nhìn hắn. Hỗn đản này không chỉ là kẻ đần, còn là một tên điên. Nếu hắn biết rõ ta là chủ nhân thần bí, hắn khẳng định thương tâm đến cực điểm, chỉ tại con mắt của ngươi mù, nhìn lầm người. Căn bản không phải là gia nhân Hồng Nhan gì đó, lại là nữ nhân nhẫn tâm giết người không chớp mắt. Trở lại cho ta. Phong Phi Vân cầm lấy cánh tay ngọc của Nam Cung Hồng Nhan, trực tiếp kéo nàng quay về, ép nàng lên giường đá, đem phượng cốt cho nàng ăn. Phượng cốt vào miệng của nàng, nó đã bị huyết nhục của Phong Phi Vân luyện hóa hơn phân nửa, nhiệt độ nóng như lửa cũng đã hoàn toàn giảm đi, cho dù là thân thể phàm nhân cũng thừa nhận được. Phong Phi Vân. Ngươi không thể tốt với ta như thế. Nam Cung Hồng Nhan siết chặt nắm đấm đánh vào ngực Phong Phi Vân, trong lòng suy nghĩ phức tạp. Khóe mắt của nàng có hai giọt nước mắt rơi xuống, lần này không có nửa phần giả dối. Nước mắt giả khóc rất mệt, nước mắt thất khóc tâm đau. Ta không có phượng cốt còn có thể tu luyện ra, mà ngươi không có phượng cốt làm sao sống với ta đến bạc đầu. Vết máu trước ngực Phong Phi Vân đã chậm rãi khép lại. Mang trên mặt mang theo vui vẻ, nhẹ nhàng lau khô nước mắt trên khóe mắt Nam Cung Hồng Nhan, thật giống như đang đùa giỡn tiểu cô nương. Hào quang phượng cốt vô cùng sáng ngời, sóng lửa cực nóng, nhiệt độ bao phủ toàn thân Nam Cung Hồng Nhan, làn da của nàng sũng nước, chìm vào huyết cơ, nàng giống như sắp hóa thành Phượng Hoàng Niết Bàn. Phượng Hoàng Niết Bàn sẽ đạt được tân sinh, Nam Cung Hồng Nhan cũng là như thế, ngày hôm nay có thể bước vào tiên đạo, phượng cốt không thể không kể công. Oanh! Nam Cung Hồng Nhan đẩy Phong Phi Vân ra, nghiêng người chạy trốn, giống như Phong Phi Vân chính là con mãnh thú hoặc là dòng nước lũ vậy, nàng muốn thoát đi thật xa, nhanh chóng lao ra khỏi tháp. Nội tâm của nàng hoảng loạn, vừa rồi nàng rất muốn đánh chết Phong Phi Vân,
sau đó lại ra đi, cuối cùng không có đắc thủ cái gì, trong lòng thầm nghĩ. Lần này tính toán hắn mạng lớn, trước thả hắn con đường sống, lần sau gặp mặt nhất định phải lấy mạng của hắn, không thể lưu người sống được. Nam Cung Hồng Nhan chạy nhanh ra khỏi võ tháp, tâm thần không cách nào bình tĩnh lại, ngay cả nàng cũng không rõ vì sao nàng chạy trốn, rõ ràng chạy trốn phải là Phong Phi Vân, nhưng bây giờ hoàn toàn trái lại. Phượng cốt đã hoàn toàn dung nhập vào trong người của nàng, da thịt của nàng hiện tại tỏa ra thần hoa, xưng là băng cơ ngọc cốt còn không đủ. Bá! Một đạo linh khí nhàn nhạt lượn lờ giữa ngón tay của nàng, không ngờ đã mở đan điền ra, thai nghén ra linh dẫn, sinh ra linh khí. Nàng áo trắng như tuyết đứng trong rừng trúc, đứng rất ngạo nghễ, giống như bạch mai cao ngạo, trong lòng đang suy nghĩ, hít thở thật sâu mới chậm rãi khiến tâm thần của nàng khôi phục bình tĩnh. Trên người của nàng sinh ra mây lửa đỏ thẫm, bỗng nhiên biến mất tại chỗ. Tỷ tỷ, Phong Phi Vân chết chưa vậy? Huyết Phú thấy Nam Cung Hồng Nhan trở về, tiến lên dò hỏi. Hắn sớm muộn sẽ chết, lần này tính là hắn mạng lớn, hắn đã đào tẩu. Hỏa diễm trên người Nam Cung Hồng Nhan bất diệt, lơ lửng giữa không trung, có khí thế uy nghiêm bức người, trong giọng nói mang theo hàn ý khó hiểu. Nàng không muốn cho bất cứ kẻ nào biết rõ là nàng đào tẩu trước mặt Phong Phi Vân, mà không phải Phong Phi Vân đào tẩu trong tay của nàng, mặc dù là tỉ muội thân mật nhất, nàng không dám nói ra. Phong Phi Vân người này có quan hệ không bình thường với nữ ma, trên người có mang bí mật lớn, muốn giết hắn đúng là chuyện không dễ dàng. Huyết Phú tiếp xúc với Phong Phi Vân khá nhiều, cũng hiểu Phong Phi Vân không ít. Nữ ma thì như thế nào, nếu như ta có thể thu thập được 5 món thần dị, nữ ma cũng có thể giết. Nam Cung Hồng Nhan hừ lạnh một tiếng, hỏa diễm trong người như sóng cồn, bao phủ nửa bầu trời. Tỷ tỷ, chúng ta không cần phải đắc tội nữ ma. Huyết Phú cảm giác được khí tức của Nam Cung Hồng Nhan có chút không đúng, giống như sinh ra địch ý với nữ ma nên lên tiếng nhắc nhở. Người nào? Nam Cung Hồng Nhan duỗi tay ra đánh vào trong tầng mây, có vô số điện quang chớp động trong mây. Oanh! Một nam tử tóc bạc bị đánh rơi ra khỏi mây, trên người hắn có 4 con dao xà màu vàng đang quấn quanh, trên mặt có đường vân vặn vẹo màu bạc, vô cùng quỷ dị. Trên người của hắn có điện quang đan vào nhau, đôi mắt tối tăm lu mò. Luyện Nhất Phàm. Huyết Phú nhận ra nam tử này. Trên cổ tay nam tử này có một cái huyết cẩm huyền, chính là biểu tượng của thiên tài biệt phủ, thiên phú còn trên cả Bắc Minh Đường, cũng là tuấn tài nghịch thiên. Ngày đó trong tụ hội thiên tài biệt phủ, rất nhiều người đều chết khó hiểu, Hồng Nhan, người muốn gạt bỏ tất cả mọi người sao? Luyện Nhất Phàm vốn chính là một trong những truyền nhân tà phái Xâm La Điện. Nhưng bởi vì nhìn thấy dung nhan tuyệt thế của Nam Cung Hồng Nhan cho nên triệt để quỳ dưới váy quả lựu của nàng, thậm chí cho dù đeo vòng tay huyết cẩm huyền cũng cam tâm bị nàng đem ra sử dụng. Không chỉ có hắn, ngay cả Bắc Minh Đường đã chết cao ngạo hạng gì, khi nhìn thấy dung nhan điên đảo chúng sinh của Nam Cung Hồng Nhan thì cam tâm tình nguyện quỳ trước mặt của nàng, ngay cả chấn tộc thần thông Bắc Minh thần công cũng dâng hai tay lên cho nàng, nhưng mà cuối cùng lại chết vô cùng thê thảm trong tay của nàng. Quỳ dưới váy quả lựu của Nam Cung Hồng Nhan làm sao chỉ có Luyện Nhất Phàm cùng Bắc Minh Đường chứ, ngay cả đám tu sĩ lớp già thiên mệnh cảnh cũng thế, còn đệ nhất Mỹ Nam thiên hạ là Vô Hà công tử chẳng phải cũng bị dung nhan điên đảo chúng sinh của nàng hấp dẫn sao. Nhưng mà trừ Vô Hà công tử hôm nay bị giam trong quan tài, những người cũng chết rồi. Cũng chính những người này chết vô cùng thê thảm, cho nên Luyện Nhất Phàm mới cảm giác sợ hãi, hắn cảm thấy Nam Cung Hồng Nhan đã không còn là tiên nữ, mà là ma quỷ. Nhưng mà hắn vẫn như cũ ôm một tia hy vọng, cảm giác mình mới có đủ tư cách có được nàng, nói. Hồng Nhan, sư tôn của ta là phó điện chủ thứ 7 của Xâm La Điện, ngươi ở cùng với ta nhất định sẽ yêu thương ngươi cả đời. Vậy sao, ngươi lấy cái gì ra thương yêu ta? Nam Cung Hồng Nhan cảm giác buồn cười, nếu như mỗi nam nhân đều nói câu như vậy mà nữ nhân lại tin, như vậy chỉ có nữ nhân đần mà thôi. Ta có thể vì ngươi mà không cần cả tính mạng. Luyện Nhất Phàm nói, vậy thì tốt, ta cần mạng của ngươi. Giữa hai ngón tay của Nam Cung Hồng Nhan bắn ra hai thiết châm, lúc này đâm xuyên qua hai mắt Luyện Nhất Phàm, thân hình của hắn bay ra sau, đóng lên trên vách đá, đầu dính vào vách đá, toàn thân run rẩy. Hắn muốn há miệng kêu thảm, nhưng đầu lưỡi đã bị cây đao màu đỏ cắt qua, hắn không thể phát ra được âm thanh nào, trong miệng chỉ có máu chảy ra ngoài. Ngươi thật ác độc. Hắn rất muốn nói ra một câu như vậy,
nhưng mà không thể nói ra thành lời. Bởi vì trái tim của hắn cũng bị móc ra, triệt để hóa thành một cỗ tử thi, trái tim bị bóp nát vô tình, hóa thành cho bụi. Lại là một số nam nhân miệng đầy ân ái, nếu có một ngày ta thực biến thành một bà lão già nua, có khả năng các ngươi muốn ta chết sớm đi cho rồi. Trong đầu Nam Cung Hồng Nhan sinh ra câu nói của Phong Phi Vân, vì sao cũng là hoa ngôn xảo ngữ, tên khốn kia có thể nói chân thật như vậy, làm cho tim của nàng nhảy loạn lên. Tỷ tỷ, có một người đào thoát. Ngọc Thiền chạy đến, nhìn qua vách đá dựng đứng, nhìn thấy Luyện Nhất Phàm toàn thân đổ máu liền thu hồi ánh mắt, không có bất kỳ ngạc nhiên nào cả. Ai? Trên tay Nam Cung Hồng Nhan vẫn đang nhỏ máu, ngón tay nhỏ nhắn đang cầm cây đao nhỏ màu đỏ. Tất chữ xuất. Ngọc Thiền nói. Vòng tay huyết cầm huyền cũng giết không tha. Hắn mang theo một món vô thượng sát khí, ngăn cản được lực lượng vòng tay huyết cấm huyền, bị hắn đào thoát. Ngọc Thiền có chút tự trách, sợ hãi Nam Cung Hồng Nhan trách tội, trực tiếp quỳ trên mặt đất, nàng rất sợ hãi Nam Cung Hồng Nhan. Đứng lên đi, chúng ta về thiên tài biệt phủ trước, Vô Hà công tử cũng giữ lại không được, lực ý chí của kẻ này quá cường đại, căn bản là không cách nào hỏi ra hắn cái gì đâu. Đã hỏi không ra, vậy chết đi. Nam Cung Hồng Nhan mất đi kiên nhẫn, ánh mắt lạnh lẽo, trên người sinh ra hỏa diễm bay lên cao. Huyết Phú cùng Ngọc Thiền đều buông lỏng một hơi, trước mặt Nam Cung Hồng Nhan các nàng cảm thấy áp lực thật lớn, đặc biệt là thời điểm nàng giết người khiến người khác không rét mà run. Hai nữ tử nhìn nhau, sau đó theo sau. Phong Phi Vân, chạy mau, khốn kiếp, chủ nhân người thần bí kia muốn giết người diệt khẩu. Chúng ta nên thông chi cho thần vương A. Tất chữ xuất chạy nhanh tới chỗ võ tháp, một cước đá văng cửa đá, kéo Phong Phi Vân muốn đi gặp thần vương. Vừa rồi hắn thiếu chút nữa chết trong tay người thần bí, một lái xe trâu, một lái dê xe, một lái xe giao xà, nếu không phải hắn chạy nhanh, giờ phút này hắn đã chết trong tay ba cường giả rồi. Ba người này dẫn động lực lượng vòng tay huyết cấm huyền, nếu không phải có huyết nhân thần bình trong tay, chỉ sợ hắn sống không nổi. Không thể nói chuyện này với thần vương, thời điểm chúng ta đeo vòng tay huyết cấm huyền cũng đã là người cùng thuyền với chủ nhân thần bí. Nếu thần vương nhìn thấy vòng tay huyết cấm huyền của chúng ta, chỉ sinh ra nghi ngờ chúng ta mà thôi. Cho dù thần vương thông minh như thánh hiền, cũng không có khả năng cho phép một kẻ bụng dạ khó lường ở bên cạnh mình. Phong Phi Vân xử sự lão luyện, đối với đạo lý đối nhân xử thế hắn nắm chắc rất chuẩn. Nhưng mà chúng ta không phải người bụng dạ khó lường a. Tất chữ xuất cảm giác rất oan, rất muốn hô to một tiếng, ta bị ép buộc. Phong Phi Vân lắc đầu, nói. Vòng tay huyết cấm huyền là tự mình chủ động mang vào mới có thể mang lên ổ tay, nếu chúng ta đã chủ động mang vòng tay huyết cấm huyền lên cổ tay, nói cái gì cũng vô dụng rồi. Người nghĩ chủ nhân thần bí kia là đồ ngu sao, hắn còn đa mưu túc trí hơn chúng ta, đã sớm cân nhắc đến điểm này rồi. Tuyệt đối không thể để cho thần vương biết rõ việc này. Bằng không chúng ta sẽ chết nhanh hơn thôi. Chúng ta đều có bảo vật cấp linh khí hộ thân, chỉ cần không phải chủ nhân thần bí tự mình ra tay, vòng tay huyết cấm huyền muốn lấy mạng chúng ta cũng không được. Nếu như chủ nhân thần bí muốn triệt để giết người diệt khẩu, tự mình ra tay với chúng ta thì sao? Tất chữ suốt còn lâu mới có thể bình tĩnh như Phong Phi Vân, gấp tới mức nhảy dựng lên. Như vậy cũng chỉ có thể tìm thêm người chống lại chủ nhân thần bí mà thôi. Hơn nữa người này còn phải đứng chung chiến tuyến với chúng ta. Phong Phi Vân nói. Ai? Tất chữ xuất hỏi. Vô Hà công tử. Phong Phi Vân nói. Thiên tài cấp sử thi. Đệ nhị Mỹ Nam trong thiên hạ Tô Quân. Hắn ở địa phương nào, người có thể mời hắn ra sao? Tất chữ xuất đại hỉ. Tô Quân đã nổi danh gần 12 năm, 20 năm trước cũng đã đánh cho Tuấn Tài thế hệ trước cúi đầu, chiến lực truy thẳng cao thủ nửa bước cự kình thế hệ trước. Trong mắt Tất chữ xuất, Tô Quân tự nhiên chỉ có thể là đệ nhị Mỹ Nam trong thiên hạ, bởi vì đệ nhất Mỹ Nam tử là hắn. Hắn bị chủ nhân thần bí nhốt trong thiên tài biệt viện. Phong Phi Vân nghiêm nghị nói. Hắn rơi vào trong tay chủ nhân thần bí, hắn còn có lực lượng gì chống lại chủ nhân thần bí chứ? Tất chữ xuất nhiệt tình giảm xuống không ít, mắng to. Đồn đãi thật sự là không đáng tin cậy, Tô Quân thổi như bức như thế, kết quả vẫn biến thành tù nhân. Ta thật muốn đi lấy hai tay thiên toán thư sinh, có lẽ nên mang danh hào Tô Quân xếp sau ta mới đúng. Phong Phi Vân lắc đầu cười nói. Tuy Tô Quân thua trong tay chủ nhân thần bí, nhưng mà chiến lực vẫn vô cùng đáng sợ,
bị chủ nhân thần bí nhốt cực kỳ nghiêm mật, hiển nhiên chủ nhân thần bí cực kỳ kiêng kỵ với hắn, nếu chúng ta thả hắn ra khỏi tay chủ nhân thần bí, vậy đã đủ kiềm chế chủ nhân thần bí rồi. Thiên tài biệt phủ bị một đám mây đen bao phủ, từ xa xa có thể ngửi thấy mùi máu tươi. Trên đỉnh một tòa cung điện có một cổ tử thi, đầu đã bị người ta cắt đi, đôi tay biến thành bùn máu, máu tươi chảy ra từ cổ, dọc theo màu sơn ngói lưu ly không ngừng chảy xuống, nhỏ lên mặt đất. Tích tác, vốn ngọc thạch trải đường mòn đã biến thành máu tươi sũng nước, giống như hóa thành huyết thạch, có 7-8 bộ hài cốt trải ngang trải dọc giống như tu la tràng, ngay cả tu sĩ cũng không dám bước vào đây, cho dù có người tài cao gan lớn đi vào nơi này, cũng nhất định bị dọa sợ hãi bỏ chạy ngay. Nơi này rốt cuộc xảy ra chuyện gì, vì sao tất cả mọi người chết cả rồi? Phong Phi Vân nhìn qua cảnh tượng trước mặt, không cách nào liên hệ nơi này với huy hoàng ngày xưa. Trong tòa cung điện từng tụ tập vô số thị nữ xinh đẹp, thiên tài nhân kiệt, nhưng mà những thị nữ đã hóa thành tử thi xếp thành một tòa núi nhỏ, bị một mồi lửa thiêu đốt, khói đặc cuồn cuộn, mỹ nhân đã hóa thành xương trắng. Thứ lưu lại cuối cùng chính là cho cốt. Cảnh này Phong Phi Vân thấy qua tại chỗ lão giả thiên mệnh cảnh phơi thây, cánh tay phải bị vòng tay huyết cấm huyền chấn vỡ, ngực có một vết cào, chả này xuyên qua lồng ngực, là móng vuốt vô cùng sắc bén. Ở vị trí vết cào còn có một nhúm lông đen mềm giống như lông mao. Nhất định là chủ nhân thần bí hạ thủ, phàm là người có liên quan tới hành động lần này đều chết đi. Tất chữ xuất nhặt nhúm lông đen mềm lên trà sát một cái, sắc mặt đại biến, đây chính là lông đen trên cánh tay của kẻ ở trên xe châu. Chung quanh chủ nhân thần bí có mấy nhân vật khủng bố, có được lực lượng đánh chết tu sĩ thiên mệnh cảnh, quái nhân lái xe châu là một trong số đó. Hiện tại đoán chúng ta sẽ không gặp độc thủ. Phong Phi Vân tâm tư trầm trọng bay vút vào sâu trong hậu viện, đi tới bên ngoài một căn phòng thấp, căn phòng này vẫn đóng chặt như lúc trước, hắn đánh một chưởng vỡ nát cánh cửa, một tòa đại trận lập tức hiện ra trên bầu trời. Bành! Đại trận này bị Phong Phi Vân đánh nát dễ dàng, sau đó đi vào trong phòng, tất chữ xuất theo sát phía sau. Trận pháp trong phòng này bị Phong Phi Vân phá vỡ, thông đạo đi thông xuống đất mở ra. Khóa sắt bên trong phát động, phát ra âm thanh loảng xoảng liên tục, giống như đi thông tới cánh cửa địa ngục. Vô Hà công tử bị vùi trong lòng đất, bị vây trong quan tài huyền vũ, cũng bởi vậy cho nên hắn không bị người ta đánh chết trước tiên, mà Phong Phi Vân lúc này nhân cơ hội chủ nhân thần bí rời đi mới đi tới đây. Oanh! Phong Phi Vân quen việc dễ làm, không dám phí một chút thời gian nào cả, sợ chủ nhân thần bí trở về, hai tay đẩy nắp quan tài nặng nề ra, bên trong có lệ khí tỏa ra ngoài. May mắn hắn trước kia đã tế miểu quỷ ban chỉ ra, dùng uy áp của 6 bức bản đồ cổ ngăn cản lệ khí ăn mòn. Ha ha, thiên hạ đệ nhị Mỹ Nam tử đúng là quá chán nản, so với thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam tử như ta còn kém quá xa. Tất chữ xuất vốn sợ hãi nhìn qua Vô Hà công tử, sợ tên tuổi thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam tử của mình bị cướp đi, nhưng khi nhìn thấy Vô Hà công tử hiện tại thì mừng rỡ. Vô Hà công tử đúng là chán nản tới cực điểm, tóc dài mất trật tự. Hai tay bị đinh chết trên vách quan tài, hai chân và xương quai xanh bị khóa sắt xuyên qua, còn có 9 khóa sắt xuyên qua lồng ngực của hắn, dung luyện vào quan tài. Gương mặt anh tuấn của hắn đầy máu đen, đôi mắt lợi hại có thể câu dẫn hồn phách nữ nhân giờ phút này đã nhỏ máu, kinh khí trên người càng ngày càng suy yếu, giảm đi thật nhanh. Tất chữ xuất vốn cười thoải mái, nhưng mà sau khi nhìn rõ tao ngộ của Vô Hà công tử thì khó mà bật cười được, thiên tài cấp sử thi không phải chuyện đùa. Đều bị hành hạ thành tình trạng như thế còn không cúi đầu, phần ý chí này quả nhiên đáng sợ. Nếu đổi thành người khác, chỉ sợ đã sớm khóc lóc thảm thiết đầu hàng rồi, làm gì mà kiên trì nhiều ngày như thế còn chưa chết chứ. Tô Quân. Rốt cuộc Phong Phi Vân cũng rời nắp quan tài ra, nhìn thấy cánh tay bị quấn vào xích sắt thô đã bị đánh gãy. Vô Hà công tử chậm rãi mở mắt ra, hé bờ môi khô nứt ra. Phong Phi Vân, người rõ ràng. Còn không có, chết ở, trong tay nàng. Khốn kiếp, tên này là mỏ quả đen, đám ông mày hảo tâm cứu ngươi, ngươi còn nói điểm xấu này, nếu không phải nhìn ngươi bộ dáng nửa sống nửa chết, ta đúng là muốn tát ngươi hai cái. Tất chữ xuất nhìn Vô Hà công tử rất không thoải mái, tuy chán nản tới cực điểm, nhưng lại xuất khí hơn hắn rất nhiều lần, chuyện này làm cho hắn tự nhận thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam làm sao chịu nổi. Lấy nhị muội minh hỏa ra, trợ hắn phá phong. Phong Phi Vân nói, xích sắt đều là huyền vũ thiết tạo thành, chỉ có nhị muội minh hỏa mới có thể dung luyện,
mà vừa vặn tất chữ xuất huyết nhân thần bình có thu một đám nhị muội minh hỏa. Hỏa diễm màu xanh ra trời bay ra khỏi huyết nhân thần bình, bộc phát ra hai chủng hỏa diễm cực nóng cực lạnh, bắt đầu dung luyện xích sắt trên người Vô Hà công tử. Phong Phi Vân, ngươi và Đông Phương Kính Nguyệt quan hệ như thế nào? Vô Hà công tử phục hồi mấy phần khí lực, khi dây xích đầu tiên bị nhị muội minh hỏa hòa tan, linh quang vô tận trong lồng ngực của hắn khởi động, giống như lỗ đen khổng lồ trong tinh không, không ngừng thôn phệ thiên địa linh khí, rất nhanh vết thương ở lồng ngực đã khép lại nhanh chóng. Trong lòng Phong Phi Vân cũng sinh ra xúc động muốn đánh hắn, tên dâm tặc này vừa mới mở xích sắt đầu tiên rõ ràng đã nghĩ tới mỹ nhân, lại bắt đầu không thành thật một chút nào cả, rõ ràng còn nhớ Đông Phương Minh Nguyệt không quên. Lẽ nào lại như vậy? Khục khục, đừng hiểu lầm, nếu Vô Hà công tử ta hôm nay thoát khốn, liền trai giới 3 năm này sẽ không động tới nữ nhân nào cả. Tuy Vô Hà công tử đang cười, nhưng mà hận ý trong mắt khó che giấu. Đắng chát khó có thể nói rõ. Tự xưng là thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử, cho rằng chỉ cần vỗ tay một cái là mỹ nhân sẽ nhào vào trong lòng, nhưng trước mặt một nữ nhân hắn không có chút tự tin nào cả, muốn trai giới 3 năm, nghiên cứu ngự nữ chi thuật, ngày rời núi chắc chắn sẽ không ăn thiệt thòi nữa. Ngươi trai giới 3 năm, có quỷ mới tin ngươi nói. Phong Phi Vân nói, lần này ta rất chân thành, Phong Phi Vân, xem phân thượng ngươi cứu ta. Ta cũng sẽ không đoạt Đông Phương Kính Nguyệt của ngươi, nói thực ra, nếu ta thiệt tình muốn đoạt Đông Phương Kính Nguyệt, quả thực dễ như trở bàn tay, ở phương diện này ta rất chuyên nghiệp. Vô Hà công tử thập phần chân thành. Khóa sắt thứ hai trên người hắn hòa tan, lại có đại lượng linh khí rót vào trong người của hắn, thân hình đã hoàn toàn bị linh mang bao phủ, ngay cả quan tài trọng huyền vũ thiết nặng 500.000 cân cũng lung lay. 9 xích sắt trong lồng ngực của hắn phong tỏa 9 thiên mệnh huyệt. Hôm nay có 2 sợi bị dung luyện, làm cho hắn khôi phục một bộ phận lực lượng, khí tức hủy thiên diệt địa ngưng tụ trong người của hắn, giống như một con sông đang gào thét. Ta thực rất muốn đánh nhau với ngươi. Nắm đấm của Phong Phi Vân cũng đã siết chặt, cảm giác cảm thấy Vô Hà công tử thật sự là một dâm tặc nhã nhặn, thả hắn ra là một mối họa. Tất chữ xuất và Phong Phi Vân có cảm thụ giống nhau, nói. Lão Phong! Ta cảm thấy sau khi thả tên này ra hắn sẽ đoạt bát cơm của chúng ta, nếu không chúng ta nên đẩy quan tài lại lần nữa, sau đó ném quan tài này vào trong hầm cầu, thi triển cấm pháp chân áp hắn 10 năm 8 năm lại vớt lên. Trong hầm cầu, thối lắm, Vô Hà công tử vĩ đại sợ rằng sẽ thối chết trong đó, nếu không mang quan tài này lên thần đô, sau đó mở quan tài này ra, đưa hắn diễu phố thị chúng 3 ngày 3 đêm. Còn phải lôi ra đại hoành phi. Trên đó viết bắt sống dâm tặc cưỡng gian heo mẹ, tự xưng Vô Hà công tử. Sắc mặt Vô Hà công tử biến đổi đột ngột, bị lời của hai người này nói hù sợ, kêu lên. Thất tiết là nhỏ, mặt mũi là lớn, các ngươi không thể bởi vì mị lực thiên hạ vô song của ta liền cố ý tổn hại ta. Được rồi, vậy trước tiên hủy dung của ngươi, sau đó lại thả ngươi ra. Tất chữ xuất đã sớm rất không thoải mái với dung mạo của Vô Hà công tử. Từ trong đũng quần lấy ra một con dao sắt hen gì, muốn cắt bỏ cái mũi và lỗ tai của Vô Hà công tử. Được rồi, từ nay về sau nữ nhân các ngươi vừa ý, ta nhất định sẽ nhượng bộ lui binh, tuyệt đối không nhìn các nàng một cái nào cả. Vô Hà công tử nói, không có đủ hay không, nếu tương lai nữ nhân mà chúng ta nhìn chúng, ngươi còn phải giúp chúng ta cướp tới tay. Tất chữ xuất tiếp tục nói, sau đó thì sao? Vô Hà công tử nói, sau đó, đương nhiên là chúng ta ở bồi dưỡng cảm tình trên giường, ngươi ở bên ngoài canh chừng cho chúng ta. Tất chữ xuất nói rất đương nhiên. Vô Hà công tử im lặng. Phong Phi Vân mỉm cười gật gật đầu. Mị lực của Vô Hà công tử, Phong Phi Vân đã sớm nhìn thấy rồi, rất nhiều thiên kim tiểu thư đại gia tộc đều cam tâm làm thị nữ cho hắn, có vô số tài nữ cùng thiếu nữ xinh đẹp vạn người có một đều tự nguyện đi theo hầu hạ hắn. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Liên quan tới tôn nghiêm, Vô Hà công tử đánh chết cũng không chịu. Tất chữ xuất còn muốn tiếp tục uy hiếp hắn, cảm thấy lúc này là thời điểm xảo trá tên này tốt nhất, mưu đồ phúc lợi ngày sau, nhưng vào lúc này trên mặt đất có tiếng gào vang vọng, một lực lượng bàng bạc bao phủ. Lớn mật, dám xông vào cấm địa lòng đất. Quái nhân lái xe châu chạy về thiên tài biệt phủ trước, phát hiện có người xâm nhập lòng đất muốn cứu người. Vì vậy trực tiếp ra tay. Tất chữ xuất cầm huyết nhân thần bình đánh ra, huyết lãng bao phủ các nơi, miễn cưỡng ngăn trở một kích này.
tên quái nhân lái xe trâu đã quay về, chủ nhân thần bí chắc sắp quay về thiên tài biệt phủ, Vô Hà công tử, con mẹ nó ngươi có nhanh lên hay không? Tất chữ xuất chửi ầm lên, tuy vừa rồi hắn tế ra huyết nhân thần bình ngăn cản một kích kia, nhưng mà vẫn nhổ ra một ngụm máu tươi, lực lượng đối phương thật sự quá mạnh mẽ. Ta cũng muốn nhanh. Vô Hà công tử làm sao không muốn nhanh chóng trốn đi chứ, nhưng mà giờ phút này nhị muội minh hỏa vừa mới tan rã xích sắt thứ ba, lực lượng trong người của hắn còn chưa ngưng tụ, còn không cách nào lao ra khỏi quan tài. Phong Phi Vân tế miểu quỷ ban chỉ ra, hóa thành 6 tầng thần đồ, phong tỏa toàn bộ lòng đất, một cước đạp trên mặt đất, điều động thiên địa hắc thủy chi khí, xích hỏa chi lực, thanh mộc chi hồn, bạch kim chi tinh, ngưng tụ thành một phương vực, sau đó bao phủ tường đồng vách sắt trong lòng đất. Một chiếc xe trâu xuất hiện ngang rời, thân trâu màu trắng, sừng trâu dài 1 mét, cong lên như đao. Lái xe trâu là đại hán Dâu Ria, làn da của hắn có hào quang như đồng, xem ra hắn có luyện thể, tu luyện tới cảnh giới da cứng như sắt. Hắn chỉ là nô tài lái xe trâu mà thôi. Ngồi trong xe chính là Ngưu Vương, màn xe như bố sắt, gió lạnh không làm nó rung động một chút nào. Muốn cứu người ra khỏi thiên tài biệt phủ, là phải trả giá thật nhiều. Trong xe trâu có một gợn sóng màu đen tỏa ra, làm cho bầu trời mây đen cuồn cuộn, một cái móng trâu lớn 100 mét phá tầng mây đạp xuống, giống như man hoang thần Ngưu, chỉ cần một cước là đạp nát cả đại lục. Huyết nhân thần bình lao ra khỏi lòng đất, một đạo huyết quang bắn ra ngoài, tên nhọn rời dây cung bay thẳng không trung, cùng va chạm với móng trâu, bộc phát ra hỏa mang to lớn. Bành! Âm thanh to lớn rung chuyển trời đất truyền ra các nơi. 6 bức bản đồ cổ cũng bay lên. Hóa thành 6 quyển thần tư quét qua không trung, kết hợp với huyết nhân thần binh công kích. Vô số mây máu bao phủ trời xanh, một kiện vô thượng sát khí, một kiện linh khí chiến binh đại hiển thần uy, lực lượng bộc phát của chúng làm cho tu sĩ chung quanh hoảng sợ, bắt đầu chạy thục mạng bỏ chạy thật xa. Một chút dư âm còn sót lại đã chấn vỡ con đường đá xanh sâu 6 mét, nghiền áp thành vô số mảnh vỡ, tầng tầng đứt gãy. Vô Hà công tử, lão tử sắp không ngăn cản được rồi. Tất chữ xuất ho ra máu, bàn tay cũng rạn nứt. Mặc dù có huyết nhân thần bình đại sát khí trong tay, nhưng mà lực lượng của Ngưu Vương quá mạnh mẽ, có được lực lượng đánh chết tu sĩ thiên mệnh cảnh, muốn ngăn cản hắn phải bỏ ra cái giá to lớn. Phong Phi Vân cũng không tốt nhiều lắm, hắn nhất tâm nhị dụng, phải vận dụng ban chỉ, còn phải ngưng tụ 4 loại ngũ hành chi lực, giữ vững vị trí không gian trong lòng đất, nếu không phải có vực chèo trống, bọn họ hiện tại đã bị chôn sống trong lòng đất. Bành! Khóa sắt thứ tư trên ngực Vô Hà công tử đã bị dung luyện, miệng vết thương khép lại nhanh chóng, linh khí từ 4 phương 8 hướng ập tới, có vô số linh khí rót vào trong người của hắn, không ngừng rót vào đan điền. Hai mắt của hắn như hai viên hàn tinh, hào quang bắn ra xa 3 thước, làn da giống như tinh kim thần giáp, vẻ lo lắng bị quét sạch, có một loại xu thế rồng khốn nước cạn, nhất phi trùng thiên. Ầm ầm! Quan tài trọng huyền vũ thiết nặng 500.000 cân đều bị hắn kéo chấn động, dùng linh khí mênh mông khôn cùng trùng kích đinh đóng vào hai tay, hai chân, xương quai xanh của hắn. Hắn đúng là rất mạnh. 9 thiên mệnh huyệt trên người của hắn còn không có hoàn toàn bỏ niêm phong, nhưng mà lực lượng của hắn hiện tại vô cùng khủng bố, lệ khí trong quan tài cũng tản ra. Chân hắn trong quan tài không ngừng rung mạnh, phát ra âm thanh bành bành, 1 tiếng, 2 tiếng, 7 tiếng, 8 tiếng. Quan tài sắt không ngừng chấn động, âm thanh cuồn cuộn như thần lôi. Tất chữ suốt cùng Phong Phi Vân đều cảm thấy màng tai đau đớn, sóng âm như sóng cồn làm cho cung điện trên mặt đất không ngừng sụp đổ, làm cho những đình đài lầu các hóa thành cho bụi, xương trắng chất đầy trên đất lập tức hóa thành cốt phấn, biến thành xương trắng. Oanh! Xe trâu rốt cục đã tới tầng trời thấp, đánh vỡ cánh cổng của thiên tài biệt phủ. Chết đi cho ta! Trong xe trâu xuất hiện thần quang màu đen hóa thành con trâu lớn, nó nghiền áp những đình đài lầu các trên đất, những nơi đi qua không có một ngọn cỏ nào cả, bùn trên đất cũng lõm sâu xuống. Lực lượng của Ngưu Vương quá khủng khiếp, đây là lực lượng thiên mệnh cảnh, nếu không phải Phong Phi Vân nắm giữ một kiện linh khí, chỉ lực lượng tỏa ra cũng đủ làm hắn trọng thương rồi. Liên thủ đối địch, Phong Phi Vân hét lớn 1 tiếng, cùng tất chữ xuất cắt cổ tay, rót máu tươi vào trong huyết nhân thần bình. Máu tươi của Phong Phi Vân là màu vàng, máu tất chữ xuất màu đỏ chói mắt. Huyết nhân thần bình giống như bị kích phát ma tính, điên cuồng thôn vệ máu tươi của hai người, trên thần binh dính huyết nhục vậy mà sinh ra mùi tanh, đầu lâu trắng hiếu giống như ngọc thô được mài rũa,
càng ngày càng sáng long lạnh, tơ máu hiện ra. Cạc cạc, trong huyết nhân thần bình truyền ra âm thanh khiến người ta sởn hết gai ốc, giống như tiếng ác quỷ nuốt huyết nhục, trong cổ họng phát ra quái thanh, làm cho người ta run rẩy. Huyết nhân thần bình chính là đệ nhất sát khí của dương giới chi vương, uy lực khủng bố, một khi bị kích hoạt, trong thiên hạ người có thể chống lại nó ít càng thêm ít, thậm chí còn có thể thôn vệ cả chủ nhân của nó. 1000 năm trước, huyết nhân thần bình thôn vệ cả chủ nhân, nói nó là thần bình, không bằng nói đây là một ma bình. Hấp thu đầy đủ huyết dịch, vô tận huyết lãng tràn ra khỏi huyết nhân thần bình, đám mây máu bao phủ cả khu vực. Lúc này con trâu trắng kia không ngừng kêu gào. Oanh! Huyết nhân thần bình giao phong với Ngưu Vương trên xe, đánh bay chiếc xe trâu đi, đại hán lái xe trâu trực tiếp trọng thương, một cánh tay nổ bay, lập tức bỏ chạy thục mạng. Huyết nhân thần bình! Ngưu Vương trong xe phát ra tiếng giống hoảng sợ, giống như nhìn thấy chuyện đáng sợ nhất trên đời, chẳng lẽ Dương Giới Chi Vương đến? Dương Giới Chi Vương cùng Âm Giới Chi Mẫu chính là một trong mấy người tà ác nhất trên đời, hắn nhìn thấy bọn họ cũng phải bỏ chạy thục mạng. Binh khí huyết nhân thần nổi danh thiên hạ, có một loại ma tính khiếp người, khiến người ta không kìm lòng được sinh ra hoảng sợ, đặc biệt là trong huyết lãng kia có một con ma quỷ đang dương nanh múa vuốt, miệng lớn dính máu. Không phải Dương Giới Chi Vương, chỉ là một tiểu bối a. Lúc này Dương Nô lái xe tới, mà Dương Vương an vị trong xe, hắn thở dài một hơi. Đây là quái nhân thứ hai. Đúng vậy, nếu là Dương Giới Chi Vương đích thân tới, vừa rồi ta đã chết không toàn thây. Ngưu Vương giật mình, ý sợ trong lòng tiêu tán, tiếp tục ra tay lần nữa, 7-8 móng trâu hiện ra, đều lớn 100 mét, đạp mặt đất thành hố nhỏ, chung quanh vũng hố đầy vết rạn. Bành, 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 bành. Tu vị chênh lệch quá lớn, huyết nhân thần bình bị va chạm phải rút lui, gào thét kinh thiên động địa, lệ quỷ khóc ròng. Phong Phi Vân cùng Tất Chữ Xuất không ngừng rót máu tươi vào, vòng phòng ngự vỡ vụn như thủy tinh. Nhưng mà hai mắt vẫn kiên định như trước, chiến khí không suy, giao thủ với thiên mệnh cảnh mà đánh tới cục diện này, đã khó lường lắm rồi. Ta phá! Phong Phi Vân cầm cự đao dài 7 mét bằng hai tay, một đao phá vỡ móng trâu, thân hình lao ra khỏi mặt đất, muốn chém giết Ngưu Vương. Huyết nhân thần bình đánh xa, hắn để đao giết gần, như vậy mới có thể chế trụ Ngưu Vương, giúp Vô Hà công tử tranh thủ thời gian. Bằng không bọn họ phải chết ở đây. Ầm ầm. Vô Hà công tử lại làm sao không biết Phong Phi Vân cùng Tất Chữ Xuất đang liều mạng, trong lòng cảm động vạn phần, hét lớn một tiếng, tóc dài bay lên, hắn đã nổi giận, đinh sắt đóng vào hai tay bay ra ngoài, đôi tay bảo quang tràn ngập, một chưởng vỗ vào quan tài, một đạo kim sắc khí lãng chấn động sinh ra. Bang bang, đinh đóng vào hai chân của hắn cũng bị đánh bay, tứ chi của hắn đã khôi phục tự do, đang ngưng tụ lực lượng, kim sắc quang mang rót vào người, vô cùng sáng ngời. Bành! Khóa sắt thứ 6 phong ấn trên ngực bị hòa tan, nhị muội minh hỏa vẫn còn thiêu đốt, đốt huyền vũ thiết thành nước thép. Hỏng bét, có người muốn thả Vô Hà công tử ra. Huyết Vũ bay vào trong thiên tài biệt phủ, đứng trên tường cao bị tàn phá nhìn qua huyết lãng quay cuồng trước mặt. Rốt cuộc là người phương nào lớn mật như thế? Một đạo hỏa diễm đỏ thấm từ trên trời giáng xuống, lơ lửng cách mặt đất mấy mét, có sóng nhiệt lao ra khỏi người của nàng. Chủ nhân đến. Dương Vương bay ra khỏi xe dê, cung kính cúi đầu trước mặt Nam Cung Hồng Nhan, giống như nô bộc vô cùng thành kính. Nam Cung Hồng Nhan có 6 quái nhân nô bộc, chỉ xuất hiện 2 người là Ngưu Vương cùng Dương Vương. Ngưu Vương đang công phạt huyết nhân thần bình, không cách nào phân thân ra, nếu không hắn đã tới đây quỳ rồi. Oanh! Trường đao 7 mét bay ra khỏi lòng đất, chém ra một đao vô cùng sắc bén, phát ra tiếng long ngâm trầm thấp, xuất kỳ bất ý. Chém phá xe trâu, chiếc xe bị chém nát. Long Hoàng Nhất Đao, giết. Phong Phi Vân lĩnh ngộ Long Hoàng Nhất Đao tới 9 thành chân tủy, phá vỡ xe trâu xong thì chém vào đỉnh đầu của Ngưu Vương. Lưỡi đao băng hàn, long khí chạy quanh, không biết mang theo bao nhiêu ngàn cân lực lượng. Tiểu tử, muốn chết. Hai tay Ngưu Vương đánh thẳng vào thanh đao, đánh toái long ảnh bắn ra, đánh bay Phong Phi Vân ra ngoài, thân thể đâm vào vách tường kín mít, rơi vào phế tích. Nhưng mà hắn nhanh chóng đứng lên, tay cầm chiến đao như trước, dáng người cao ngất, lao tới tấn công thật nhanh. Móng trâu của Ngưu Vương biến thành hai tay đã lưu lại vết máu. Là Phong Phi Vân. Huyết Vũ từ xa xa nhìn qua, nói. Lần này hắn chắp cánh cũng khó thoát, tỷ tỷ, có muốn ta ra tay hay không,
nhất định sẽ không lưu hắn sống sót. Hành động trộm lấy ấn tầm xa la, cơ hồ tất cả người liên quan đều chết hết, chỉ còn Phong Phi Vân cùng Tất Chữ Xuất đào thoát, hắn vốn trốn khỏi võ tháp, không ngờ bây giờ gặp lại ở đây. Quả thực đây là cơ hội trời ban. Oanh! Mặt đất chấn động mãnh liệt. Chủ nhân, loại chuyện nhỏ này nên để ta làm đi. Xà Vương chạy đến. Một con dao xà thô nhám như thùng nước kéo một chiếc xe gỗ ra khỏi lòng đất, trên xe là gương mặt đầy bùn đất, mang theo dịch ăn mòn màu xanh lá cây. Con dao xà này vô cùng đáng sợ, lưỡi rắn phun ra nuốt vào, con mắt đỏ tươi như máu, hai cây răng độc chẳng khác gì hai thanh đao sắc bén. Thiên tài biệt phủ bị hào quang bao phủ, ngay cả bầu trời cũng ảm đạm. Con dao xà này trên người đầy lân phiến, hé miệng có thể nuốt sống một người vào bụng, trên đầu mọc ra cái mào gà đỏ tươi như máu, nhìn qua chẳng khác gì bướu thịt. Xà Vương ngồi trên xe gỗ do dao xà kéo đi, trực tiếp lao tới chỗ Phong Phi Vân, một mùi máu tanh ập vào mặt, làm cho người gan dạ cũng choáng váng, cơ hồ có thể bị dao xà làm ngất đi. Xà Vương ra tay tự nhiên chém giết địch nhân dễ như trở bàn tay, vì vậy Huyết Vũ lui ra phía sau. Nam Cung Hồng Nhan bị hỏa diễm đỏ thẫm bao phủ, phiêu phù giữa không trung, nếu có người nào nhìn thấu qua hỏa diễm hừng hực quanh người của nàng, có thể phát hiện ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân, ánh mắt hết sức phức tạp. Vì sao hắn xuất hiện ở đây? Tại sao phải xuất hiện ở chỗ này? Hắn thật sự là quá xen vào chuyện của người khác, ta nên làm cái gì bây giờ? Nam Cung Hồng Nhan tâm loạn như ma, nàng trước sau vẫn là người sát phạt quyết đoán, nhưng mà giờ phút này lại do dự. Thập phần khó xử, không biết nên làm thế nào mới phải. Hắn quả thực chính là kẻ ông trời phái xuống tra tấn ta, Nam Cung Hồng Nhan ngươi ngàn vạn không nên bị lời ngon ngọt của hắn lừa dối, hắn chính là một kẻ lừa đảo, một đại lừa gạt, sẽ lừa tất cả của ngươi. Hừ, Phong Phi Vân, ngươi cho rằng một khối phượng cốt là có thể lừa gạt ta sao, quả thực ngu không ai bằng, nam nhân đều không phải là đồ tốt, chết thì chết đi, ta mới không có nửa điểm thương tâm. Ta còn muốn bổ một đao lên người của ngươi, miễn cho ngươi luôn đối nghịch với ta. Nam Cung Hồng Nhan nghiến răng, trong lòng không ngừng nhắc lại lời này, bàn tay nắm chặt, giống như muốn niết Phong Phi Vân trong tay của nàng. Oanh! Một tiếng vang thật lớn truyền đến phá tan suy nghĩ của Nam Cung Hồng Nhan, ánh mắt của nàng hiện tại giống tuếch, tràn đầy khói thuốc súng, chỉ thấy đuôi cự xà quét qua, đầu rắn to lớn ngẩng cao, hai mắt đỏ như máu. Dao xà phun lưỡi ra vẫy vẫy. Xà Vương thân mặc hắc bào đứng trên đầu dao xà, tay cầm ô mộc thiện trượng, giống như một yêu tăng hắc ám. Vốn còn cho rằng Ngưu Vương và đại chiến Phong Phi Vân, nhưng không ngờ lại biến mất vô tung, giống như bị Xà Vương dùng vô thượng linh thông gạt bỏ. Phong Phi Vân đâu rồi? Nam Cung Hồng Nhan sẳng giọng quát, sóng lửa quét qua các nơi, chấn đắc hai lỗ tai Xà Vương tràn huyết. Bá! Nàng bay vút qua, tìm kiếm trong lo lắng. Nhưng không nhìn thấy thân ảnh của Phong Phi Vân, giống như bị đánh thành cặn bã, xương cốt không còn lại cái nào cả. Chẳng lẽ thực đã, chết? Nam Cung Hồng Nhan không tin vào mắt của mình, ống tay áo vung lên, một đám phế tích bị vạch ra, những vách tường và ngói bay loạn lên, nhưng mà phía dưới không có cái gì cả. Hỏa diễm đỏ sẫm thiêu đốt tất cả, ai cũng có thể cảm nhận được Nam Cung Hồng Nhan đáng sợ, giống như sư tử cái bạo phát. Xà Vương nhìn chằm chằm vào ánh mắt của nàng, nhịn không được lui về phía sau, hắn cảm giác Nam Cung Hồng Nhan giờ phút này muốn giết hắn. Chủ nhân, ta. Xà Vương không biết tại sao chủ nhân có sát ý, nhưng mà hắn lại hiểu nàng tàn nhẫn hơn ai khác, nhịn không được quỳ trên mặt đất, bờ môi run rẩy. Ngươi muốn chết. Nam Cung Hồng Nhan nộ khí trùng thiên, ngón tay hóa thành trảo hình, từng bước tiến tới chỗ Xà Vương, mỗi khi đi một bước sát khí dâng trào. Dương Vương, Huyết Vũ, Ngọc Thiền hiện tại không dám đi lên cầu tình, câm như hến, bọn họ cũng không biết vì sao Nam Cung Hồng Nhan tức giận, càng không dám hỏi, ngay cả hô hấp cũng không dám. Bành! Phong Phi Vân lao ra khỏi mặt đất, phá vỡ đất đá, đột ngột từ mặt đất bay lên trời, xíu, yêu yêu. Một tiếng, hạ xuống đất. Chủ nhân thần bí, rốt cuộc ngươi là kẻ này, vì sao có thể khống chế dị hình trong dương giới? Phong Phi Vân cầm theo cự đao nhìn chằm chằm vào bóng dáng bao phủ trong hỏa diễm. Vừa rồi hắn cùng với Xà Vương đang giao thủ thì bị một đạo lực lượng đánh thẳng vào mặt đất, mặc dù lực lượng này đã là thiên mệnh cảnh, nhưng mà hắn vẫn giữ được mạng. Xà Vương, Ngưu Vương, Dương Vương đều là dị hình trong dương giới, Phong
Phong Phi Vân trong lúc giao thủ vừa rồi đã phát hiện ra bí mật này. Bỗng nhiên Nam Cung Hồng Nhan quay người, trong lòng buông lỏng một hơi, nhưng mà lập tức chửi mình bất tranh khí, Nam Cung Hồng Nhan a hát, Nam Cung Hồng Nhan, ngươi cũng khẩu thị tâm phi a, rõ ràng nên nói ước gì hắn chết, nhưng mà vừa rồi lại thất thố như thế, ngươi thật sự là một nữ nhân ngu xuẩn, không chỉ ngu xuẩn, còn dại dột không có cốt khí. Quá không có cốt khí, nàng hận chính mình, hận tới mức chui xuống đất trốn đi cho xong. Xa xa Ngưu Vương cũng áp chế được huyết nhân thần bình, đánh cho tất chữ suốt không ngừng thổ huyết, mặc dù có tuyệt đỉnh sát khí nơi tay, cũng không cách nào ngăn cản tu sĩ thiên mệnh cảnh công kích. Rầm rầm, lòng đất có âm thanh khóa sắt nứt vỡ. Một đạo hào quang bảy màu bắn ra ngoài, hào quang chói mắt, một đạo cột sáng xông lên chín tầng trời, giống như cự nhân thức tỉnh trong lòng đất, mang cho người ta áp lực khổng lồ. Bành! Vô Hà công tử đứng dậy trong quan tài huyết vũ, vết thương trên ngực đã có một khóa sắt đứt ra, lực lượng bản thân không ngừng tăng lên, hào quang bảy màu bắn ra khỏi đan điền. Oanh! Hắn bằng vào lực lượng của mình chấn vỡ khóa sắt cuối cùng, sụp đổ thành vụn sắt. Hắn tự tay đánh ra một chưởng, đánh bay bùn đất trên cao, một tay mang theo quan tài nặng 500.000 cân, trực tiếp bay lên, đánh bay Ngưu Vương không ai bì nổi, đánh bay vài dặm. Trên mặt Ngưu Vương mang theo thần sắc kinh hãi, dùng chân đạp không, cưỡng ép ổn định thân hình, chắp tay trước ngực, trong bàn tay ngưng tụ ra một tầng mây đen, đánh ra một chỉ mang theo hư ảnh long hổ, muốn ngăn trở Vô Hà công tử sát phạt. Hư ảnh long hổ mọc ra thân hình lão hổ, đầu rông và cái đuôi đáng sợ lắc lư, toàn thân bị lân phiến bao trùm, tràn ngập thần uy như biển. Long hổ chính là vương của dị thú, lực lớn khôn cùng, nghe đồn có thể cõng cả ngọn núi. Một đầu kỳ ngưu lực lượng bằng 1.000 cân. Hai đầu kỳ ngưu lực lượng bằng 2.000 cân. Ba đầu kỳ ngưu lực lượng bằng 4.000 cân. Dùng cách tính này điệp ra lên, 7 đầu kỳ ngưu là 64.000 cân, 8 đầu kỳ ngưu lực lượng bằng 128.000 cân, 9 đầu kỳ ngưu lực lượng bằng 256.000 cân. Lực lượng long hổ càng trên kỳ ngưu. 10 đầu kỳ ngưu lực lượng bằng 1 đầu long hổ chi lực bằng 512.000 cân. Đây là lực lượng long hổ, tu sĩ cường đại có thể dừng khí ngưng lực, ngưng tụ ra một hổ chi lực cũng đã mạnh hơn kỳ ngưu cả 100.000 lần. Hai hổ chi lực càng điệp ra gấp mấy lần. Đương nhiên có thể đánh ra long hổ chi lực cũng đã là tu sĩ thiên mệnh cảnh. Tu sĩ thần cơ đại viên mãn rất nhiều đều chỉ có thể đánh ra 7 đầu kỳ ngưu chi lực mà thôi, có thể đánh ra 8 đầu kỳ ngưu đã ít càng thêm ít. Ngưu vương có thể đánh ra lực lượng một long hổ, phần tu vị này rất đáng sợ, không phải giống tu sĩ thiên mệnh cảnh nhất trọng sánh bằng. Oanh! Trên người Vô Hà công tử tràn đầy máu đen. Tay vặn quan tài đánh tan lực lượng một long hổ, lại tiếp tục đánh lên người Ngưu Vương, phốc, vai phải của hắn nghiền nát, huyết vụ bắn ra bốn phía. Khốn kiếp, tên mặt trắng nhỏ này mạnh quá. Tất chữ suốt nhìn thấy Vô Hà công tử đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi trong lòng rung động không hiểu, đây không giống như người sắp chết vừa lao ra khỏi quan tài, tương phản thật sự quá lớn, chiến lực quá đáng sợ. Đây mới là lực lượng thiên tài cấp sử thi. Có thể chiến đấu với tu sĩ cao hơn mình ba tiểu cảnh giới, cùng cảnh giới Xương Vương. Xương Vương cùng Xà Vương đồng thời ra tay. Xương Vương tế ra ba thanh cổ kiếm màu tím, nó cổ xưa rỉ sắt mang theo chiến khí bất hủ, bộc lộ hào quang khiếp người. Xà Vương cầm ô mộc thiện trượng trong tay, vẽ trên mặt đất một cái, đại địa lập tức tan vỡ thành khe hở, ô mộc thiện trượng bay lên cao, có một đạo xà ảnh đan vào thiện trượng, há to miệng táp tới. Tam vương liên thủ nhưng lại bị Vô Hà công tử áp chế, không ngừng lui ra phía sau. Thất thải vân hà hỗn độn chu. Vô Hà công tử triển khai khí tượng của mình, sau lưng lao ra hào quang bảy màu, làm cho nửa bầu trời biến sắc, hỗn độn chi khí sáng ngời bất diệt, một hư ảnh thần thuyền mang theo khí chất hỗn độn bay ra. Đây là khí tượng của hắn, thất thải vân hà hỗn độn chu. Phốc, ngực xà vương bị một ngón tay của hắn xuyên thủng, huyết tuyền phun ra. Xương cốt bị kéo ra một cây. Hai mắt xà vương có tinh quang bắn ra, cưỡng ép chấn vỡ xương cốt của hắn, vội vàng bay ngược, trên mặt kinh hãi không thôi, hắn bị tu sĩ trẻ thế hệ này kích thương. Bành! Xương vương và Vô Hà công tử cách nhau 100 mét, cách không một trường và cánh tay phát ra âm thanh khanh khách, giống như vừa va chạm với ngọn núi thép, xương cốt tay phải xuất hiện khe nứt. Quả thực thật đáng sợ, không thể địch. Vô Hà công tử vừa mới thoát khốn. Thân thể suy yếu,
lực lượng trên người không có phục hồi tới đỉnh phong, nhưng lại có thể đả thương ba vương liên tục, khí thế vô lượng, ra tay không cách nào ngăn cản. Hắn bị nhốt quá lâu, mạch máu cùng kinh mạch nhiều chỗ bị thương, lực ngưng tụ không nhiều, sức bật cao thế thì không có khả năng bền bỉ. Lực lượng của hắn không đủ duy trì 10 chiêu. Tuy Tam Vương sợ hãi chiến lực khủng bố của Vô Hà Công Tử, nhưng mà bọn họ là kẻ túc trí đa mưu, nhìn ra Vô Hà Công Tử cũng không có hoàn toàn khôi phục tới đỉnh phong. Vậy sao, không cần 10 chiêu, 3 chiêu là có thể chém giết bất cứ kẻ nào trong các ngươi rồi. Tóc dài Vô Hà Công Tử mất trật tự, trong một chớp mắt liền kéo dài qua trời cao, hám thiên nhất kích, trực tiếp đánh xà vương vào lòng đất, da đầu nghiền nát, có thể nhìn thấy xương trắng bay ra. Thiên tài cấp sử thi há có thể là chuyện đùa. Đông Phương Kính Nguyệt từng nói qua, Phong Phi Vân tu luyện 20 năm nữa cũng chưa chắc có thể đạt tới cảnh giới của bọn họ, lời này cũng không phải nói lung tung. Đương nhiên nếu như Đông Phương Kính Nguyệt nhìn thấy Phong Phi Vân hôm nay thì chỉ sợ phải đánh giá lại một phen, 20 năm có lẽ quá dài, nhưng lại không phải thời gian ngắn có thể đuổi kịp. Phong Phi Vân cầm theo cự đao màu trắng, đứng trong khu vực đổ nát, cũng không có nhìn đại chiến trên cao, mà là nhìn chằm chằm vào chủ nhân thần bí bao phủ trong hỏa diễm, bởi vì hắn cảm giác được đối phương đang theo dõi hắn. Trên mặt hắn cảm nhận được sóng nhiệt to lớn, trong lỗ chân lông có mồ hôi chảy ra từng giọt. Phong Phi Vân, vì sao ngươi hết lần này tới lần khác đối nghịch với ta? Chúng ta vốn có thể làm bằng hữu. Nam Cung Hồng Nhan đang bao phủ trong ngọn lửa, dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, âm thanh già nua mà khô cạn giống như lão đầu tử. Hỏa diễm vờn quanh thân thể mềm mại, thiêu đốt mạnh hơn trước, giống như sợ Phong Phi Vân nhận ra tướng mạo của nàng. Ta không muốn kết giao bằng hữu với kẻ độc ác, lãnh huyết vô tình. Phong Phi Vân nói. Thủ đoạn ác độc, lãnh huyết vô tình. Trong hỏa diễm đỏ sẫm truyền đến âm thanh già nua, tại lầm bầm lầu bầu, ngọn lửa bốc cháy mạnh lên, biểu hiện tâm tình của nàng chấn động lớn cỡ nào. Thiên hạ này bất cứ kẻ nào nói như thế nàng cũng có thể không quan tâm, nhưng mà vì sao Phong Phi Vân nói ra lời này, nàng lại thương tâm muốn chết. Chúng ta đi. Nam Cung Hồng Nhan thật sự không dám nhìn ánh mắt Phong Phi Vân nữa, cảm giác cảm thấy có chút sợ hãi. Nàng cho tới bây giờ chưa từng sợ hãi qua, càng không có ủy khuất như hiện tại. Thầm nghĩ né ra, tránh càng xa càng tốt. Thật giống như gặp vợ lớn, mà nàng chính là vợ bé nho nhỏ, bị đánh tát không dám tránh, muốn rời nhà trốn đi về nhà mẹ đẻ. Phong Phi Vân tự nhiên không có quan tâm tới nàng, nàng cũng không phải là vợ bé nhẫn nhục chịu đựng, nhưng mà trong lòng của nàng sinh ra cảm xúc khó hiểu, có chút làm cho nàng phát điên. Nàng hóa thành mây lửa. Chẳng khác gì hải đăng trong bóng tối, biến mất giữa tầng trời. Huyết Phú cùng Ngọc Thiền đã sớm theo nàng rời đi, mà Xà Vương, Dương Vương, Ngưu Vương cũng bị thương bỏ chạy, trong khoảnh khắc đi sạch sẽ. Thiên tài biệt phủ đã sớm thay đổi hoàn toàn, bị san thành bình địa, còn có máu của vương giả thiên mệnh cảnh nhuộm đỏ cả phiến thổ địa này, tràn ngập ma tính. Mấy chục năm sau nơi này sẽ biến thành hoang viên ma địa, oan hồn tụ tập, có sinh vật kỳ dị xuất hiện. Gặm máu thiên mệnh trên đất. Ta vừa xuất tràng đã dọa hắn bỏ chạy, cái gì chủ nhân thần bí cũng không thể chống lại chiến uy của ta. Thẳng tới khi chủ nhân thần bí đi xa, Tất Chữ Xuất lén lút mới từ lòng đất leo ra, hai tay chống nạnh, ngửa đầu cười dài, hung hăng càn quấy không ai bì nổi. Phong Phi Vân cùng Vô Hà Công Tử đều lắc đầu liên tục, nhìn nhau mang theo vài phân vui vẻ. Hôm nay có thể thoát khốn, toàn bộ nhờ hai vị tương trợ, Tô Quân vô cùng cảm kích. Tóc dài Vô Hà Công Tử rủ xuống vai, lỗi lạc đứng trên đất, thả quan tài lớn xuống đất. Thiên tài cấp sử thi khí chất phi phàm, mặc dù vừa tao ngộ tai nạn, nhưng mà sau khi thoát khốn lại có tư thế oai hùng phấn chấn bừng bừng, không phải Vương Tôn Tuấn Tài có thể so sánh. Lời cảm kích đừng nói nhiều, trên người của ngươi có thứ gì đáng tiền thì mang ra hai món. Da mặt Tất Chữ Xuất rất dày, cũng thập phần sự thật, trực tiếp đưa tay tới trước mặt Vô Hà Công Tử. Cái này, trên mặt Vô Hà Công Tử mang theo thần sắc khó xử, bảo vật trên người của hắn sớm bị lấy đi, ngay cả kho bảo vật giới linh thạch cũng bị Nam Cung Hồng Nhan lấy đi đưa cho Phong Phi Vân. Tương lai tất có trọng bảo dâng lên với tư cách đáp tạ. Vô Hà Công Tử mặt đỏ lên, đặc biệt là nhìn thấy hai hàng lông mày của Tất Chữ Xuất nhíu lại, càng làm ra mặt của hắn không khỏi co rúm lại. Tất Chữ Xuất đúng là rất thiếu đạo đức, biết rõ trên người Vô Hà Công Tử không có một đồng. Hết lần này tới lần khác lại đòi thù lao của hắn,
hơn nữa trên mặt còn mang theo biểu hiện như muốn nói con mẹ nó ngươi không phải thiên tài cấp sử thi. Sao vương tử Ba La Quốc? Vì sao ngay cả chút đồ vật đáng giá cũng không có, biểu lộ này khiến Phong Phi Vân buồn cười. Tuy tất chữ xuất không nói câu nào nhưng mà gương mặt đen xì của hắn lại nói ra tất cả lời cần nói. Phong huynh, hôm nay cáo từ, chờ ta dưỡng tốt thương thế trên người, tất nhiên sẽ đưa đại lễ tới nhà đáp tạ. Sắc mặt Vô Hà công tử hơi tái nhợt, đúng như lời Tam Vương nói, gân mạch cùng huyết mạch của hắn bị thương nghiêm trọng, tuy nhìn thì vô cùng cường thế, nhưng lại không thể đại chiến bền bỉ. Nếu không tâm hồn thiếu nữ của Nam Cung Hồng Nhan đại loạn, chủ động rút lui đi, cuối cùng ba người bọn họ còn có thể nói chuyện vui vẻ như hiện tại hay không, thật sự là chuyện khó nói được. Đương nhiên còn có một nguyên nhân, Vô Hà công tử đúng là không chịu nổi tất chữ xuất xảo trá, không dám lại mỏi mòn chờ đợi tiếp nữa. Chủ nhân thần bí thủ đoạn thập phần tàn nhẫn, tất nhiên sẽ chảm thảo trừ căn, Tô huynh, cũng nên cẩn thận a. Phong Phi Vân nói. Khóe miệng Vô Hà công tử hơi động động, dường như có lời gì muốn nói, nhưng mà lời này vừa tới miệng hắn lại nuốt trở về, cuối cùng nhất còn không có nói chủ nhân thần bí chính là Nam Cung Hồng Nhan, không mang bí mật này nói cho Phong Phi Vân. Không có biện pháp, hắn là người sĩ diện, thật sự không muốn để cho người ta biết thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam như hắn lại bại trong tay một nữ nhân, nếu truyền đi, Tô quân hắn cũng không cần lăn lộn nữa. Chủ nhân thần bí đã rời khỏi địa vực Vạn Tượng Tháp. Mục tiêu của nàng có thể là Nam Thái Phủ Phong Gia Yêu Ma Chiến Y, cưu cửu quái bào. Vô Hà công tử hơi thâm ý nhìn qua Phong Phi Vân. Hắn biết rõ Phong Phi Vân chính là phản đồ Phong Gia, mà Yêu Ma Chiến Y càng là do mẫu thân Phong Phi Vân lưu lại, đây là chuyện truyền khắp cả tu tiên giới, cũng không phải là bí mật gì. Phong Gia. Phong Phi Vân lầm bầm lầu bầu niệm một câu, trong mắt bắn ra hai đạo hàn mang. Sau khi nữ ma xuất thế, Nam Thái Phủ sinh ra biến hóa cực lớn, ngay cả Tử Tiêu Phủ cũng bị công phá, Phong Gia, Tần Gia, đại diễn tiên môn truyền thừa cổ xưa trong Nam Thái Phủ cũng đã chết tổn thương thảm trọng, mang sơn môn và gia tộc che giấu trong rừng sâu, tránh né đại quân thi tà của nữ ma công phạt. Về phần cụ thể rời đến nơi nào thì không phải ngoại nhân biết được, nhưng nhất định chính là động thiên phúc địa. Sở dĩ Vô Hà công tử nói nhiều như vậy, đó là bởi vì hắn biết rõ Phong Phi Vân tất nhiên sẽ quay về Phong Gia, thu hồi di vật của mẫu thân. Đa tạ Tô huynh nói cho ta biết nhiều như vậy, Phong Gia tổ địa cũng có mấy nơi, đã kinh doanh nhiều năm, cho dù muốn rời cũng phải rời vào tổ địa, muốn tìm cũng không khó. Phong Phi Vân nói, vậy là tốt rồi. Thương thế trên người Vô Hà công tử không nhẹ, không có chờ lâu, sau khi bàn giao những chuyện cần nói thì rời đi. Tất chữ xuất thấy không có lợi để kiếm, đem ánh mắt nhìn vào quan tài cực lớn trên mặt đất. Đây chính là do Huyền Vũ Thiết tạo thành, chính là tài liệu luyện khí, ngược lại là có thể bán đi giá tiền rất lớn. Một cái quan tài Huyền Vũ Thiết nặng 500.000 cân, hắn không thể bỏ qua, cũng không biết hắn tìm đâu ra 8 con dị thú, dùng 8 chiếc xe kéo song song chở quan tài đi. Đúng là chết cũng đòi tiền, nhạn bay qua cũng nhổ lông, món lợi nhỏ cũng phải tham, đúng là chỉ cần là lợi thì không bỏ qua. Phong Phi Vân trở lại võ tháp. Không có nhìn thấy giai nhân Hồng Nhan ca hát, trên bàn chỉ có một phong thư, trên phong thư lưu lại mùi hương chỉ có của Nam Cung Hồng Nhan, làm cho hắn mê luyến. Trên thư có viết, kia hái cắt này, một ngày không thấy, như ba tháng này. Kia hái tiêu này, một ngày không thấy, như ba thu này. Kia hái ngải này, một ngày không thấy, như ba tuổi này. Phong Phi Vân, tâm tình của ta hiện giờ chỉ có như thế mà thôi, giống như hái cắt. Lại không thể không rời đi, ta chỉ hận ta không đủ dũng cảm, chỉ có thể lựa chọn trốn tránh. Một khối phượng cốt, định một phần tình. Nhưng mà hai người hữu tình cũng không thể ở cùng một chỗ. Thời điểm ta ghi lại thư này, ta cũng đã xác định, ngươi chính là người khiến tim ta loạn nhịp, tâm thần rối loạn làm ta đau lòng, nhưng, vậy thì thế nào? Ta cũng chỉ có thể một mình đi thừa nhận tim đập loạn, tâm đau, ta chỉ có thể tự mình trải qua. Bởi vì ta sợ hãi ngươi không có yêu ta như ta đã nghĩ, có một ngày ngươi thậm chí sẽ bỏ ta, sẽ đánh ta, sẽ mắng ta, sẽ giết ta. Ta không dám nghĩ tiếp nữa, ta chỉ muốn yên lặng giữ phần mỹ hảo này trong lòng, càng không muốn phá hư mỹ hảo trong tưởng tượng của ta. Lui một bước, tương tư như vẽ tiến thêm một bước, tơ ngọc khắc nghiệt. Thế gian có 8 vạ văn tự, chỉ có chữ tình là giết người. Cho nên ta lựa chọn lui. Ta lựa chọn trốn tránh,
đừng trách ta đi quá gấp, nếu có duyên, chúng ta hồng trần gặp lại. Hồng Nhan, bút rơi. Phong Phi Vân cầm thư trong tay, thật lâu không nói gì, hít sâu một hơi, gấp thư lại bỏ vào bao. Hắn không có đi đuổi theo, đúng như Hồng Nhan nói lùi một bước, Tương Tư như vẽ tiến thêm một bước, tơ ngọc khắc nghiệt. Có lẽ nàng lựa chọn là chính xác, làm cho phần tình cảm này lắng đọng trong lòng, hóa thành tương tư nồng đậm, cảm thấy đây cũng chưa hẳn không phải chuyện tốt. Hồng Nhan, đi đường cẩn thận, Hồng Trần gặp lại. Ngay lúc Phong Phi Vân đọc phong thư này, trên dãy núi bên ngoài Vạn Tượng Tháp, trên con đường cổ có một chiếc xe hoa lệ chạy đi về hướng nam. Trong xe có đàn tranh khải đàn, khúc đàn Hồng Nhan cười vì ai quanh quẩn trong dãy núi, chim nhạn bay theo tiếng ca, bạch hạc theo sau xe, trên đường đi chim ca vượn hót, tiến thẳng về Nam Thái Phủ. Bách tháp bảng có thứ hạng mới. Phong Phi Vân đứng trên đỉnh võ tháp, đối diện chính là thần vương mặc trường bào màu vàng. Thần vương khoanh tay, khí độ như biển mây cuồn cuộn, mênh mông không lường được, trên mặt mang theo nét tươi cười, nói. Nữ ma xuất thế. Cả Nam Thái Phủ 28 quận đều lâm vào trong chiến hỏa, những thi tà sắp ra làm loạn thiên hạ, cho dù là tu tiên giả của cả Nam Thái Phủ hay là dân chúng bình thường đều sinh hoạt trong khủng hoảng, thời khắc đều lo lắng tránh né thi tà, sợ hãi thi tà lại tới. Vạn Tượng Tháp chúng ta thân là đệ nhất thiên hạ học thuật thánh địa, tự nhiên có trách nhiệm trừ ma vệ đạo. Trải qua trăm vị tháp chủ và hơn 10 vị tiền bối thiên hiền, quyết định trước tiên cho một đời đệ tử trẻ tuổi đi tới Nam Thái Phủ lịch lãm rèn luyện, xuất phát ngay hôm nay. Có quan hệ gì tới thứ hạng mới của Bách Tháp bảng cơ chứ? Phong Phi Vân khó hiểu hỏi. Tự nhiên có quan hệ, gần đây thiên tài Tuấn Kiệt liên tiếp xuất thế, Bách Tháp bảng bài danh không còn chính xác nữa, cần phải chế định bài danh mới, dùng để cân nhắc ai mới là vương giả trẻ tuổi chính thức. Mà lần này Bách Tháp bảng sinh ra bài danh khác với lúc trước. Sẽ thông qua số lượng tà linh mà các người đánh chết đổi thành điểm tích lũy, sau đó chế định bài danh. Điểm tích lũy càng cao, bài danh cũng càng cao. Đổi điểm tích lũy như thế nào? Phong Phi Vân hứng thú, cảm thấy huyết dịch trong người không có an phận. Đánh chết một gã thi tà biến đổi, đoạt được thi cung của nó xem như một điểm tích lũy. Đánh chết một gã nhị biến thi tà, đoạt được nó thi cung sẽ được 1.000 điểm tích lũy. Lần này quy định thời gian cho các người rất dài. Chừng 3 năm, trong lúc này các ngươi có thể quay về Vạn Tượng Tháp đưa thi cung, đổi được điểm tích lũy. Đạt tới số điểm tích lũy nhất định còn có thể đổi được linh bảo tháp đổi được linh thạch, tới đan tháp đổi linh đan, đến tàng kinh tháp hối đoái công pháp tu luyện. Chỉ cần điểm tích lũy đủ cao, thậm chí có thể đổi được linh khí, tứ phẩm linh đan, thiên công bảo điển, ngàn năm linh dược, chân diệu linh thạch, ngũ cốc linh thạch, đan linh thạch. Ví dụ như 10 điểm tích lũy có thể miễn phí hối đoái một cây trăm năm dị thảo, 100 điểm tích lũy có thể hối đoái một hạt chân diệu linh thạch, 1.000 điểm tích lũy có thể hối đoái một khối chân diệu linh thạch hoàn chỉnh. 10 vạn điểm tích lũy có thể hối đoái một viên tứ phẩm linh đan, 30 vạn điểm tích lũy có thể hối đoái một kiện thượng cổ linh khí. Sau khi hối đoái bảo vật cứ đi săn thi tà tiếp tục tranh giành điểm tích lũy, tiếp tục tranh giành bài danh Bách Tháp bảng, hai chuyện này không xung đột với nhau. Thần vương vừa cười vừa nói. Không ngờ cần thời gian tới 3 năm. Phong Phi Vân tự nhiên biết rõ mục đích trong đó, nhất định là cao tầng Vạn Tượng Tháp muốn dùng chuyện này kích thích tiềm lực của đệ tử, làm cho bọn họ cố gắng phấn đấu trong 3 năm, tu vị đột nhiên tăng mạnh, có thể đánh giết thi tà, cạnh tranh lẫn nhau. Thậm chí là cướp thi cung lẫn nhau, đệ tử chém giết sinh tử với nhau. Một chiêu này quả nhiên là độc ác, Vạn Tượng Tháp muốn trước khi thiên hạ đại loạn quần long phệ thiên. Bồi dưỡng ra cường giả tuyệt đỉnh chính thức, lần này đã hạ vốn gốc. Bát đệ tử tháp chủ võ tháp. Phong Phi Vân dùng ánh mắt kinh dị nhìn qua đại hán mình đồng ra sát trước mặt của mình. Ách, ai kêu ta tuổi còn nhỏ, tu vị cao, thiên phú mạnh. Trên cằm đại hán này có râu ria rậm rạp như lông gấu, hắn cao ít nhất 2 mét, cánh tay thô to như thùng nước, nhưng lại mới năm gần 13 tuổi. Bởi vì thiên phú dị bẩm. Bị tháp chủ võ tháp Trương Phách Đạo thu làm đệ tử thứ 8. Đại hán này đứng cùng chỗ với Phong Phi Vân chẳng khác gì người khổng lồ và em bé, Phong Phi Vân cuối cùng vẫn tiếp nhận sự thật này, đàn ông cổ cương tộc đúng là cường tráng như trâu. Sư thúc, chúng ta đi thôi. Vương Mãnh cười cười, hai bờ môi dày giống như là bướu thịt đọng trên miệng. Hắc hắc, ngươi lên đường đi. Phong Phi Vân chính là truyền nhân thần vương, đệ tử tháp chủ võ tháp. Tự nhiên là sư thúc của Vương Mãnh. Vẫn là sư thúc lên đường trước đi.
Ngươi đi trước. Sư thúc đi trước. Vậy được rồi, ta trước. Phong Phi Vân cảm giác càng nói càng nhàm chán, có chút là lạ, vì vậy xoay người nhảy lên lưng kỳ ngưu cao 5 mét, tay vặn khóa sắt, đi thẳng về hướng nam. Vương Mãnh bay lên lưng con kỳ ngưu khác, theo sát phía sau. Hai con kỳ ngưu to như quái vật khổng lồ, sừng trâu mọc trên đầu trâu lớn, cứng rắn mà đen kịt chẳng khác gì hai cây răng rồng. Bốn cái đùi to như cây cột đen kịt, lông trâu màu đen dài một thước, còn có từng khối lân phiến mọc ra trên lông trâu, phản xạ ra hào quang đen đen. Hai người mặc nho y màu trắng, đầu đội khăn trắng, đai lưng màu đen, quần áo và phục sức tiêu chuẩn của đệ tử Vạn Tượng Tháp, nhưng khí chất của hai người khác nhau hoàn toàn. Phong Phi Vân lỗi lạc cưỡi trên kỳ ngưu đi trước, thân hình so với mấy tháng trước lại cao không ít, bớt đi một phần ngây thơ, nhiều ra mấy phần tiêu sái phiêu giật. Khổ người Vương Mãnh càng lớn giống như cự nhân khổng lồ, trong tay cầm Phụng Thiên Hỏa Kích to như chén ăn cơm, nặng 1.8 vạn cân, đây là thần binh lợi khí Trương Phạch Đạo truyền cho hắn, uy lực tuy không nghịch thiên bằng linh khí, nhưng mà lực sát thương vẫn biến thái như cũ, người bình thường căn bản là không chịu nổi một kích. Bách Tháp Bảng thay đổi làm cho tất cả đệ tử trong Vạn Tượng Tháp chấn động lớn, nhao nhao chạy như điên tới Nam Thái Phủ, Phong Phi Vân cùng Vương Mãnh đương nhiên cũng gia nhập vào đội ngũ này. Chỉ cần chém giết nhiều thi tà, đạt được điểm tích lũy càng cao, như vậy có thể hối đoái bảo vật cũng càng phong phú, huống chi còn có thể bộc lộ tài năng trên Bách Tháp Bảng, rất có thể nhất chiến thành danh thiên hạ biết, không ai ngăn cản nổi chuyện danh lợi song thu này. Nam Thái Phủ 28 quận, có 9 quận đã hoàn toàn nằm trong tay của ma nữ, thi tà đầy đất chạy, trở thành vùng đất tà ác. Còn có 12 quận đã bắt đầu bị thi tà sơ tái, tu sĩ bản thổ Nam Thái Phủ chống lại ương ngạnh, nhưng trước mặt đại quân thi tà cũng liên tục bại lui, triệt để rơi vào tay giặc chỉ là vấn đề thời gian. 28 quận, cũng chỉ còn lại 7 quận còn hoàn toàn không có bị thi tà xâm lấn, có siêu cấp tông môn truyền thừa cổ xưa tỏa chấn mới có thể ngăn cản đại quân thi tà. Hừ, chỉ cần nữ ma vừa ra tay, cho dù là siêu cấp tông môn hoặc là gia tộc tu tiên gì đó cũng nhất định tan thành mây khói trong khoảng khắc. Nghe nói như thế, mọi người im lặng, không ai có thể phản bác. Đi suốt một ngày, Phong Phi Vân và Vương Mãnh tiến tới một tòa thành cổ trong Thiên Hoa quận, đây là con đường từ Vạn Tượng Tháp đi tới Nam Thái Phủ. Trong thành cổ tụ tập rất nhiều tu tiên giả tránh né Nam Thái Phủ, tất cả đại tiên môn đều có, đều là tới cầu Vạn Tượng Tháp che chở, cảm thấy chỉ cần ở gần Vạn Tượng Tháp một ít, có thể tránh thoát đại quân thi tà đổ sát. Có lẽ bởi vì có Vạn Tượng Tháp, cho nên người đi lại trong thành nhiều như nước, ngựa xe tấp nập chẳng khác gì động thiên phúc địa, hoàn toàn không có chút mùi chiến hỏa thuốc súng nào cả. Đệ tử trẻ tuổi của Vạn Tượng Tháp rất nhiều người đã tới tòa thành này rồi, trong thành xuất hiện rất nhiều tuấn tài trẻ tuổi sinh ra bạo động rất lớn. Nhưng mà tuấn tài trẻ tuổi ở đây chỉ đi ngang qua, cả đám như rất vội, có thuê nô bộc, mua sắm đại lượng đan dược chữa thương, ngừng lại đây không tới 2 giờ đã vội vàng ra khỏi tòa thành này. Đương nhiên cũng có người không vội ở lại đây, nghỉ ngơi trong tòa thành này một đêm, tìm tới thanh lâu có danh kỹ nổi danh nhất, Đàm Thiếu Gió Trăng, sau một đêm triền miên thì sáng ngày thứ 2 mới phiêu nhiên mà đi, bước vào hành trình của mình. Ngày hôm qua ta nhìn thấy một thiên tài tuyệt đỉnh của Vạn Tượng Tháp, mang theo hơn 200 nô bộc, lái 10 chiếc hoàng kim chiến xa đi ngang qua ngoài thành, chạy đi rất gấp, chiến xa xu thế khí thôn Sơn Hà, hôm nay sợ rằng đã đi được vạn dặm rồi. Tối hôm qua ta nhìn thấy một nhân kiệt thần cơ đại viên mãn trên người tử khí như mây, ở trong nội thành phong lưu một đêm với Yên Hồng cô nương, sáng nay đi ra ngoài cũng cưỡi Bạch Ngân thần sư, tiến đến phía nam. Vạn Tượng Tháp đại động tác, kinh động tất cả tu sĩ, mỗi người đang suy đoán xảy ra chuyện gì, thẳng đến giữa chưa có một tin tức truyền tới. Bách Tháp Bảng thay đổi, 10 vạn tài tuấn xuất quan. Vạn Tượng Tháp sốt cục ra tay, tuổi trẻ tài tuấn có lẽ đều tiến tới 12 quận còn chưa bị công phá kia, 12 quận phủ này sẽ biến thành chiến trường tranh giành của bọn họ. Ta đoán cũng là như thế, dù sao tu sĩ dám xông vào 9 quận do thi tà nắm giữ quá ít, thi tà đông nghịt xông tới, cho dù là ai cũng bị đánh chết. Nghe nói có vài tu sĩ thiên mệnh cảnh lớp già đã chết trong 9 quận này, từ đó về sau, không có người nào dám bước vào đó một bước. Trong tòa cổ thành này, Phong Phi Vân đạt được rất nhiều tin tức, nghe được rất nhiều đại sự ở Nam Thái Phủ gần đây. 9 quận lớn đã nằm trong tay của thi tà, tức thì trở thành ma quật trong lời tu sĩ, nhân loại xâm nhập trong đó sẽ chết không chỗ chôn.
Những thiên tài nhân kiệt ở vạn tượng tháp này tuy có suy nghĩ đi săn giết thì thà, nhưng lại cũng không dám xông vào 9 quận lớn, nhao nhao tiến đến 12 quận phủ còn chưa bị xâm chiếm. Sư thúc, mức độ nguy hiểm của 12 quận phủ không giống nhau, có quận phủ mới vừa vặn bị thi tà tấn công, tương đối nguy hiểm thấp một ít, có quận phủ đã lâm vào mức dầu sôi lửa bỏng, cho dù là tu sĩ thiên mệnh cảnh cũng không dám đi vào. Vương Mãnh dò hỏi, nơi càng nguy hiểm, số lượng thi tà cũng càng nhiều, cũng thuận tiện thu thập thi cung, nhưng mà tùy thời sẽ bị thi tà vây công tới chết. Nơi có nguy hiểm thấp nhất, khẳng định số lượng thi tà không nhiều lắm, hơn nữa nhiều thi tà vừa mới thi biến, chiến lực không có khủng bố bằng lão thi, nhưng khuyết điểm là tốc độ thu thập thi cung thấp hơn nhiều. Bán tình báo, phân tích tình hình chiến đấu ở tiền tuyến, phân bố thế lực của thi tà, hướng đi của tiên môn còn sót lại, sắp xếp nguy hiểm của 12 quận phủ, cái gì cần đều có, giơ tay bán phá giá, đi qua, đi ngang qua, không nên bỏ qua. Ai, mỹ nữ, có muốn một phần hay không, chỉ cần 10 vạn kim tệ, tuyệt đối là giá trị siêu việt. Phong Phi Vân nhìn qua người giao, chỉ thấy vẻ mặt của thiếu niên này đen hơn đáy nồi, trên lưng vác một cái sọt da đầy đồ quyển dê lớn, trông chất dày đặc, đoán chừng có trên 100 quyển. Giờ phút này thiếu niên mặt đen đang ngăn trước mặt hai thiếu nữ xinh đẹp mặc nho y màu trắng, đại lực chào hàng, nước bọt tử phun như xương. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, 12 quận phủ của Nam Thái phủ quá nguy hiểm, địa vực rộng lớn dọa người, người bình thường cho dù đi ba đời cũng không thể đi hết được. Căn bản không có người nào trong thời gian ngắn vẽ ra bản đồ tình báo như thế. Nhất định là gạt người, tên thanh niên mặt đen này tim quá đen, một tấm đồ quyển gạt người mà bán giá 10 vạn kim tệ, hắn đúng là dám mở miệng. Đầu năm nay lừa đảo không ít, kẻ đần cũng nhiều. Sáng hôm nay tên thanh niên mặt đen này bán ra hơn 20 đồ quyển, tấm đắt nhất cũng giá 80 vạn kim tệ, tấm rẻ nhất chỉ bán ra chừng 300 kim tệ, thành phẩm còn thấp hơn nhiều. Hắn kiếm tiền quá dễ dàng. Nếu tên thanh niên mặt đen này bán ra được một đồ quyển tình báo là đổi địa phương ngay, từ sáng tới trưa đã bán ra 200 vạn kim tệ rồi, mấu chốt là mua phải đồ giả, làm cho rất nhiều tu sĩ đều ghen ghét không thôi, trong lòng rất không cân bằng. 10 vạn kim tệ quá đắt, nếu không 5 kim tệ đi. Một thiếu nữ ánh mắt trong veo như nước giơ 5 ngón tay lên lắc lắc trước mặt đen này, nháy nháy con mắt đáng yêu. Thanh niên mặt đen nói. Mỹ nữ, người ra tay quá ác rồi, giá 5 kim tệ căn bản không bán, trung thực nói cho người biết ha. Đồ phổ này do một nhân vật vô thượng làm ra, ta dùng giá vốn mua từ trong tay của hắn 9. Vạn kim tệ, lợi nhuận không nhiều lắm, xem cô nương lớn lên mỹ mạo động lòng người, thanh thuần đáng yêu, ta giảm cho ngươi, 9 vạn 5 ngàn kim tệ. Thế nhưng mà ta chỉ có 5 kim tệ. Tiểu cô nương lấy ra 5 kim tệ rực rỡ nằm trong bàn tay, không nhiều không ít, chỉ 5 kim tệ. Thua lỗ a hát, mỹ nữ ra tay nên đại khí, sinh ý 5 kim tệ. Ta thực làm không được. Được rồi, xem ra hai vị đều là đệ tử vạn tượng tháp, xem như nửa cùng trường, bán giá vốn cho các ngươi, 9 vạn kim tệ. Tên thanh niên mặt đen làm ra bộ dáng đấm ngực rậm chân, hàm răng cắn chặt, nói ra cái giá rất đau lòng. Hắn giống như sắp thổ huyết. Chỉ có 5 kim tệ, tỷ tỷ của ta hái thuốc bán thuốc, vốn ý định tới mua 2 kiện xiêm y, hiện tại toàn bộ cho ngươi. Tiểu cô nương này đôi mắt như trân châu. Lộ ra dáng đáng yêu động lòng người, lông mi thật dài rung rung, lộ ra nét hồn nhiên. Thanh niên mặt đen nhìn qua hai thiếu nữ này mặc quần áo mộc mạc, cũng rất đơn thuần, đúng là không giống kẻ có tiền, nhưng lại còn đẹp hơn thiên kim tiểu thư của đại gia tộc vài phần. Nếu có thể bán các nàng cho đám thiếu gia giàu có, nhất định có thể bán với giá tiền rất lớn, nhưng mà hắn rất phản cảm với chuyện lừa bán thiếu nữ, cũng đành nhìn cơ hội phát tài xuống. Thật con mẹ nó xui. Lần này xem như nhìn lầm. Gặp được hai cô nương nghèo. Được rồi, 5 kim tệ thì 5 kim tệ, khốn kiếp, hôm nay xem như bán giá thấp nhất. Mỹ nữ, giá tiền này ngươi ngàn vạn không nên nói với người khác. Xem như tặng cho ngươi. Thanh niên mặt đen ném đồ quyển cho thiếu nữ, túm lấy 5 miếng kim tệ, sau đó lẫn vào trong đám người, đến nơi khác tiếp tục hét to. Rất hiển nhiên đồ quyển này giá 5 kim tệ rất không đáng. Bằng không hắn cũng không bán với giá này. Đại ca, 50 vạn kim tệ một tấm, nếu ngươi muốn mua, ta giảm nửa giá rồi. Thanh niên mặt đen giữ một người lại, người nọ bị hắn nói được động tâm, trải qua một phen cò kè mặc cả, cuối cùng dùng 15 vạn kim tệ mua một tấm,
bị kích động rời đi. Con mắt thanh niên mặt đen nhảy lên, nhìn thấy Phong Phi Vân đi tới, khóe miệng nói một câu xui xẻo, liền muốn rời đi, nhưng mà hắn vừa mới quay người lại, phát hiện Phong Phi Vân đã ngăn cản trước mặt của hắn, đang cười tủm tỉm theo dõi hắn. Tất chữ xuất, người đúng là lừa gạt không bỏ qua một chút cơ hội nào cả. Phong Phi Vân nói, tên thanh niên mặt đen kẻ cắp này chính là Tất chữ xuất. Khục khục, thì ra là Phong huynh thật oan uổng cho ta mua đều là chính phẩm, tuyệt không có giả dối. Lấy một tấm da dê sau lưng Tất chữ xuất đều giao cho Phong Phi Vân, cười nói. Ta cùng Phong huynh xem như sinh tử chi giao, tấm da dê này bán cho ngươi 200 vạn một tấm. Tất chữ xuất biết rõ Phong Phi Vân sau lưng có núi dựa lớn, căn bản không thiếu tiền cho nên dùng chiêu sư tảm ngoạp. Phong Phi Vân mở da dê ra, phía trên có vẽ đường cong, vòng tròn, hình tam giác các loại ký hiệu, đánh dấu được thập phần tinh tế, có phân chia 28 quận, nơi tiên môn đóng quân, thi tà tụ tập, nhất địa nơi nguy hiểm, nơi xảy ra đại chiến nhiều lần các loại. Tấm da dê này phía trên đánh dấu thập phần tinh tế, còn có một chút lộ tuyến là con đường tắt của 28 quận, còn có một ít mật địa thượng cổ. Những thứ đánh dấu trên da dê này, rất nhiều đều tương xứng với kết cấu địa lý mà Phong Phi Vân biết rõ, dường như không phải đồ giả. Một góc của da dê vẽ lấy một điểm nhỏ màu đỏ, thập phần bắt mắt. Đó là một trong 8 đại di tích thượng cổ, Vũ Hóa Mộ Nguyên, ở vào quận Tam Thánh. Nghe nói gần đây dưới đáy Vũ Hóa Mộ Nguyên có một tòa thượng cổ băng cung bay lên, đến nay vẫn còn lơ lửng giữa không trung. Có người khảo cứu, tòa băng cung này đã ít nhất 8 vạn năm rồi, mấy tháng qua đã hấp dẫn không ít đại nhân vật tiến tới, nhưng lại không có người nào đi vào nội cung băng cung. Tất chữ xuất thần thần bí bí nói với Phong Phi Vân. Trong lòng Phong Phi Vân khẽ động, Vũ Hóa Mộ Nguyên có băng cung bay lên, hắn đã sớm nghe tháp chủ Linh Bảo Tháp đề cập qua, ngược lại có việc này thật. Chẳng lẽ kẻ cắp mua là đồ thật? Đồ quyển là có từ nơi nào? Phong Phi Vân dò hỏi. Tất chữ xuất khôn khéo đến cực điểm, nhìn ra Phong Phi Vân đã động tâm, liền tranh thủ đoạt ra dê trong tay của hắn, cười nói. Là một vị đại nhân vật vẽ ra, ta dùng giá 500 vạn kim tệ để mua, chúng ta là huynh đệ sinh tử, người xuất ra 200 vạn kim tệ, ta chuyển cho ngươi. Vừa rồi nói giá vốn có 9 vạn kim tệ. Hiện tại rõ ràng cố định lên giá đến 500 vạn kim tệ, hắn đúng là dám mở miệng, xem Phong Phi Vân trở thành dê béo. Cái này, ta đã gặp qua là không quên, vừa rồi cũng đã nhớ kỹ toàn bộ, căn bản không cần mua. Phong Phi Vân nói xong xoay người muốn đi. Tất chữ xuất sững sờ, trong lòng mắng to Phong Phi Vân vô sỉ, vội vàng đuổi theo, nói. Phong huynh, 100 vạn kim tệ cũng có thể bán. Phong Phi Vân không để ý tới hắn. 10 vạn kim tệ, cũng thành, không thể ít hơn nữa. Phong Phi Vân vẫn không nhìn hắn, giống như có lẽ đã hạ quyết tâm sẽ không mua. Tất chữ xuất nghiến răng nghiến lợi, hét lớn. Tặng miễn phí, người muốn không? Đương nhiên muốn. Bỗng nhiên Phong Phi Vân quay người đoạt ra dê trong tay Tất chữ xuất, cấp tốc ném vào giới linh thạch, cười nói. Có mấy nơi còn chưa nhớ kỹ, đã Tất huynh muốn tặng. Ta miễn cưỡng nhận lấy. Tất chữ xuất nói. Như vậy cáo từ, Tất huynh cũng không cần tiễn nữa. Phong Phi Vân không hề dừng lại nhiều, sợ hãi Tất chữ xuất đổi ý, sải bước chạy đi, rất nhanh đã đi ra khỏi cửa thành, đi cùng Vương Mãnh sau đó cưỡi kỳ ngưu đi về phía nam. Khốn kiếp, Phong Phi Vân, ta thao đại gia ngươi. Tất chữ xuất biết rõ bị Phong Phi Vân gài bẫy, cầm hai tấm da dê ra, tế ra hai bộ cổ kiếm, tổng cộng 10 chuôi. Ngự kiếm mà đi, muốn đuổi theo bắt Phong Phi Vân trở về. Tin tức trên da dê rất khổng lồ, cho dù có người thật gặp là không quên cũng không có khả năng chỉ một lát là nhớ kỹ. Phong Phi Vân ngồi trên lưng kỳ ngưu, đem da dê mở ra, cẩn thận nghiên cứu đánh dấu trên đó, còn có phân bộ 28 quận. Sư thúc, ta phát hiện rất nhiều đệ tử Vạn Tượng Tháp đều đi tới quận Tam Thánh. Vương Mãnh nhìn lên chân trời. Mỗi cách một đoạn có một đạo lưu quang bay qua trên đỉnh đầu. Những người này đều là ngự khí phi hành, tuy tốc độ rất nhanh nhưng vô cùng tiêu hao linh khí, cho dù là tu sĩ thần cơ đại viên mãn cũng chỉ bay tối đa 3 giờ phải hạ xuống đất nghỉ ngơi. Mà thần cơ đỉnh phong, thần cơ trung kỳ chỉ có thể bay 1 giờ là ngừng lại. Cho nên chưa đạt tới thiên mệnh cảnh, tuyệt đại đa số tu sĩ đều lựa chọn dị thú thay đi bộ, như vậy cũng không mệt mỏi như thế, còn có thể tùy thời bảo trì thực lực đỉnh phong.
Ngón tay Phong Phi Vân chỉ vào khu vực quận Tam Thánh, cười nói. Chỗ vào Vũ Hóa Mộ Nguyên nằm trong nội địa quận Tam Thánh, băng cung xuất thế, khiếp sợ thiên hạ, phàm là thiên tài tuấn kiệt có tự tin vào thực lực của mình, tự nhiên sẽ không bỏ qua thịnh hội như thế, nhưng mà... Nhưng mà cái gì? Vương Mãnh nhìn thấy Phong Phi Vân nhíu mày thì hỏi. Nhưng mà quận Tam Thánh là một trong 12 quận phủ bị thi tà xâm lấn, mức độ nguy hiểm xếp hàng thứ nhất, cơ hồ sắp rơi vào trong tay của ma nữ rồi. Trong tay của hắn nắm giữ đồ quyển da dê đánh dấu như thế, quận Tam Thánh mức độ nguy hiểm ngay cả tu sĩ thiên mệnh cảnh cũng vẫn lạc, một đời tu sĩ trẻ tuổi đi vào sẽ phải bỏ mạng. Mặc dù là cầu phú quý trong nguy hiểm, nhưng nếu mù quáng mạo hiểm thì cuối cùng sẽ chết nhanh hơn. Phong Phi Vân, lão tử cuối cùng cũng đuổi theo ngươi, nhanh đưa cho ta 200 vạn kim tệ, bằng không ta tố cáo ngươi cướp bóc. Trong tầng mây, 10 đạo kiếm quang lao ra, tất chữ xuất ngự kiếm bay tới. 10 đạo cự đại cổ kiếm cắm trước cổ đạo, giống như 10 cây cột ngăn cản kỳ như đi. Bá, 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 bá. 10 chuôi cổ kiếm tạo thành kiếm trận, kiếm quang bắn ra, sắc bén tới cực điểm. Vương Mãnh hừ lạnh một tiếng, muốn ra tay, lại bị Phong Phi Vân quát lớn. Tất huynh, người không thể vô sỉ tới mức độ này nha, rõ ràng là ngươi nói muốn tặng cho ta. Ta mới nhận lấy, hiện tại ngươi muốn cướp trở về. Phong Phi Vân cười nói. Lại còn nói ta vô sỉ. Tất chữ xuất tức giận mặt đen hơn trước, nói. Phong Phi Vân, đừng con mẹ nó giả thuần khiết, ngươi lừa người khác, lừa được ta sao? Nghe nói tứ tiểu thư Ngân Câu gia tộc vừa ý ngươi, có núi tiền của Ngân Câu gia tộc làm chỗ dựa, 200 vạn kim tệ đối với ngươi mà nói chẳng phải chín châu mất sợi lông sao? Chút tiền nhỏ này ngươi cũng gạt ta. Cũng không sợ tổn thương hòa khí huynh đệ sao? Chúng ta đi. Phong Phi Vân vùng ống tay áo lên, một đạo bạch mang lao ra, 10 cổ kiếm tung bay, rơi thất linh bát lạc trên đất. Tất chữ xuất vội lên, ở phía sau hét lớn. Phong Phi Vân, ta nắm giữ một thiên đại tin tức, là về Nam Cung Hồng Nhan. Trong lòng tất chữ xuất cũng có chút tâm thần bất định, sợ Phong Phi Vân căn bản bỏ qua hắn, trực tiếp rời đi, như vậy hắn lỗ lớn. Cổ tay Phong Phi Vân nhắc khóa sắt trên tay lại, làm cho Kỳ Ngưu dừng lại, nói. Ra giá. 200 vạn kim tệ. Tất chữ xuất trong lòng vui vẻ, rất không lưu tình hô cái giá này. Cho ngươi. Phong Phi Vân không chút do dự từ trong giới linh thạch ném ra một tờ kim phiếu, ném cho tất chữ xuất. Đây là kim phiếu lần trước Ngân Câu Phương đưa cho, tổng cộng hơn 3.000 vạn kim tệ, vẫn đặt trong giới linh thạch. Tất chữ xuất không nghĩ tới Phong Phi Vân lại hào sảng như thế, duy nhất một lần ném ra ngoài 200 vạn kim tệ, quả thực quá không có thiên lý, nội tâm của hắn vô cùng hối hận, xem ra lần này báo giá quá thấp. Tuy hối hận nhưng hắn không có cỏ kè mặc cả. Có người trông thấy Nam Cung Hồng Nhan đi quận Tam Thánh, tiếng ca của nàng câu dẫn vạn điểu cùng bay. Tất chữ xuất nói, chuyện này là thật. Phong Phi Vân nói, nửa phần không giả. Tất chữ xuất cẩn thận thu tấm kim phiếu này lại, đây là lợi nhuận lớn nhất hôm nay. Nàng đi quận Tam Thánh làm gì vậy? Phong Phi Vân nhíu mày suy nghĩ. Tất chữ xuất trực tiếp xoay người ngồi lên Kỳ Ngưu, ngồi ở vị trí đuôi trâu, cười nói. Người trong thiên hạ cũng biết, yêu ma chi tử cùng mỹ nhân đệ nhất thiên hạ chính là Hồng Nhan Chi Kỷ, quận Tam Thánh chính là hiểm địa thi tà đầy đất, chẳng lẽ Phong huynh cam tâm để nàng lẻ loi một mình mạo hiểm sao? Đi! Phong Phi Vân ném một tấm truy phong linh phù vào lưng Kỳ Ngưu, Kỳ Ngưu vốn có tốc độ chạy đi nhanh kinh người, bây giờ càng nhanh hơn, có thể nói là nhanh như gió. Trong nháy mắt vượt qua vài ngọn núi, đi thẳng tới hướng quận Tam Thánh. Tất chữ xuất ngồi ở đuôi Kỳ Ngưu, thiếu chút nữa rớt ra ngoài, may mắn hai tay ôm được đuôi Kỳ Ngưu. Căn cứ kế hoạch của Phong Phi Vân, hắn có ý định đi tới quận Tam Tài có ít nguy hiểm lịch lãm rèn luyện, nhưng mà giờ phút này hắn đã cải biến chủ ý. Quyết định tiến đến quận Tam Thánh, căn bản không phải chỉ vì Nam Cung Hồng Nhan, hắn còn có ý định khác. Hắn nhớ rõ Phong gia có một chỗ tổ địa nằm tại mật địa ở biên giới quận Tam Thánh, Phong gia nói không chừng chuyển gia tộc tới đó, hắn cảm thấy không có manh mối nào khác đi tìm. Phong gia tổ địa có lăng mộ tiên hiền Phong gia, có tu sĩ tiền bối Phong gia ẩn cư, có cất giấu đại bí cổ xưa của Phong gia. Dù sao mỗi một tổ địa đều không đơn giản. Đệ tử Phong gia có tư cách đi vào cũng chỉ thước tiếc tiền nhân mà thôi. Kỳ Ngưu ngày đi 8.000 dặm,
đi nửa tháng rốt cục đi vào Biên Thủy quận Tam Thánh. Phong Phi Vân cũng không có trực tiếp xông vào quận Tam Thánh, mà là đường vòng, tiến tới một khu rừng cổ, tại đây có 73 ngọn núi lớn, toàn bộ đều bị rừng rậm cổ xưa bao phủ, trong núi mây mù phiêu đãng, mang theo tiên vận ung dung. Trong dãy núi có tiếng cổ trung vang lên, tiếng chuông kéo dài, thật lâu không dứt. Phong Phi Vân lần đầu tiên đi vào nơi này, chỉ từng nghe phụ thân nói qua, trong Vân Lĩnh có đệ nhất tổ địa của Phong gia, gia chủ Lăng Mộ Phong ra đời thứ nhất ở trong tổ địa này. Nếu như đã tới quận Tam Thánh, vậy tiện đường tới đây xem sao. 73 ngọn núi thẳng tắp dốc đứng, xuyên thẳng qua tầng mây, trong núi có nhiều bạch hạc dị cầm, nhưng lại chỉ có thể nghe được chim hót, nhìn bóng chim bay. Sương mù thật sự quá lớn, tu sĩ thiên nhãn thần thông cũng bị ngăn cách. Này, Phong Phi Vân, chúng ta không nên đi đi quận Tam Thánh săn giết thi tà, kiếm lấy điểm tích lũy, chạy đến nơi đây làm gì vậy? Tất chữ xuất hỏi. Săn giết thi tà có tới 3 năm, không vội trong nhất thời. Phong Phi Vân nhảy ra khỏi lưng kỳ ngưu, dọc theo con đường nhỏ phủ đầy cỏ dại đi vào trong rừng. Vương Mãnh cầm theo phương thiên hỏa kích, hở ngực lộ lưng theo sát Phong Phi Vân, tất chữ xuất cũng không có biện pháp, cũng đi theo vào. Trong rừng sương mù càng nhiều hơn, cây cao hơn 100 mét cũng rất nhiều, ánh sáng khó chiếu vào đây. Đi không bao xa, Phong Phi Vân đột nhiên dừng bước lại, trên ngón tay ngưng tụ ra ánh sáng màu vàng đánh vào lòng đất, đây là một chiêu hoàng thổ thuật, cũng là pháp thuật cuối cùng trong tiểu diễn ngũ hành, uy lực lớn nhất, cũng khó tu luyện nhất. Trong khoảng thời gian này Phong Phi Vân đều nghiên cứu hoàng thổ thuật, mặc dù cách đại thừa còn rất xa, nhưng đã có được một bộ phận uy lực rồi. Hào quang pháp thuật màu vàng tiến vào trong đất, trên mặt đất nứt ra khe hở nhỏ, một đạo tinh quang bay ra theo khe hở, một viên chân diệu linh thạch to như chén rượu lớn bay ra, rơi vào trong tay Phong Phi Vân. Tuy chân diệu linh thạch bài danh chót nhất trong 18 loại linh thạch, nhưng mà nó vẫn có giá trị phi phàm, một khối chân diệu linh thạch này ít nhất có thể bán 20 vạn kim tệ. Ngoá, người rõ ràng còn có tầm bảo thuật. Tất chữ xuất mang vẻ mặt nghi hoặc, tham lam nhìn chằm chằm vào lòng đất, cười nói. Phong huynh quả nhiên không thành thật một chút nào, nơi này chắc là một bảo địa, trong lòng đất có nhiều linh thạch đúng không? Đương nhiên không phải. Phong Phi Vân cười cười, thu hồi khối chân diệu linh thạch này, liền đi lên phía trước. Phong Phi Vân cũng là lần đầu tiên đến Vân Lĩnh, nhưng mà phát hiện nơi này bảo vật thừa thải, mới đi cả buổi liền từ trong đất đào ra 7 khối chân diệu linh thạch, 4 khối xích đồng cổ thiết, còn hái 2 gốc dị thảo vượt qua 500 năm. Đây đúng là không bình thường, chẳng lẽ ngày thường đều không có tầm bảo sư đi tới địa vực này sao? Đây tuyệt đối không có khả năng, nhưng không rõ vì nguyên nhân nào mà nhiều bảo vật như thế nhưng không ai đi đào. Chẳng lẽ Phong gia phái cao thủ tới thủ hộ tổ địa này? Đây nhất định là một tòa bảo địa, lòng đất có rất nhiều tài nguyên khoáng sản. Phong Phi Vân lừa gạt không sao. Tất chữ xuất đi theo sau cùng, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân thu từng khối linh thạch vào trong linh giới thạch. Nếu không phải Phong Phi Vân thu nhanh, hắn sớm đi lên trộm linh giới thạch. Đi nửa ngày ngắn ngủi, Phong Phi Vân móc bảo vật trong lòng đất ra giá trị cũng đã vượt qua 500 vạn kim tệ, quả thực tương đương với một tiên môn cỡ trung thu nhập một năm. Đây là bảo vật hiếm có dọa người, thật giống như mấy ngàn năm qua không có người nào khai thác. Đi vào ngọn núi hiểm yếu có một con sông lớn rộng mấy chục thước chảy qua, bên kia bờ sông có một con đường nhỏ đi từ dưới lên trên, cũng không biết đã mở ra bao nhiêu năm rồi, mang theo một cảm giác tang thương cổ xưa. Rốt cục có dấu vết nhân loại hoạt động qua, vì sao ta cảm thấy đây không phải là tòa núi lớn, ngược lại giống như một lăng mộ thế. Tất chữ xuất linh giác rất cao, trong lòng sinh ra cảm giác kỳ quái. Vương Mãnh gật gật đầu, nói. Hình dạng là một ngôi mộ lớn, nhưng mà to tới mức dọa người. Ngọn núi lớn này cao tới mấy ngàn thước, phía trên có nhiều nham thạch và cổ bách, hiển nhiên là một ngọn núi lớn tự nhiên, cũng không phải là lăng mộ con người kiến tạo ra. Đúng là cuối mùa thu trên đỉnh núi có vài lá cây màu đỏ rơi xuống, hình dạng rất giống nhân tâm, hỏa hồng như tuyết ngọc, phiến lá mạch lạc cũng giống như mạch máu. Loại lá cây này quả thật chưa từng thấy qua. Trên ngọn núi này đầy cổ bách, nhìn qua xanh tươi ngút ngàn, không có một cây màu đỏ nào cả, vì sao có lá cây huyết hồng quái dị như thế? Lá cây từ đỉnh núi cao mấy ngàn thước rơi xuống, rất thưa thớt, chỉ có 3 phiến. 3 người theo gió bay lên. Thu lấy một lá cây cho mình, cẩn thận cầm vào trong tay, lại bay xuống,
bọn họ phát hiện lá cây huyết hồng này không tầm thường. Lá cây này có nhiệt độ như lửa, đặt ở trong núi đủ khiến núi sôi trào. Ta ngửi thấy mùi máu tươi nhàn nhạt, đây là hương vị trên lá cây phát ra. Vương Mãnh nâng lá cây trong tay lên, cảm giác lá cây giống như có sinh mạng đang hoạt động. Ông trời, chẳng lẽ là hóa đạo thụ diệp trong truyền thuyết? Tất chữ suốt cả kinh kêu lên, cầm chắc lá cây trong tay, sợ làm mất. Thật là hóa đạo thụ diệp. Phong Phi Vân khẳng định suy đoán của tất chữ xuất. Hóa đạo thụ còn hy hữu hơn hóa đạo thạch nhiều, chưa từng nghe qua thần cơ vương triều có hóa đạo thụ, không có nghĩ tới nơi này có một cây, rất có thể mọc ở đỉnh núi. Mỗi một mảnh hóa đạo thụ diệp đều là kỳ bảo ngộ đạo, đối với tu sĩ thiên mệnh cảnh mà nói có hấp dẫn chí mạng. Cho dù là nhân vật cấp bạc cự kình, vì một lá hóa đạo thụ diệp sẽ chém giết lẫn nhau. Ha ha, lần này phát tài. Nếu bán hóa đạo thụ diệp này cho Ngân Câu Phường, ít nhất cũng sẽ bán ra ngàn vạn kim tệ, không, không, kim tệ đã không thể cân nhắc giá trị của hóa đạo thạch, có lẽ có đổi được mấy chục khối chân diệu linh thạch. Tất chữ xuất rất hưng phấn, giá trị của hóa đạo thạch quá cao, dù sao gia tộc lớn như Phong gia một năm cũng chỉ có thể thu nhập mấy trăm khối linh thạch a. Một mảnh lá cây có giá trị mấy chục khối linh thạch, đây quả thực còn chân quý hơn linh dược ngàn năm. Hóa đạo thụ diệp rơi xuống đất sẽ lập tức hòa tan, chỉ có thân thể huyết nhục mới tiếp được, ba người đều cẩn thận từng ly từng tí, sợ hóa đạo thụ diệp rơi xuống đất, như vậy tài phú ngàn vạn sẽ biến thành hư ảo. Nếu như chúng ta tìm được gốc hóa đạo thụ kia, quả thật còn mạnh hơn cả bảo khố thượng cổ. Tất chữ suốt cầm hóa đạo thụ diệp đặt vào trong quần lót, tuy hóa đạo thụ diệp nhiệt rất cao, hắn bị phỏng chứng rái, nhưng mà lại cảm thấy như vậy rất đáng, hơn nữa cho dù bị người khác đoạt đi. Người khác cũng chưa chắc nguyện ý ăn vào. Lần này thật là nhức cả trứng rái, nhưng mà cho dù nhức cả trứng rái hắn cũng nhịn. Vương Mãnh cột hóa đạo thụ diệp vào đùi, hắn ngược lại da dày thịt béo, cho dù hóa đạo thụ diệp nhiệt độ đủ cao, với hắn mà nói cũng không có chút cảm giác gì. Đều là cường nhân a hát. Trong lòng Phong Phi Vân cảm thán, đặt hóa đạo thụ diệp vào trong tay áo, dùng linh khí bao phủ nó. Ngọn núi lớn này không được xông lên. Phong Phi Vân gọi tất chữ xuất lại khi hắn định bay lên. Hôm nay ai cũng không ngăn được ta phát tài. Tất chữ xuất cảm thấy Phong Phi Vân nói rất không thể tin, căn bản không nghe khuyên bảo, đạp sóng mà đi, vượt qua sông dài, nhưng mà còn chưa có đặt chân lên đường nhỏ bên kia, một đạo điện quang hình người từ trong núi bay ra đánh thẳng vào hắn. Phốc! Trong miệng hắn thổ huyết rất nhiều, bay xa vài trăm thước, hắn giống như chó chết nằm trong bụi cỏ, run rẩy cả buổi mới đứng lên. Làn da của hắn rất đen, giờ phút này càng cháy đen hơn, có thể nhìn thấy khói bay lên. Phong Phi Vân, rốt cuộc đây là nơi nào, người sẽ không mang chúng ta vào cấm địa tử vong chứ? Tất chữ suốt toàn thân đau đớn, xương cốt toàn thân rung động, nếu không phải vừa rồi hắn cảm thấy nguy hiểm, đánh ra pháp thuật phòng thủ, nói không chừng giờ phút này đã bị lôi điện đánh thành cặn bã. Ta vừa rồi đã nhắc nhở ngươi, chính ngươi còn xông qua. Phong Phi Vân nói. Ngọn núi lớn này rất có thể chính là lăng mộ gia chủ đầu tiên của Phong gia, ai cũng không biết ẩn trong lòng núi trên tầng mây có hóa đạo thụ hay không. Tuy đây chính là tổ địa Phong gia, nhưng cũng là cấm địa của Phong gia, chỉ có lịch đại gia chủ Phong gia mới có tư cách tới đây tế bái. Đã từng có đệ tử Phong gia vụng trộm xâm nhập, muốn đi vào lăng mộ gia chủ đầu tiên của Phong gia, nhưng mà hắn gặp nguyền rủa vô danh, sau khi đi ra 3 ngày thì thân thể hóa thành băng điêu, trước khi chết trời rơi nhiều tuyết. Loại chuyện này không chỉ xảy ra một lần, sau đó càng ngày càng nhiều người chết đi, đệ tử Phong gia không dám xông loạn nữa. Cho dù đi vào tổ địa cũng chỉ dám đứng ở bên ngoài rừng mà tế báo, sợ đi tới quá gần, đụng phải nguyền rủa tử vong trong truyền thuyết. Tuy nơi này là cấm địa tồn tại lực lượng nguyền rủa thần bí, nhưng mà gia chủ lại có lực lượng khắc chế nguyền rủa, Phong gia chưa hẳn là không rời tới đây. Nơi này còn đáng sợ hơn tưởng tượng của ta, nếu cả tộc Phong gia chuyển tới đây. Rất có thể sẽ diệt tộc. Tuy đây là tổ địa Phong gia, nhưng mà Phong Phi Vân lại cảm nhận được khí tức khủng bố, hỗn loạn mà pha tạp, khiến người ta hít thở không thông, mặc dù là đệ tử Phong gia cũng không dám đụng vào khí tức này. Xác định Phong gia không có rời tới đây, Phong Phi Vân liền ý định mau chóng rời khỏi. Các ngươi nhìn sông lớn, nước sông biến sắc, Vương Mãnh kêu lên. Nước sông vốn màu xanh, không biết lúc nào biến thành màu đỏ như máu, giống như sông máu. Đưa mắt nhìn qua thì ánh mắt cũng phải đỏ lên.
Phong Phi Vân cảm giác trước mắt chính là ảo giác, vì vậy vận chuyển Phượng Hoàng Thiên Nhãn, nhưng mà thời điểm ánh mắt của hắn nhìn vào đáy sông, lại nhìn thấy cảnh tượng khiến hắn sởn gai ốc, nơi phát ra màu đỏ của sông này chính là xương cốt nhân loại to lớn. Xương trắng này dài hơn 200 mét, nằm ở đáy sông, có bộ phận chìm vào trong bùn, mỗi một cục xương đều thô to hơn cây cột. Vì sao xương cốt nhân loại lớn như thế? Cho dù là cổ cương tộc nhân lớn nhất cũng chỉ cao 4 mét, đó cũng là cự nhân trong cổ cương tộc. Nhưng mà dưới đáy sông lớn này có bộ xương khổng lồ tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng, đã dài hơn 200 thước, một màn này quá rung động nhân tâm, không cách nào làm cho người ta tiếp nhận. Rốt cuộc là xương cốt của ai? Hoặc đây không phải là xương người, đây là hài cốt của cổ thần, cổ ma. May mắn tất chữ xuất cùng Vương Mãnh không có nhìn thấy một màn này, bằng không bọn họ sẽ bị dọa hai chân mềm nhũn ra. Trên mặt sông xuất hiện hình chiếu, là một tiểu nữ hài, trong tay còn ôm con mèo nhỏ, chẳng lẽ có người đã đi trước chúng ta một bước leo lên đỉnh núi. Tất chữ xuất chỉ vào mặt sông, trong lòng rất không bình tĩnh. Hắn tự nhiên không nhìn thấy hài cốt khổng lồ dưới đáy sông, nhìn thấy bóng người trải rộng mặt sông, đó là một hình ảnh tiểu nữ hài tà khí lẫm lẫm, nàng ôm một con mèo nhỏ, từng bước một đi lên đỉnh núi, cuối cùng biến mất trong sương mù trắng xóa. Đây là chuyện xảy ra rất lâu, nhìn thấy chính là hình ảnh lưu lại mà thôi. Một màn này càng dọa người, quả thực giống như nữ tử đi vào mộ phần. Tiểu tà ma, khóe miệng Phong Phi Vân hơi co rút lại. Sông lớn huyết sắc như khói xương, trên mặt sông bầy biện hình ảnh chân thật đã biến mất, nhưng mà chấn động lại không nhỏ, làm cho lòng người rất khó bình tĩnh, tiểu tà ma lại leo lên núi kia. Chẳng lẽ nàng không sợ tử vong nguyền rủa? Phong Phi Vân vốn cũng định rời khỏi, nhưng sau khi nhìn thấy hình ảnh này lại dừng bước, hắn phát hiện bộ pháp của tiểu tà ma quỷ dị, đi lên đường nhỏ lên núi nhưng không bị lòng núi công kích. Chẳng lẽ có một con đường đặc thù có thể leo lên đỉnh núi sao? Nàng làm thế nào biết, nàng lên núi làm cái gì? Bộ pháp thật quái dị, có lẽ đi theo dấu chân của ơn là có thể lên. Tất chữ xuất kích động, vẫn ngấp nghé hóa đạo thụ trên núi. Hắn tế huyết nhân thần bình ra, lần nữa đi lên núi lớn, bay qua sông dài huyết sắc, thân thể bay bổng hạ xuống bên kia sông, dẫm lên bước chân đầu tiên của tiểu tà ma cho nên không bị công kích. Ha ha, quả nhiên đúng vậy. Thân thể tất chữ xuất rơi xuống. Không có lọt vào công kích thì hưng phấn không thôi. Đây chính là nơi mai táng gia chủ đầu tiên của Phong gia, hung hiểm ngập trời, Phong Phi Vân trầm tư một lát, cũng bay qua sông lớn, thời điểm bay qua sông lại nhìn xuống dưới, lại nhìn thấy xương cốt khổng lồ nằm dưới đó, làm cho người ta cảm giác có chút sởn hết gai ốc. Nhanh chóng thu hồi ánh mắt, không dám nhìn vào đáy sông, nhanh chóng vượt qua con sông. Tất chữ xuất đã đi dọc con đường hẹp lên đỉnh núi, đi rất xa. Thật giống như sợ Phong Phi Vân đoạt lấy hóa đạo thụ của hắn vậy. Sư thúc, tiểu cô nương kia là tiểu tà ma của Phong gia, rốt cuộc đây là phương nào? Vương Mãnh cũng bay qua sông, đi theo sau lưng Phong Phi Vân hỏi. Mức độ nguy hiểm của nơi này không thua gì cấm địa cổ, đừng hỏi quá nhiều, theo ta đi là được. Phong Phi Vân hết sức cẩn thận, đi lên con đường núi, vừa nghiên cứu cấu tạo địa thế nơi này, muốn từ đó nhìn ra chút ngọn nguồn. Bình thường một đạo điện quang từ trên rơi xuống, nhưng đây là điện quang hình người, từ trong lòng đất bay ra, thập phần khác thường, có cảm giác âm dương thác loạn, thiên địa nghịch cảnh. Ngàn vạn không được làm nghịch ý chí thiên địa, bằng không thì. Trong lòng Phong Phi Vân sinh ra ý niệm này trong đầu, phía trước có tiếng kêu thảm thiết. Huyết phụ bay ra ngoài. Tất chữ xuất lại lọt vào công kích không hiểu, ngực bị đánh ra một rãnh máu, ngay cả cơ hội tế ra huyết nhân thần bình cũng không có. Bị đánh bay ra phía sau, nếu không nhờ Phong Phi Vân giữ chặt lấy hắn, hắn giờ phút này đã rơi vào dòng sông đầy máu kia rồi. Không có khả năng, không có khả năng, ta rõ ràng đi dọc theo bộ pháp của tiểu cô nương kia, như thế nào nàng không có bị công kích, ta lại bị công kích. Tất chữ xuất ăn nhất phẩm linh đan vào miệng, rãnh máu trên ngực khôi phục cực nhanh. Hỏng bét, vì sao dấu chân chúng ta bước qua biến thành rãnh máu, bắt đầu khởi động huyết tuyền. Vương Mãnh đi ở sau cùng, thời điểm quay đầu nhìn lại thì phát hiện dấu chân trên mặt đất lõm xuống, trong dấu lõm này có máu chảy ra. Một bước này giống như dẫm vào bùn máu, quả thực là đáng sợ, cảnh này khiến người ta hoảng sợ. Xem ra đây là nơi nghịch lại thiên địa. Phong Phi Vân nhíu mày càng sâu, con đường nhỏ này đã rời khỏi ngọn núi,
nhưng mà mắt thường không cách nào phân biệt được, dọc theo con đường nhỏ đi lên chưa hẳn có thể nhìn thấy đỉnh núi, nói không chừng sẽ tiến vào dị viện nào đó, rốt cuộc không cách nào trở lại thế giới ban đầu. Quy tắc trên đường nhỏ không ngừng biến hóa, sau khi tiểu tà ma đi qua thì nơi này cũng sinh ra cải biến, nếu đi theo bộ pháp của nàng sẽ bị trừng phạt. Ta cảm thấy được, chúng ta nên lui lại. Tất chữ xuất nhìn thấy không ổn, đã muốn chuồn đi. Lui không được, đường chúng ta đi đã biến thành máu, lui lại càng hung hiểm hơn. Phong Phi Vân nói, tất chữ xuất tự nhiên không tin, nhưng mà khi nhìn thấy lỗ máu thì hắn không dám xông loạn, hai lần ăn thiệt thòi hắn cũng học khôn ra. Nếu như tu luyện thành tiểu diễn thuật là tốt rồi, khẳng định có thể phá vỡ xu thế nghịch thiên địa ở đây. Phong Phi Vân tu luyện bát thuật quyền, vừa vặn có thể điên đảo địa thế, sửa nghịch thiên thế. Vậy ngươi bây giờ tu luyện thành bao nhiêu? Hoàng thổ thuật chưa đại thừa, tiểu diễn thuật tu thành chưa được 1/10 uy lực. Là 4% ấy mà. Phong Phi Vân nói. Tiểu diễn số lượng 40, hắn dùng 37. 4/10 cũng được, có thể đạt được hóa đạo thụ hay không phải dựa vào ngươi. Tất chữ xuất không dám đi trước nữa, trốn ra sau lưng Phong Phi Vân. Phong Phi Vân vận chuyển Phượng Hoàng Thiên Nhãn, lại dùng ngũ hành chi thuật sắp xếp địa thế, khắc ba tòa sen trên mặt đất, thập phần cẩn thận, chậm rãi đi về phía trước, né qua rất nhiều sát phạt, nhưng mà lúc đi tới sườn núi thì xúc phạm một ít thiên địa trừng phạt. Ba người đồng thời lọt vào công kích, may mắn liên thủ sử dụng huyết nhân thần bình mới không có bị mất mạng. Con đường nhỏ này giống như đường Hoàng Tuyền, tuy nhìn thấy đỉnh núi, nhưng mà mỗi một bước lại tràn ngập sát cơ. Một bước không tốt sẽ thân tử đạo tiêu, rơi vào vạn kiếp bất phục. Càng đi về phía trước, sát cơ càng đáng sợ, Phong Phi Vân mới tu thành 4/10 tiểu diễn thuật, đã không cách nào hoàn toàn sắp xếp ra, liên tiếp ba lượt lọt vào công kích, mỗi một lần thiếu chút nữa khiến bọn họ vạn kiếp bất phục. Không thể càng đi về phía trước, ta cảm giác một hạt cát trước mặt đều ẩn chứa sát khí, từng bị ma huyết xâm nhuộm qua, tràn ngập năng lực hủy diệt linh hồn. Làn da trên người Vương Mãnh bắt đầu rạn nứt, bị một quỷ thủ trên vách đá duỗi ra đánh trúng, thiếu chút nữa thân thể chia năm xẻ bảy. Đi lên phía trước là chết, chẳng lẽ chúng ta thật đi vào tử địa? Tất chữ xuất rất không cam lòng. Đợi ta một lát, ta dùng hóa đạo thụ diệp ngộ đạo, có lẽ có thể trong thời gian ngắn lĩnh ngộ tiểu diễn thuật sâu hơn. Phong Phi Vân cầm hóa đạo thụ diệp ra, nâng trong tay, gân lá như mạch máu đang hoạt động, tràn ngập khí tức sinh mạng. Cầm hóa đạo thụ diệp đưa vào trong miệng, ngậm lấy, thân thể tiến vào trạng thái vong ngã, muốn mạng sống thì tiểu diễn thuật nhất định phải tinh tiến, trong đó đặc biệt là tu luyện hoàng thổ thuật. Vô số đạo tắc tụ tập quanh người Phong Phi Vân, đạo tâm tươi sáng trước giờ chưa từng có, lý giải về thổ hoàng thuật càng ngày càng thấu triệt, càng ngày càng hoàn thiện. Tất chữ xuất cùng Vương Mãnh đều canh giữ bên cạnh Phong Phi Vân, tế huyết nhân thần bình ra bảo hộ ba người vào trong. Âm dương thác loạn trên đỉnh núi càng ngày càng đáng sợ, mỗi lần có thác loạn xảy ra đều bị huyết nhân thần bình ngăn cản. Nếu không phải có một món đồ sát khí đỉnh cấp hộ thân, ba người bọn họ sớm đã chết trong vùng đất ngỗ nghịch thiên địa này rồi. Tiểu tà ma quá hại người mà, nếu không phải nàng, chúng ta cũng sẽ không xông vào nơi quỷ quái này. Vương Mãnh nghiến răng nghiến lợi nói. Ta hoài nghi phiến hóa đạo thụ diệp là do nàng cố ý ném từ đỉnh núi xuống. Muốn dụ vào trong mộ địa tử vong này, chết trong khu vực âm dương thác loạn. Tất chữ xuất ngẩng đầu nhìn qua đỉnh núi, trên đỉnh núi không có chút gió nào, ba phiến hóa đạo thụ diệp làm sao có thể rơi xuống chuẩn xác như thế. Rất có thể là tiểu tà ma cố ý tính toán bọn họ. Hiện tại cũng chỉ có thể hy vọng Phong Phi Vân tu luyện tiểu diễn thuật, đây chính là linh tha ật trong mộ phủ tầm bảo lục, chuyên môn khắc chế các nơi hỗn loạn. Đây là sinh cơ duy nhất của bọn họ. Hô! Phong Phi Vân đã hấp thu hóa đạo thụ diệp rồi, hai mắt mở ra, trở nên thanh minh thấu triệt, có thể nhìn thấy đạo tắc tỉ mỉ nằm trên đường. Như thế nào rồi, lĩnh ngộ tiểu diễn thuật viên mãn chưa? Hai người đồng thời nói. Phong Phi Vân lắc đầu, nói. Mới lĩnh ngộ 4/10 mà thôi. Hóa đạo thụ diệp cũng chỉ giúp hắn lĩnh ngộ số đếm, bởi vậy có thể thấy được tiểu diễn thuật khó luyện cỡ nào. Tất chữ xuất hơi thất vọng. Lấy mảnh hóa đạo thụ diệp trong quần lót ra, muốn giao cho Phong Phi Vân trợ hắn ngộ đạo. Ách, hay là thôi đi, 4/10 tiểu diễn thuật có lẽ cũng đã đủ đi rồi. Trong lòng Phong Phi Vân rất im lặng, nếu không phải hóa đạo thụ diệp không phải lấy ra từ quần lót, hắn
hắn khẳng định sẽ không do dự nhận lấy. Vương Mãnh vốn chàm vào đũng quần, muốn lấy hóa đạo thụ diệp ra giao cho Phong Phi Vân, nhưng mà nghe lời này thì thu tay về. Tuy ngũ hành còn không có biện pháp hợp nhất, số lượng tiểu diễn chỉ thứ hai, nhưng mà uy lực đã rất bất phàm, có thể thôi diễn hung cát, né qua sát kiếp. Tiếp tục đi lên trên, trong một khe đá Phong Phi Vân đã nhặt một khối xương trắng ra. Đây là xương sườn nhân loại, trơn bóng như ngọc, có hào quang như nước lưu động, ẩn chứa linh khí nồng đậm, không dưới một khối linh thạch. Cũng không biết người này khi còn sống tu vị cao bao nhiêu mới có thể tu luyện xương cốt tới mức giống như linh thạch. Tại sao có một khối xương? Trên năm ngón tay phải của Phong Phi Vân xuất hiện ngũ hành chi khí, màu đen, màu đỏ, màu xanh, màu trắng, màu vàng tiến vào trong khối xương này, những hào quang này hội tụ lại thành người xa lạ. Sóng. Đây là ngũ hành trọng sinh thuật, có thể dùng ngũ hành chi khí ngưng tụ ra hình ảnh nhân sinh kiếp trước, nếu có thể tu luyện thành tiểu diễn trọng sinh thuật, thậm chí có thể bằng vào một sợi tóc ngưng tụ ra một khôi lỗi kỳ thi giống như đúc người khi còn sống. Nếu có thể đủ tu luyện thành đại diễn trọng sinh thuật, có thể dùng xương cốt của cổ nhân giúp cổ nhân này phục sinh, đương nhiên cũng chỉ là truyền thuyết, bởi vì cho tới bây giờ chưa ai tu đại diễn trọng sinh thuật tới đại thành. Đừng nói đại diễn thuật, có thể tu luyện tiểu diễn thuật tới đại thừa cũng là tồn tại trong truyền thuyết. Trên khối xương có quang mang xương mù ngưng tụ, dần dần một bóng người hiện ra, là bộ dáng xương trắng khi còn sống, là một giai nhân tuyệt thế, sau đó vô tận tuế nguyệt xuất hiện giữa đại địa. Nhưng chỉ là một đạo hư ảnh. Nàng giống như u hồn phiêu phù giữa không trung, dáng người uyển chuyển mà linh động, con mắt quang linh hoạt kỳ ảo, tóc dài như nước, năm đó nhất định từng là mỹ nhân tuyệt diễm, làm cho tất cả mọi người bị nàng mê đảo. Đây là xương cốt của tổ tiên Phong gia, ảo ảnh này lớn lên có vài phần tương tự tiểu tà ma, nhưng mà tuổi của tiểu tà ma quá nhỏ, không có phong hoa tuyệt đại, yểu điệu uyển mỹ như cô gái này, thêm nữa là đáng yêu cùng dí dỏm. Còn có tà khí. 3. Dùng ngũ hành trọng sinh thuật ngưng tụ ảo ảnh nữ tử, không thể bền bỉ, tự động nghiền nát, hóa thành mảnh vỡ năm màu. Là xương cốt tổ tiên Phong gia, vì sao xuất hiện ở nơi này? Phong Phi Vân xoa xoa cái trán, chẳng lẽ có người đào xuống cốt trong lăng mộ ra? Nhưng mà rất nhanh Phong Phi Vân lại bác bỏ suy nghĩ này, bởi vì tuy chủ nhân xương trắng khi còn sống cường đại, nhưng tuyệt đối không phải gia chủ đầu tiên của Phong gia. Phong huynh, chuyển nhượng xương trắng này cho ta nhé, ta ra 10 vạn kim tệ. Ánh mắt Tất Chữ Xuất nhìn chằm chằm vào khối xương trắng óng ánh trong tay Phong Phi Vân, nước miếng sắp chảy ra. Không bán. Phong Phi Vân quả quyết bác bỏ. Ta ra 20 vạn kim tệ. Tất Chữ Xuất trực tiếp tăng giá lên gấp đôi. 200 vạn kim tệ cũng không bán. Tuy Phong Phi Vân bị trục xuất Phong gia, nhưng trong người chảy xuôi huyết dịch tổ tiên Phong gia. Không có khả năng bán xương cốt tổ tiên cho người khác. Linh tủy giữa xương cốt này tản ra hương thơm mê người, loại linh tủy này rất hấp dẫn thi tà, một khi thích một giọt lên mặt đất, thi tà từ ngàn dặm cũng tới bằng được. Tất Chữ Xuất coi trọng chính là điểm này. Đát đát, phía trên có tiếng bước chân truyền tới, vốn vô cùng trầm thấp, dần dần càng ngày càng rõ ràng, từ xa đã nhìn thấy một tiểu nữ hài, đi xuống đường nhỏ. Nàng mặc áo nhỏ màu đỏ. Một đôi giày hoa thiêu con vịt, trên lưng quấn quýt đai lưng màu đen, hai bím tóc nhỏ, hai tay ôm một con mèo trắng đi xuống núi. Mèo! Con mèo trắng kêu một tiếng. Nàng mỗi một bước đều có thể tránh đi bàn núi trên đường nhỏ giết tắc thì, trên mặt treo mê người cười, một đôi tròn căng mắt to, đều cười thành nguyệt nha nhi, nàng tiên ánh trăng. Đường ca, trả xương của tổ tiên cho ta, cảm ơn. Giọng của nàng non nớt. Nhưng lại thập phần ngọt ngào như tiểu hoàng yến. Tiểu cô nương nhà ai, lớn lên thật đáng yêu, đến đây, cho tất ca niết hai cái. Tất Chữ Xuất nói xong duỗi hai tay ra niết gương mặt trắng nõn nà của tiểu tà ma, rất là nhu thuận, cái miệng nhỏ nhắn chúm chím, đúng là người ta rất muốn xoa bóp. Oanh! Răng rắc! Hai tay Tất Chữ Xuất gãy xương, hắn đau tới mức kêu to, một lực lượng từ tay hạ xuống đầu gối, làm cho đầu gối của hắn đau đớn. Đông một tiếng, quỳ trên mặt đất. Ha ha, Tất ca, thực nghịch ngợm. Tiểu tà ma nhếch miệng cười cười, lộ ra hai cái lúm đồng tiền, duỗi bàn tay nhỏ ra vẽ vòng tròn lên trán Tất Chữ Xuất. Tất Chữ Xuất đâu ngờ tiểu nha đầu nghịch thiên như thế, ngón tay lạnh buốt vẽ lên trán của hắn, làm cho hắn động cũng không dám động, từng hạt mồ hôi lăn xuống. Sợ bị tiểu tà ma một ngón tay đâm xuyên qua đầu.
Tất ca ca, đừng sợ, Tiểu Khanh Khanh xoa xoa cho ngươi. Con mèo nhỏ trong tay nhảy lên vai của nàng, liền duỗi hai tay vằn về đầu của Tất Chữ Xuất. Tất Chữ Xuất lúc này kêu thảm như heo bị chọc tiết. Hai tay của tiểu tà ma vuốt ve đầu của hắn, nhưng lại có huyết dịch chảy ra từ trong tay của nàng, đỏ tươi như hoa, xoa nát sợ đầu của Tất Chữ Xuất, huyết dịch nhuộm đỏ thấm vạt áo của hắn. Mèo, mèo. Con mèo trắng ngồi xổm lên vai của nàng, trong mắt màu hổ phách của nó mở ra nhìn qua đầu của Tất Chữ Xuất bị vỡ nát. Tiểu tà ma thật sự quá tà khí, tuy tuổi còn quá nhỏ, nhưng mà làm việc không theo lẽ thường, cười nói giết người càng ngây thơ đơn thuần. Hiện tại nàng vẫn chỉ là tiểu nha đầu, nếu như lớn lên, chẳng khác gì ma nữ thứ hai. Cứu mạng A Hát, má ơi, cứu mạng A Hát, Phong Phi Vân, cứu ta. Tất Chữ Xuất sốt cục cảm giác tử vong uy hiếp, muốn tế huyết nhân thần bình ra, nhưng hai tay bị tiểu tà ma đánh gãy thành ba bốn khúc, sức lực động nửa ngón tay cũng không có, chớ nói chi là tế huyết nhân thần bình ra. Đây là xương cốt tổ tiên, là người đào trong lăng mộ ra sao? Phong Phi Vân giận dữ mắng mỏ tiểu tà ma, tổ tiên không thể phạm, đây là nhân tính như thế, tuy Phong Phi Vân chỉ có một nửa linh hồn thuộc về Phong gia, nhưng lại bị gia chủ Phong gia trục xuất Phong gia, nhưng hắn vẫn không có đi đào xương cốt tổ tiên. Đào phần mộ tổ tiên và mộ người khác không có gì khác nhau, nhưng đó là vũ nhục tổ tiên. Tiểu tà ma vốn cũng muốn phá sợ của Tất Chữ Xuất ra nhìn xem, nghe được Phong Phi Vân nói lời này thì thu tay lại. Hai bàn tay nhỏ lau lau quần áo, con mắt nhìn lên, cười nói. Đúng vậy, Đường ca, có phải ngươi động tâm với xương cốt tổ tiên không? Tổ tiên an nghỉ, hậu nhân khoét xương, loại chuyện này ngươi cũng làm ra được. Phong Phi Vân không phải một người cổ hủ, nhưng thực sự đã vi phạm nguyên tắc của hắn. Giống như lão đại ca giáp huấn tiểu sư muội tinh nghịch không nghe lời. Xương cốt tiền nhân, không phải vì tạo phúc cho hậu nhân sao, Đường ca. Đem xương cốt cho ta, ta muốn cho Miêu Miêu ăn. Tiểu tà ma duỗi bàn tay nhỏ bé ra, cười cười nói ra. Cho con mèo này ăn xương. Vương Mãnh nói. Đạm đạm của ta muốn ăn xương cốt. Tiểu tà ma nhìn qua Vương Mãnh chằm chằm sau đó cười nói. Con mèo trắng này có tên là Đạm Đạm. Vương Mãnh chỉ cảm thấy ngực của mình như có núi lớn đụng vào, yết hầu ngòn ngọt, phun một ngụm máu tươi ra ngoài, hai mắt đổ máu, ngửa đầu té xuống đất. Tiểu tà ma không cần ra tay, ánh mắt cũng đủ giết người. Có quỷ mới tin con mèo ăn xương, tiểu tà ma đào xương ra khẳng định là muốn lấy linh tủy bên trong ra, dùng để hấp dẫn thi tà, đổ sát thi tà, điên cuồng thu thập điểm tích lũy. Nói tới chuyện này, Vương Mãnh cùng Tất Chữ Xuất cũng đã phóng ra sau, con người tiểu tà ma vẫn nhìn chằm chằm vào khối xương trong tay Phong Phi Vân, đột nhiên ra tay đoạt lấy. Oanh! Nàng ra tay cực nhanh. Nhưng mà Phong Phi Vân đã đề phòng nàng rồi, thời điểm nàng khẽ động liền trực tiếp một chưởng đánh vào vách đá, dẫn động đạo tắc trên đó. Ầm ầm. Trong lòng núi có vô số lôi điện hình người lao ra, đồng thời đánh xuống, khu vực này hóa thành lôi vực. Gương mặt nhỏ nhắn của tiểu tà ma bị ẩn hóa, vội vàng lui về phía sau, nhưng mà đã trễ, bị lôi điện giáng trúng, cơ hồ tất cả điện quang đều đánh lên người của nàng. Phong Phi Vân vẫn đứng trong lôi điện. Nhưng mà cơ hồ tất cả điện quang đều bị khối xương trong tay của hắn hấp thu, không có một đạo lôi điện nào đánh vào người của hắn. Điện quang biến mất, tiểu tà ma vẫn đứng trước mặt Phong Phi Vân như trước, nhưng mà trên gương mặt trắng như tuyết đã đen xì, sợi tóc vẫn còn điện quang chạy qua, trong mắt đen trắng rõ ràng, nháy hai cái, có khói xanh tràn ra. Con mèo trắng đạm đạm ngồi trên vai của nàng cũng bị lôi điện biến thành mèo đen, toàn thân có điện quang lưu động. Trong miệng phun khói đen, bị thương không nhẹ. Nếu là người khác bị lôi điện bổ chúng, khẳng định cũng hóa thành cho bụi, nhưng mà tiểu tà ma lại ôm được, áo nhỏ màu đỏ trên người biến thành cho bụi, lộ ra áo nhỏ tơ bạc thủy tinh bên trong. Loảng xoảng đang, một khối tượng thần thiết bia giấu trong áo đỏ của nàng rơi xuống đất, bắn ra hoa lửa. Tượng thần thiết bài toàn thân ngăm đen, phía trên nửa xích có khắc cổ họa. Có khắc ba văn tự cổ đại vặn vẹo, bởi vì thời đại đi qua quá lâu, kiểu chữ biến hóa nghiêng trời lệch đất, đã rất khó nhận ra ba chữ trên tấm bia này. Ngươi lấy linh vị của tổ tiên xuống. Phong Phi Vân cảm thấy tiểu tà ma mới thật sự là tà ma, nàng là yêu ma chi tử, bình thường nhìn qua không có chút ma tính nào, ít nhất còn không làm ra chuyện khi sư diệt tổ, đào phần mộ tổ tiên, móc cốt tổ tiên như hiện tại.
Phong Phi Vân nhặt tượng thần thiết bia lên, cầm vào trong tay thấy nặng, hàn khí lạnh lẽo, khối sắt này không tính là lớn, hắn thiếu chút nữa không cầm lên nổi, ít nhất cũng nặng 10 vạn cân. Đây không phải là linh vị tổ tiên, đây là lấy từ trên quan tài gia chủ ra ra xuống, vốn là dùng trấn trên quan tài, nhưng mà nhiều năm qua đi như thế, đã không cần trấn hòm quan tài, tượng thần thiết bài này đương nhiên có thể lấy đi. Làn da của tiểu tà ma lúc này có hào quang màu ngà sữa lưu động, làn da vốn bị đánh cháy đen, lập tức trở nên sạch sẽ, trắng trắng mềm mềm. Ngón tay Phong Phi Vân chạm vào khối tượng thần thiết bài này cũng đã khẳng định đây không phải linh vị tổ tiên, bởi vì linh giác của hắn cảm giác được thứ này tồn thế hơn vạn năm, so với gia chủ đời thứ nhất còn lâu hơn nhiều. Đây là đồ vật thượng cổ. Rất nhiều đại nhân vật lúc tuổi già đều tu luyện một kích cấm cố duyên thọ, trong đó có ít người đi vào tà đồ, duyên thọ kéo dài không có thành công, ngược lại biến thành người không ra người, quỷ không ra quỷ. Cho nên dùng một dụng cụ trấn lên trên quan tài, sợ hãi sau khi hắn chết hóa thành quái vật leo ra khỏi quan tài. Mà khối tượng thần thiết bài này vốn dùng trấn áp trên quan tài của gia chủ đầu tiên, nhưng mà tiểu tà ma xâm nhập vào lăng mộ thì lấy nó đi. Sau khi gia chủ đầu tiên chết đi, lại muốn dùng tới tượng thần thiết bài đi trấn hòm quan tài, chẳng lẽ gia chủ đời thứ nhất lúc về già tu luyện tà pháp, biến thành quái vật người không ra người, quỷ không ra quỷ. Phong Phi Vân nắm bắt tượng thần thiết bài trong tay, đột nhiên trong lòng nghĩ đến rất nhiều, ví dụ như khô lâu dài 200 mét ngủ say dưới đáy sông, còn có truyền thuyết tử vong nguyên rủa trong tổ địa. Mọi thứ nơi này đều là một nghi vấn, mỗi một cái đều khiến người ta sinh ra mơ màng vô hạn, nếu như biết rõ trong đó che giấu cái gì, chỉ sợ lão tổ Phong gia còn không muốn bước vào đó một bước. Tiểu tà ma lá gan thật sự quá lớn, không ngờ lấy tượng thần thiết bài ra khỏi quan tài. Quả thực là vi phạm cấm kỵ. Đã nhiều năm như vậy, cho dù trong quan tài thật sự có đồ vật a ấu gì đó, cũng đã bị tuế nguyệt ăn mòn, hóa thành hư vô, có cái gì phải sợ. Tiểu tà ma nói lời này chỉ một nửa, trên đỉnh núi có tiếng kêu quái dị vang vọng, tiếng kêu rất dọa người, truyền ra xa ngàn dặm. Trên đỉnh ngọn núi mây mù bao phủ, đó là mộ địa an táng gia chủ đầu tiên. Tiếng kêu này khủng bố tới cực điểm, không giống như là tiếng người kêu. Cũng không giống như dị cầm tẩu thú, ai nghe cũng chấn động lông tóc, nghe được tiếng kêu này, tiểu tà ma bị dọa sắc mặt trắng bệch. Đây là tiếng kêu gì? Là từ trong lăng mộ trên đỉnh núi truyền ra. Trong núi không khí trầm lặng, ngay cả gió cũng không có một chút nào cả. Một tiếng hét vang lên, quả thực làm cho người ta sởn hết gai ốc, liên tưởng đến một ít chuyện đáng sợ. Oanh! Lại một tiếng vang thật lớn từ đỉnh núi truyền tới, cả núi cao đều run lên. Làm cho người ta không thể đứng vững bước chân, đỉnh có vạn tảng đá rơi xuống, tảng đá như dính đầy máu nhìn qua rất đáng sợ. Tất chữ xuất cùng Vương Mãnh vốn cũng đã nửa chết nửa sống, nhưng thời điểm này tuy từ mặt đất bò dậy, bọn họ cũng nghe được tiếng kêu khủng bố vừa rồi, bị dọa không nhẹ. Trên đỉnh núi có quỷ vật gì, tiếng kêu vừa rồi thiếu chút nữa đánh linh hồn của ta sơ xác. Vương Mãnh dùng phương thiên hỏa kích chống thân thể, cách tiểu tà ma khá xa, càng kiêng kỵ nữ hài này. Tất chữ xuất lại nuốt vài viên thanh linh đan, bị tiểu tà ma đánh gãy xương tay đã khôi phục lại, liền tế huyết nhân thần bình ra, vô cùng khẩn trương đề phòng chung quanh. Người gặp rắc rối. Phong Phi Vân nắm bắt tượng thần thiết bài, bên trong truyền ra hàn khí lạnh thấu xương, vô cùng lạnh như băng, cả đầu cánh tay như muốn đông thành khối băng. Cái tượng thần thiết bài này là vật trấn quan tài, sau khi bị lấy đi thì bên trong có tiếng hét vang vọng, khó tránh khỏi khiến người ta sinh ra tưởng tượng. Tiểu tà ma cũng có nghĩ mà sợ, ôm Miêu Miêu vào trong tay, thân thể hơi co rúm, nói. Cho dù trời sập xuống, cũng có người cao hơn chống lên, ca, giao thiết bài và xương cốt tổ tiên cho ta. Không có khả năng. Phong Phi Vân nói. Tiểu tà ma khuôn mặt nhăn lại, chu miệng ra, ra tay cướp đoạt, lần này nàng cẩn thận không ít, sợ bị sét đánh. Phong Phi Vân lại dẫn động ngọn núi, đưa tới ngàn vạn lôi điện. Nhưng lại bị tiểu tà ma né qua. Tiểu cô nương này thật sự quá kiêu ngạo, chúng ta liên thủ trấn áp nàng. Trong lòng tất chữ xuất sinh ra oán khí với tiểu tà ma thật lớn, vừa rồi thiếu chút nữa bị chơi chết, trực tiếp tế huyết nhân thần bình ra, hợp lực ba người mới miễn cưỡng ngăn cản tiểu tà ma. Ngao! Trên đỉnh ngọn núi lần nữa có tiếng thét dài vang lên, lần này càng thêm rõ ràng. Mặc dù Phong Phi Vân ba người có huyết nhân thần bình ngăn cản vẫn bị âm thanh này chấn đắc khí huyết sôi trào, không ngừng thổ huyết. Phốc!
Tiểu tà ma cũng không chịu nổi, lui về phía sau, dùng đạo pháp khôn cùng ngăn cản lực lượng này. Ầm ầm, núi lớn lại lắc lư, khí thể màu xám từ trong khe nứt tràn ra, đậm đặc bao phủ thiên địa. Đây là khí thể gì, còn đáng sợ hơn lệ khí nhiều, làn da của ta bị ăn mòn thành màu đen. Vương Mãnh trốn trong huyết nhân thần bình, cũng bị khí thể màu xám này nhuộm dần, hai đùi biến thành màu đen, không thể nhúc nhích. Khí thể màu xám càng ngày càng nhiều, bao phủ thiên địa, bao phủ toàn bộ ngọn núi lớn, mặt đất biến thành màu đen, cỏ cây tàn lụi, ngàn vạn loài chim bay đều hóa thành cho bụi màu đen. Phàm là bị khí thể màu xám dính vào sẽ hóa thành bụi đất màu đen. Tuy tu vị tiểu tà ma cao tuyệt, nhưng lại cũng không thể ngăn cản, dẫm bộ pháp kỳ dị, muốn chạy ra khỏi núi này, nhưng mà nàng vừa đi được dăm trượng đã bị một đám lôi điện bổ chung, toàn thân bốc khói xanh, khuôn mặt nhỏ nhắn bị đánh cháy đen. Không có khả năng, ta rõ ràng đã dựa vào ghi chép trên thần phổ quay về, vì sao còn có thể xúc động đạo tắc. Tiểu tà ma trong lòng sinh ra cảm giác điềm xấu, lần nữa lui ra phía sau một bước, nhưng lại xúc động đạo tắc chém giết, thiếu chút nữa bị một ít huyết tuyền trên mặt đất thôn phệ. Người gỡ trấn quan thiết bài xuống, làm cho thần tiên ma quái không biết tên sống lại, quy luật cả ngọn núi này cũng cải biến, người lại đi về phía trước một bước, rất có thể sẽ bị đánh chết. Phong Phi Vân thôi diễn không ngừng, phát hiện trên mặt đất có sát đạo tắc, biến hóa càng lúc càng nhanh, giống như cá chép dài hẹp chạy đi thật nhanh. Trong thời gian này biến hóa nghiêng trời lệch đất sinh ra, ẩn chứa lực lượng tử vong hủy thiên diệt địa. Oanh! Mặt đất chấn động mạnh. Một khe nứt như bàn tay xuất hiện trước mặt tiểu tà ma, chặt đứt đường đi của nàng, trong khe nứt đó có huyết dịch chảy ra, trút xuống ngàn trượng, rơi vào dòng sông máu bên dưới, phát ra tiếng nước chảy ầm ầm. Ca, tiểu khanh khanh sợ hãi. Tiểu tà ma tuy tà khí lẫm liệt, nhưng mà dù sao tuổi nhỏ, liên tục gặp ba lần sát kiếp, càng bị lôi hải bổ hai lần, trong lòng đã sớm sinh ra khủng bố với nơi này rồi. Tiểu tà ma nhíu lông mày nhỏ lên, ôm Miêu Miêu ngồi chồm hổm trên đất, không dám lại đi loạn nữa. Phong Phi Vân dùng ngũ hành chi lực sắp xếp địa thế trên mặt đất, muốn tìm ra một con đường sống. Phong Phi Vân, ngươi nhanh lên a hát, ta phát hiện thứ quỷ quái kia thét to càng khủng bố hơn gấp trăm lần rồi. Tất chữ xuất lỗ tai rung lên. Lại có một khe hở sinh ra, lần này mở rộng càng lớn hơn, lại có huyết dịch chảy ra ngoài, hóa thành nước trút xuống từ đỉnh núi. Cả ngọn núi lớn giống như sắp bị nghiền nát, có đồ vật gì đó muốn chạy ra ngoài. Theo ta đi. Phong Phi Vân tìm được con đường sống, tuy đã vạn phần hung hiểm, nhưng còn tốt hơn chờ chết cả vạn lần, hắn không có chạy xuống phía dưới, ngược lại chạy lên đỉnh núi. Tiểu tà ma xông lên, bàn tay nhỏ bé nắm lấy góc áo của Phong Phi Vân, trốn sau mông của hắn, dọc theo dấu chân của hắn đi lên, giống như cái đuôi nhỏ của hắn, duỗi đầu nhỏ ra nhìn chằm chằm về phía trước. Mèo mèo. Con mèo trắng nhỏ cũng nhìn các nơi. Phong Phi Vân hết sức chăm chú đi theo địa thế, mặc cho nàng nắm chặt góc áo của mình. Ca, người định mang tượng thần thiết bài thả lại lần nữa sao? Tiểu tà ma nhãn sinh ra hiểu rõ trong lòng, lông mi thon dài, lông mi cong cong nhăn lại, giọng nói ngọt ngào hỏi thăm. Thả lại cũng vô dụng. Đột nhiên Phong Phi Vân dừng bước lại, tiểu tà ma đi theo sau lưng của hắn đụng vào lưng của hắn. Đau quá. Tiểu tà ma xoa xoa cái trán trắng nõn. Sau lưng tiểu tà ma là tất chữ xuất cùng Vương Mãnh cũng dừng bước lại, ánh mắt đồng thời nhìn về phía trước. Đó là thứ quỷ gì, Phong Phi Vân, người có phải mang chúng ta đi vào đường chết không? Tất chữ xuất có xúc động muốn quay người bỏ chạy. Đi tới cuối con đường núi, nơi này vốn có cổ bách xanh tươi, nhưng bây giờ đều biến thành màu đen, có từng đám quả đen đậu trên đó, ít nhất cũng hơn ngàn con. Những con quạ đen này còn đen hơn bình thường, hơn nữa lớn hơn 7, 8 lần, con mắt dọa người, đồng loạt nhìn chằm chằm vào đám người Phong Phi Vân đi tới. Cạc cạc, cơ hồ tất cả quạ đen đều kêu vang, âm thanh khô khốc như lão thi, dường như đã thật lâu không có ăn thịt người. Ca, lúc trước ta đi lên không có những con quạ này, chúng là vừa bay tới. Tiểu tà ma ở sau lưng Phong Phi Vân, mở con mắt đen bóng nhìn chằm chằm vào đám quạ trên cây. Ta cảm giác đây là quỷ quả thai nghén ra từ trong quan tài, bị giam mấy trăm năm, vừa bay ra khỏi phần mộ. Vương Mãnh đùi như nhũn ra, tựa vào lưng tất chữ xuất, thiếu chút nữa đè tất chữ xuất đè té trên mặt đất. Quỷ quả ăn thi trùng mà sống, chắc có lẽ không ăn chúng ta a.
Tất chữ xuất một cước giẫm lên giày Vương Mãnh, to con bị đau, kêu thảm một tiếng, vội vàng lui ra xa xa. Vậy cũng không nhất định, ta từng thấy trong thượng cổ di chỉ có 13 con quỷ quạ, phân thây huyết nhục mấy tu sĩ thiên mệnh cảnh. Mấy tu sĩ thiên mệnh cảnh bị phanh thây. Tất chữ xuất sợ tới mức đại chuột rút. Ăn chỉ còn xương trắng. Quỷ quạ ở đây còn lớn hơn di tích ta thấy gấp 3 lần, nói không chừng sẽ phanh thây cả cự kình làm thức ăn. Cự kình cũng biến thành thức ăn. Vương Mãnh sợ hãi tựa vào lưng Tần Chữ Xuất. Đúng vậy a, dùng tu vị hiện tại của các ngươi, không đủ nhét kẽ răng của một con quạ. Vậy làm sao bây giờ? Tất Chữ Xuất cùng Vương Mãnh hoang mang lo sợ, thật sự sợ hãi tới cực điểm, đang ôm chầm lấy nhau. Quỷ quạ cũng là một loại quỷ tà, thuộc về âm giới tam tà. Nếu ngươi cấp huyết nhục thần bình cho lão nạp có lẽ sẽ trấn áp chúng. Nói lâu như vậy, ngươi rốt cuộc là ai? A-di-đà Phật, lão nạp pháp danh, rượu thịt. Vừa vặn đi ngang qua nơi đây, người xuất gia xưa nay thích làm việc thiện, ý định cứu các vị thí chủ trong lúc nguy nan. Không biết lúc nào, sau lưng xuất hiện đại hòa thượng mặt mũi dữ tợn, bên ngực trái có hình xăm thanh long, ngực phải có hình xăm bạch hổ. Trên cổ mang theo Phật châu, mỗi một hạt đều to như quả đấm lớn. Hắn hở ngực lộ vú, đầu chọc mang đai lưng đỏ thẫm, nhìn qua chẳng khác gì đồ tể bán thịt. Mà đồ tể cầm dao mổ, hắn lại cầm thiền trượng to như chén ăn cơm. Tên này là ai? Vương Mãnh xoay người nhìn lại, kêu to một tiếng, tránh ra xa ba trượng. Lão nạp pháp danh, rượu thịt, chuyên làm hoạt động cứu khổ cứu nạn. Thỉnh tiểu thí chủ giao huyết nhân thần bình cho lão nạp hàng ma. Rượu thịt hòa thượng lộ ra hai hàm răng trắng, tự cho là cười rất uy nghiêm, nhưng trong mắt của người ta lại là nụ cười xảo trá, làm cho lòng người càng thêm bất an. Nếu ta cảm giác không lầm, người chuyên làm hoạt động đốt nhà cướp của. Tất chữ xuất ôm chặt huyết nhân thần bình, sợ bị hòa thượng rượu thịt đoạt chạy đi. Khốn kiếp, ngươi là hòa thượng Vương Bát Đản, vì sao xuất hiện ở tổ địa Phong gia? Phong Phi Vân nhìn thấy hòa thượng rượu thịt xuất hiện, trong lòng không thể bình tĩnh, rất muốn xông lên đá nát trứng của hắn. Hòa thượng này đã từng đá Phong Phi Vân trước mặt nữ ma, thiếu chút nữa đã khiến Phong Phi Vân chết trong ma thủ của nữ ma, thù này Phong Phi Vân không quên. Khục khục, lão nạp trên đường đi qua nơi đây, bỗng nhiên mỗi thấy bầu trời tử khí trùng thiên, quỷ sát kêu to kinh thiên động địa, vì vậy bấm chỉ tính toán, biết rõ các vị thí chủ lâm vào thời khắc sinh tử. Cho nên mang theo Phật hiệu cứu khổ cứu nạn. A-di-đà Phật. Hòa thượng rượu thịt ngôn từ chính nghĩa, cương trực công chính. Đừng kéo những thứ giả dối kia ra trước mặt ta, ta hỏi ngươi vì cái gì xuất hiện ở tổ địa Phong gia. Phong Phi Vân cảm giác chuyện này không có trùng hợp như thế, hòa thượng rượu thịt không phải đi ngang qua đây, nói không chừng đã đi tới đây từ mấy ngày trước rồi, thậm chí muốn đào mộ phần tổ tiên Phong gia. Cái này, A-di-đà Phật. Phong tiểu thí chủ, chuyện này nói rõ chúng ta hữu duyên a. Hòa thượng rượu thịt sắc mặt nghiêm túc, chắp tay trước ngực, hô vang Phật hiệu. Có quỷ mới muốn hữu duyên với ngươi. Trong lòng Phong Phi Vân càng nhìn hòa thượng rượu thịt càng khó chịu, ép. Hòa thượng rượu thịt này đã xuất hiện tại tổ địa của Phong gia, thật sự quá kỳ quặc, trong đó tất nhiên có nguyên nhân, mục đích tuyệt đối không thuần khiết. Cạc cạc, đám quỷ quạ đậu trên cây có một đám quạ bay lên. Con mắt xanh lục, cánh đen kịt, miệng của nó sắc bén như kiếm. Những quỷ quạ này tương đối đáng sợ, chiến lực còn khủng bố hơn thần cơ viên mãn, 10 con quạ tụ tập có thể phanh thây tu sĩ thiên mệnh cảnh nhất trọng. Có hơn 70 con quạ bay tới, lạnh lẽo tới mức khiến người ta sợ hãi, còn âm hàn hơn u linh vài phần. A-di-đà Phật, hòa thượng rượu thịt lúc này mở to mắt, hai mắt không ngừng chuyển động, nhìn xuyên thiên địa, Phật hiệu diệu trời xanh. Trong miệng của hắn có Phật khí màu vàng bay ra, trùng kích hơn 70 con quạ này. Đùng đùng không dứt. Lông vũ quỷ quạ bốc cháy lên, chúng kêu thảm trong Phật khí, âm thanh này giống như người kêu gào, nghe rất dọa người. Ở trước mặt lão nạp còn dám can đảm làm càn. Hòa thượng rượu thịt đứng trên mép vách đá, đón gió mà đứng, tay cầm thiền trượng to lớn như chén cơm cắm xuống đất, khí thế trên người tăng lên, ảo ảnh của Phật hiện ra sau lưng hắn. Ầm ầm. Những con quạ kia cả kinh, nhưng mà đỉnh núi có mây trắng bồng bềnh lại truyền ra tiếng thét to giống như thiên lôi nghiền áp. Đông, đông, đông. Có âm thanh quan tài nổ tung vang lên, tiếng đập nát này còn lớn hơn ngày đó Vô Hà công tử đập Huyền Vũ quan tài,
giống như có bàn tay mạnh mẽ đập thẳng vào vách quan tài, truyền ra xa mấy ngàn dặm. Núi cao lắc lư, dưới núi có dòng sông máu không ngừng chảy ra, sóng cuồn cao mấy chục mét. Vô số khe hở trong khe núi hiện ra, mỗi một khe hở có máu phun ra ngoài, giống như có thác nước trong núi chảy ra ngoài, nước chảy xuống nhuộm đỏ cả nửa bầu trời. Đứng ở xa xa nhìn qua sẽ thấy nước chảy khắp cả ngọn núi, đậm đặc còn mang theo tử khí màu xám. Oanh! Đột nhiên một lực lượng thiên băng địa liệt xuyên qua đỉnh núi, ma quái trong lăng mộ giống to, muốn xông ra khỏi đỉnh núi. Lôi hải không ngừng chấn áp, lôi hải này so với lôi hải tấn công tiểu tà ma còn khủng bố hơn không biết bao nhiêu lần, tia chớp như rồng, cho dù là tu sĩ thiên mệnh cảnh cũng bị đánh thành cặn bã ngay lập tức. Xem ra đã thật sự hóa tà. Hòa thượng rượu thịt lẩm bẩm một câu, tế thiền trượng ra, đón gió bay lên giống như cột thu lôi, hấp dẫn lôi hải đang đánh xuống. Thiền trượng không ngừng rung động trên không trung, phía trên có Phật hoàn không ngừng kêu vang, hấp dẫn tất cả lôi điện. Không chờ mọi người buông lỏng một hơi, lại có một lực lượng đáng sợ hơn truyền ra từ trên đỉnh núi, đây là quỷ thủ màu xám, xem chừng cũng lớn mấy trăm mét. Giao huyết nhân thần bình cho ta mượn, ta đến trấn áp nó. Căn bản không cho tất chữ xuất cự tuyệt, hòa thượng rượu thì trực tiếp cầm lấy huyết nhân thần bình trong tay của hắn. Đầu người giống như cái bình rơi vào trong tay của hòa thượng rượu thịt, trở nên vô cùng khủng bố, trực tiếp chấn vỡ quỷ thủ màu xám tan thành mây khói, căn bản không ngăn cản được sát uy của huyết nhân thần bình. Phốc, phốc, huyết nhân thần bình dự uy tỏa ra, làm cho quỷ quạ rơi xuống đất, chết một mảng lớn, hóa thành bùn máu màu đen. Hòa thượng rượu thịt thúc giục huyết nhân thần bình đánh thẳng về đỉnh núi, mỗi bước bước ra, sát tắc trên đất phai mờ đi nhiều, khí thế trên người tỏa ra giống như Phật. Cũng giống như ma, hắn muốn dùng huyết nhân thần bình đi trấn áp quỷ thần. Hòa thượng khốn nạn này cũng quá mạnh. Vương Mãnh nhịn không được nói tục. Sắc mặt tất chữ xuất hiện tại ngưng trọng chưa từng có, trong lòng của hắn suy nghĩ về cái gì đó, đột nhiên mãnh liệt ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào hòa thượng rượu thịt trên đỉnh núi, hoảng sợ nói. Hảo hòa thượng này chính là người trong truyền thuyết. Ai? Phong Phi Vân rất ngạc nhiên về thân phận của hòa thượng rượu thịt. Có thể giao thủ với nữ ma, hơn nữa còn khiến nữ ma không thể làm gì được bọn họ, tuyệt đối không phải người bình thường. Ầm ầm, trên đỉnh núi phát sinh đại chiến kinh thiên động địa. Huyết nhân thần bình bộc phát hào quang giống như mặt trời, tia máu đậm đặc bao phủ thiên địa, mang tất cả tử khí trong địa vực này hút vào trong người của nó. Trong tầng mây mơ hồ có thể thấy được một con quỷ thần to lớn hiện ra, còn cao hơn cả núi cao. Mặc dù là huyết nhân thần bình cũng không thể làm gì được nó. 73 ngọn núi chung quanh đều đang chấn động, chim bay cá nhảy trong khu rừng phía dưới bị đánh chết, rơi trên mặt đất, hóa thành bùn máu. Người ở đây đều bị trọng thương, bọn họ đoạt đi rất nhiều linh đan trên người tất chữ xuất và bỏ vào trong miệng, bằng không sẽ bị người ta đánh chết. Tất chữ xuất cũng không biết trên người bị trộm bao nhiêu linh đan, bốn người một người không ngừng nuốt nhưng không có nuốt hết được. Oanh! Phong Phi Vân bị một đạo lực lượng lôi điện đánh trúng, trên người hắn lôi điện chạy quanh, sau đó điện quang xuyên qua tượng thần thiết bài, tượng thần thiết bài lúc này bắn ra một đạo quang mang, vô số hàn khí từ bên trong chạy vào trong người Phong Phi Vân. Rầm rầm, ngón tay Phong Phi Vân kết thành băng hàn, sau đó cả cánh tay bị hàn băng bao phủ, băng tinh vẫn tiếp tục lan tràn ra chung quanh, vẫn bao phủ thân thể các bộ phận thân thể hắn. Đây là nguyên rủa. Phong Phi Vân vội vàng vận huyền bất tử phượng hoàng thân, huyết dịch trong người không ngừng lưu động, luyện hóa những hàn khí này, dung nhập vào trong máu cho bản thân sử dụng. Những hàn khí này bị huyết dịch luyện hóa, chúng tiến vào trong đầu của hắn và ngưng tụ thành một đạo thần thức. Ngưng tụ ra thần kinh đỉnh phong đệ bát đạo thần thức. Tượng thần thiết bài là đồ trấn yểm, vì sao hàn khí bên trong lại giúp ta ngưng tụ thần thức? Nếu như là người khác bị hàn khí xâm lấn, khẳng định hóa thành một đạo băng điêu, nhưng mà bất tử phượng hoàng thân chuyên môn khắc chế hàn khí, hóa ra cho mình dùng, ngưng tụ thành bát đạo thần thức. Tu vị Phong Phi Vân lại tiến thêm một bước, cách thần cơ đại viên mãn càng gần. Nếu như là thiên lôi bổ xuống, có lẽ có thể ngưng tụ ra cửu đạo thần thức. Thiên lôi không có bổ xuống, hòa thượng rượu thịt lại trốn trở về, tay hắn cầm lấy thiền trượng, một tay nhấc lấy huyết nhân thần bình trốn xuống núi. Ngay cả giày khi chạy trốn cũng mất đi một cái, quần bị đánh nát một khối lớn, bộ dáng vô cùng chật vật. Đi mau, nó đã hóa tà, đây là địa bàn của nó có thể ngưng tụ địa thế,
cho dù ta nắm giữ huyết nhân thần bình cũng không thể trấn áp nó được. Hòa thượng rượu thịt đánh ra một đạo Phật quang kim sắc cuốn lấy đám người Phong Phi Vân, hóa thành lưu quang màu vàng phá vỡ sát tắc của mộ địa, phóng thẳng lên trời bỏ chạy đi. Thẳng tới khi rời xa mấy trăm dặm mới dừng lại, buông đám người Phong Phi Vân ra. Nhìn ra xa xa, dùng mộ địa và huyết hà làm trung tâm, phạm vi mấy trăm dặm đều bị tử khí màu xám đậm đặc bao phủ, cỏ cây tàn lụi, mặt đất biến thành màu đen, khu rừng rậm cổ xưa đã rụn lá, biến thành khu rừng quỷ, gió lạnh trận trận, không người nào dám tiến vào bên trong. Ngao! Tiếng kêu khiến người ta sởn hết gai ốc vang vọng ra ngoài, giống như tu la địa ngục đang gào thét, đặc biệt chấn nhiếp nhân tâm. Phong Phi Vân! Một thiếu nữ xuất hiện sau lưng Phong Phi Vân, qua trong giây lát, đã chạy tới sau lưng và ôm lấy hắn. Tuyết Tiên! Phong Phi Vân không cần quay người cũng biết là Nạp Lan Tuyết Tiên. Hòa thượng rượu thịt nhìn thấy cảnh này thì lập tức mất hứng, đứng ở bên cạnh ho khan hai tiếng, nhưng mà Nạp Lan Tuyết Tiên không thèm quan tâm tới hắn. Phong Phi Vân, ta không muốn làm tiểu ni cô, ngươi nói chuyện được không? Nạp Lan Tuyết Tiên ôm thật chặt Phong Phi Vân, dán gương mặt tuyệt mỹ vào lưng của hắn, thật giống như sợ hơi xa cách một chút sẽ bị hòa thượng rượu thịt kéo đi. Lần trước chính là hòa thượng rượu thịt cưỡng ép mang nàng đi, nàng khóc cầu đều vô dụng. Ta nói cái gì? Phong Phi Vân giả ngu. Ngươi thực quên. Nạp Lan Tuyết Tiên tức giận dậm chân. Chuyện ta nói quá nhiều, cũng không biết ngươi đang nói câu nào. Phong Phi Vân hỏi. Nạp Lan Tuyết Tiên càng giận, lông mày kẻ đen dựng lên, nói. Trước kia ngươi không có gọi ta là Tuyết Tiên, ngươi gọi ta. Vợ. Phong Phi Vân cười nói. Đúng vậy, đã gọi là vợ, chẳng lẽ ngươi muốn vợ mình đi làm ni cô sao? Nạp Lan Tuyết Tiên cười rộ lên, trong lòng thầm vui sướng, thì ra hắn không có quên. Phong Phi Vân im lặng, xem ra sau này không thể tùy tiện gọi bậy được rồi, đặc biệt là nữ hài tử dễ gạt như Nạp Lan Tuyết Tiên này. Các ngươi có hết hay không? Hòa thượng rượu thì thật sự không nhìn được, lên tiếng quát lớn. Cảm giác cảm thấy Phong Phi Vân đang chiếm tiện nghi của Tuyết Tiên, sợ hãi tiểu đồ đệ của mình bị lừa gạt đi. Ngươi quản được sao? Phong Phi Vân vốn nhìn hòa thượng rượu thịt này rất không thoải mái, nếu không bởi vì tu vị chênh lệch quá lớn, đã sớm đánh hắn một trận. Hắn tự nhiên là không xen vào. Nạp Lan Tuyết Tiên vẫn ôm lấy Phong Phi Vân, khóe miệng cười mê người. Nghe nói như thế, hòa thượng rượu thịt tức giận muốn thổ huyết. Phong Phi Vân lá gan cũng quá lớn, thậm chí ngay cả hòa thượng rượu thịt cũng dám chọc, càng dám câu dẫn đồ đệ của hắn, quả là trâu bò mà. Tất chữ xuất đã sớm đoán ra được thân phận của hòa thượng rượu thịt, trong lòng chấn động thật lớn, nếu như có thể, hắn rất muốn bái làm môn hạ của hòa thượng rượu thịt, cho dù làm một tiểu hòa thượng thì hắn cũng cam tâm tình nguyện. Rốt cuộc hòa thượng Vương Bát Đản này là ai, chẳng lẽ địa vị rất lớn? Vương Mãnh rất ngạc nhiên nói. Tất chữ xuất lườm hắn một cái, nói. Không có văn hóa thật đáng sợ, chẳng lẽ ngươi không có được qua danh sách 10 đại cao thủ do thiên toán thư sinh biên soạn sao? Nếu như ta không có đoán sai, hòa thượng này chính là một vị tổ tiên nào đó của Nạp Lan gia tộc trong 4 đại môn phiệt của thần Tấn Vương Triều, hắn đã xuất gia hơn 1.800 năm trước. Không có khả năng, cho dù là thiên mệnh cửu trọng cự kình cũng không có khả năng sống hơn 1.000 năm. Vương Mãnh cảm thấy tần chữ xuất đang nói khoác. Trao đổi với người thật sự là vũ nhục trí thông minh của ta, rượu thị đại sư chính là tăng nhân sống sót cuối cùng của Thương Sinh Tự. 1.800 năm qua hắn còn sống, tu vị khẳng định đã vượt qua thiên mệnh cảnh rồi. Là người cùng cấp độ với Tấn Đế, thần linh cung chủ mấy nhân vật đứng đầu, nếu ta bái ông ta làm thầy, tương lai trời đất này mặc ta tung hoành. Tần chữ xuất kích động không nói nổi, trực tiếp chạy tới ôm đùi hòa thượng rượu thịt, khóc lớn nói. Đại sư! Mệnh ta số khổ quá, 3 tuổi mất cha, 4 tuổi mất mẹ, gia đạo sa sút, mồ côi hưu quạnh một mình, đã khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời chìm nổi, một lòng quy y Phật môn, kính xin đại sư thu ta làm đồ đệ. Tất chữ xuất ôm đùi hòa thượng rượu thịt, thống khổ nghẹn ngào, tê tâm liệt phế, nước mắt nước miếng chảy ròng, vô cùng đáng khinh. A-di-đà Phật, bộ dáng hòa thượng rượu thịt cao thâm mặt chắc. Duỗi hai ngón tay ra gõ lên đầu tất chữ xuất hai cái, âm thầm truyền âm nói. Nếu ngươi có thể chia rẽ hai người bọn họ ra, lão nạp có thể thu ngươi làm đồ đệ. Phương hướng ngón tay hòa thượng rượu thịt chỉ đúng là Phong Phi Vân cùng Nạp Lan Tuyết Tiên, hắn tươi cười âm hiểm,
đang ám chỉ cho Tất Chữ Xuất. Tất Chữ Xuất ngẩng đầu lên, lập tức hiểu ý mà hòa thượng rượu thịt nói, cũng híp mắt, đi lên cười âm hiểm. Hiểu rồi, chút lòng thành. Tất Chữ Xuất chỉnh lại y phục, đứng dậy nở nụ cười vô cùng thân thiết, đi qua chỗ Phong Phi Vân hai người, chặn ngang giữa hai người với nhau, ngăn cản Nạp Lan Tuyết Tiên qua một bên, ôm quyền nói với Phong Phi Vân. Ai nha, thật sự là tiểu biệt thắng tân hôn, Phong huynh hồng nhan chi kỷ thật nhiều, làm cho ta thật hâm mộ. Tên này đột nhiên chạy tới làm cái gì? Nạp Lan cô nương, thật sự là chúc mừng, chúc mừng. Đột nhiên Tất Chữ Xuất quay người lại, cười tủm tỉm nhìn chằm chằm vào Nạp Lan Tuyết Tiên. Nạp Lan Tuyết Tiên mặc Phật y, dùng dây lụa màu xanh da trời cột tóc, mặt như kiều hoa, lông mi như lá liễu, dáng người hết sức nhỏ, bộ dáng yêu kiều đáng yêu, giống như thanh liên trong hồ, không nhiễm hạt bụi trần. Trên người của nàng có thể nhìn thấy Phật vận tùy ý, đã tu luyện thương sinh cổ kinh, trong người có 6 viên xá lợi, cũng đã hoàn toàn dung hợp vào người của nàng, càng ngày càng thánh khiết, càng lúc càng giống một nữ Bồ Tát. Nàng vốn là nữ hài đẹp như tranh vẽ, thời điểm nữ giả nam trang còn tuấn giật hơn cả Vô Hà công tử, lúc mặc quần áo con gái thì không kém Đông Phương Kính Nguyệt, Nam Cung Hồng Nhan bao nhiêu. Thân có tiên thiên Phật cốt, mặc Phật y, có Phật quang nhàn nhạt quanh người, người bình thường nhìn thấy nàng khẳng định cho rằng nhìn thấy nữ Bồ Tát, còn trang nghiêm hơn cả tượng Phật trong chùa miếu, càng thần thánh hơn, sẽ có người không nhịn được quỳ xuống bái lạy. Chúc mừng ta cái gì? Chúc mừng ta cái gì? Nạp Lan Tuyết Tiên tay niết Phật châu phỉ thúy, Phật y chập chờn, còn thuần khiết không ai dám xâm phạm, đôi mắt phượng không có tạp chất, hắc bạch phân minh, nhìn chằm chằm vào Tất Chữ Xuất, ngay cả khi hắn ra mặt rất dày cũng phải cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng nàng. Tất Chữ Xuất cúi đầu, cảm giác đây chính là nữ Phật thần thánh giáng trần, nhìn thẳng vào nàng là đại bất kính. Phong Phi Vân hôm nay chính là truyền nhân thần vương, tương lai hắn sẽ kế thừa vương vị, Nạp Lan cô nương. Tương lai có thể trở thành tình thân của thần vương a. Trong miệng Tất Chữ Xuất chậc chậc lưỡi và tràn ngập hâm mộ. Tại sao là tình nhân? Nạp Lan Tuyết Tiên nhíu mày một cái. Hắc hắc, muốn trở thành thần vương thì phải lấy công chúa, Phong Phi Vân không chỉ là thần vương tương lai, càng là phò mã gia tương lai. Làm phò mã gia, tự nhiên cũng không thể lấy nữ nhân thấp kém rồi. Nạp Lan cô nương có thể làm tình nhân của thần vương đã khiến người ta hâm mộ. Tất Chữ Xuất nói, lấy công chúa, sắc mặt Nạp Lan Tuyết Tiên biến hóa, nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân. Phong Phi Vân sờ sờ mũi, ho khan hai tiếng, nói. Đừng nghe đến hắn nói lung tung, ta ngay cả công chúa bộ dáng gì còn chưa gặp qua đấy. Tất Chữ Xuất lại kéo dài khoảng cách giữa hai người, chắp tay sau lưng và ngửa mặt lên trời, nói. Đúng vậy à, công chúa tính toán cái gì, Phong Huynh đã có thiên hạ đệ nhất mỹ nhân làm bạn. Không hề cô độc trên thiên đường, thật sự là khiến người ta ao ước. Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân là ai? Nạp Lan Tuyết Tiên tức giận hỏi, ngón tay của nàng xe xe lọn tóc, âm thầm bứt tóc. Không đợi Phong Phi Vân mở miệng, Tất Chữ Xuất đã nói tiếp. Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Nam Cung Hồng Nhan, đây chính là Hồng Nhan chi kỷ của Phong Huynh. Hai người từng trải qua một thời gian khó quên ở Vạn Tượng Tháp, khi đó giai nhân đàn khúc, đêm khuya làm bạn. Cũng đã trở thành giai thoại thần tiên quyến lữ. Phong Phi Vân, Nam Cung Hồng Nhan có đẹp hơn ta không? Nạp Lan Tuyết Tiên phất ống tay áo, một đạo Phật quang cuốn bay Tất Chữ Xuất là ra hỏa chướng mắt ra ngoài. Phong Phi Vân xoa xoa cái trán, vừa rồi Nạp Lan Tuyết Tiên không ra tay, hắn cũng muốn ra tay ném Tất Chữ Xuất miệng rộng này ra ngoài, quả thực quá quấy rối, rất hiển nhiên là có người sai xử nên cố ý làm vậy. Mà độc thủ sau này ngoài hòa thượng rượu thịt ác nhân này, còn có thể là ai? Nạp Lan Tuyết Tiên chính là thanh mai trúc mã từ nhỏ tới lớn với Phong Phi Vân, nàng có tình cảm sâu đậm với Phong Phi Vân, sức ghen cũng rất lớn, trong lòng đã dán nhãn hiệu địch nhân với công chúa và Nam Cung Hồng Nhan rồi. Đương nhiên người đẹp hơn nàng. Phượng Phi Vân nói, không nói dối trước mặt nữ nhân, không phải nam nhân tốt. Nam nhân ưa thích nói dối, đây không phải bọn họ sai. Sai chính là nữ nhân, là do nữ nhân ép mà thành. Thật, Nạp Lan Tuyết Tiên ánh mắt vui vẻ, trong lòng đắc ý nói không nên lời. Tự nhiên là thật, Phong Phi Vân thản nhiên nói. Hắn lừa ngươi, Nam Cung Hồng Nhan Mỹ lệ đệ nhất thiên hạ, Phong Phi Vân từng tốn 200 vạn kim tệ mua hành tung của nàng, thật sự là nhớ mãi không quên nha. Tất Chữ Xuất ở xa quát to lên.
hắn lại chạy qua, nói. Nạp Lan cô nương, ta là người chán ghét những gia hỏa bại hoại lừa gạt nữ hài tử, mặc dù hắn là hảo huynh đệ của ta, ta cũng muốn vạch trần bộ mặt xấu xa của hắn. Trước mặt nhân tính đạo đức, ta kiên quyết đứng ở chính nghĩa, tuyệt không cô tức dưỡng gian. Tất Chữ suốt cắn hàm răng, chìa chìa Phong Phi Vân, trong ánh mắt mang theo vẻ tiếc hận, thở dài nói. Ngươi nha, thật sự là quá khiến ta thất vọng. Phong Phi Vân thật sự không chịu nổi hắn, cầm vai của hắn ném bay ra ngoài, lần này ném xa hơn, không thấy bóng người. Phong Phi Vân, ngươi quê quá hóa khủng đúng không? Ha ha, Nạp Lan cô nương, loại người này nói chuyện ngươi không nên tin, cách hắn càng xa càng tốt. A hát, giọng của Tất Chữ suốt càng ngày càng nhỏ, cuối cùng oanh được một tiếng ngã vào trong rừng rậm, phát ra tiếng hét thảm. Phong Phi Vân rất muốn xông tới đánh hắn một trận, Vương Mãnh đã đi trước hắn một bước, nói. Sư thúc, hỗn đản này giao cho ta đi, ta không đập nát miệng của hắn là không được mà. Vương Mãnh vuốt ống tay áo, cầm theo vũ khí xông vào trong rừng. Tuyết Tiên, ngươi nghe ta giải thích. Phong Phi Vân cảm giác nhức đầu. Không cần giải thích, ta biết rõ nàng khẳng định đẹp hơn ta, tốt hơn ta, mị lực hơn ta. Nạp Lan Tuyết Tiên nói. Kỳ thật, Phong Phi Vân cảm giác mình ăn nói quá vụng về, chưa từng có ngốc như hiện tại, ngay cả nói dối cũng không biết. Cho dù nàng tốt hơn thì như thế nào, tình địch mà, rất bình thường, ngay cả thiên hạ đệ nhất mỹ nhân cũng thích ngươi, đó là nói rõ ánh mắt của ta rất chuẩn, thưởng thức đủ cao. Nạp Lan Tuyết Tiên cười nói. Phong Phi Vân sững sờ nhưng lại cười lên. Tuyết Tiên, ngươi tâm tính thật tốt. Ha ha, ta giết nàng là được. Nạp Lan Tuyết Tiên vẫn tươi cười như trước, nhưng mà cười rất u ám, ngay cả Phật Quang Thánh Khiết trên người của nàng cũng không ngăn cản nổi sát ý. Trong hai mắt của nàng đều ngưng tụ nguyệt kiếm, có hỏa diễm thiêu đốt hừng hực, rất là dọa người. Phong Phi Vân lại cười không nổi. Nạp Lan Tuyết Tiên đã bắt lấy Tất Chữ Suất trong tay Vương Mãnh, vứt trên mặt đất. Một chân dẫm lên ngực của hắn, hỏi. Nam Cung Hồng Nhan ở nơi nào? Nàng hẳn là đi quận Tam Thánh, cụ thể ở đâu, ta cũng không biết. Tất Chữ Suất bờ môi phát run, nói chuyện không rõ ràng, trong lòng nói thầm, nữ nhân ăn dấm chua quả nhiên đáng sợ. Nàng chết chắc. Nạp Lan Tuyết Tiên nắm chặt nắm đấm, trong tay có Phật Quang hiện ra, Phật y màu nâu xanh trên người có thanh quang tươi đẹp bắn ra ngoài, đan vào thành Phật Môn Thánh Ấn. Xíu, yêu yêu. Phật quang trên người của nàng càng ngày càng sáng, dưới chân ngưng tụ ra cửu phẩm Phật Liên, khống chế Phật Liên, bay lên trời mà đi. Hòa thượng rượu thịt càng thỏa mãn với Tất Chữ Suất, sau đó cũng hóa thành Phật quang màu vàng bay theo Nạp Lan Tuyết Tiên, quận Tam Thánh đã bị thi tà xâm lấn, cực kỳ hung hiểm, hắn sợ nha đầu này xông loạn. Chuyện này hỏng bét, nếu như Nạp Lan Tuyết Tiên thực tìm được Nam Cung Hồng Nhan, nói không chừng sẽ hạ sát thủ. Phong Phi Vân trà sát hai tay, cười lạnh đi qua chỗ Tất Chữ Suất. Phong huynh, người đang làm gì vậy? Có chuyện từ từ nói. Đừng như vậy, rất mất cảm tình, quân tử dùng tài hùng biện không động thủ. Được rồi, đừng đánh mặt, a hát. Tất Chữ Suất hét thảm lên như heo bị chọc tiết. Phong Phi Vân cùng Vương Mãnh không ngừng quyền đấm cước đá với hắn, đánh cho mặt mũi bầm dập, chạy trối chết. Đừng đánh. Con mẹ nó bị lần hòa thượng TNG trùng lên não lửa gạt rồi, không chỉ không được thu làm đồ đệ, ngay cả huyết nhân thần bình cũng không có trả cho ta, ta mới là người bị hại lớn nhất. Tất Chữ Suất tâm muốn chết đều có. Đáng đời ngươi. Vương Mãnh đá lên mông của hắn hai cái, đánh cho Tất Chữ Suất lăn vào trong bùn, bò dậy cũng không được. Bị ngược đãi không thuộc về con người tiếp tục trọn vẹn nửa canh giờ mới chấm dứt, Phong Phi Vân cùng Vương Mãnh đều đánh mệt mỏi, không ngừng thở gấp. Tổ địa Phong gia bị tử khí đậm giặc bao phủ, thỉnh thoảng có tiếng chu khủng bố vang lên, không thuộc người không phải thú, chẳng khác gì ngàn vạn lệ quỷ giống to. Cho dù trên núi thật sự có hóa đạo thụ, bọn họ cũng không dám xông lên, chỗ đó đã hóa thành tử địa tuyệt đối, ngay cả ở bên ngoài cũng khó đi vào được. Chúng ta bây giờ đi quận Tam Thánh. Phong Phi Vân nhìn qua 73 ngọn núi xa xa, hôm nay đều biến thành hắc sơn, không khí trầm lặng, sát khí bức người. Quận Tam Thánh địa thế phức tạp, hiểm địa rất nhiều, trong đó có một trong 8 di tích là Vũ Hóa Mộ Nguyên, đây là vùng đất không lành, rất nhiều tu tiên giả không ngừng chết đi khó hiểu. Có chết ở nơi hiểm yếu, có chết ở trong rừng hoang, có chết ở Vũ Hóa Mộ Nguyên. Bọn họ đều xâm nhập vào nơi không nên xâm nhập,
cho nên mới phải bị mất mạng, nhưng mà ta biết một cổ đạo đi thông tới quận Tam Thánh, thập phần an toàn, phàm là tu sĩ muốn đi tới quận Tam Thánh, cơ hồ đều đi qua nơi này. Tất chữ xuất mở một tấm da dê ra, ngón tay của hắn vẽ lên lộ tuyến vòng vèo. Lần này thiên kiêu trẻ tuổi của Vạn Tượng Tháp rất nhiều người đi tới quận Tam Thánh săn giết thi tà, nhất định sẽ đi qua con đường này, đây chính là nơi quần hùng tụ hội, chúng ta phải mau chóng tiến tới đó tham gia náo nhiệt, bằng không danh tiếng sẽ bị người ta cướp đi. Hắn chỉ vào cổ đạo, nói. Nhìn thấy đốm này không, nơi này có một cái hồ lớn cổ xưa, chính là nơi phải qua khi đi tới quận Tam Thánh. Trong hồ có một khối bia đá, trong lịch sử có rất nhiều nhân vật thần hóa lưu tên của mình lên đó. Còn có nơi này là một ngọn núi hoàng thạch lớn, trên đỉnh núi có một tế đàn viễn cổ, nghe nói ngàn năm trước có người ngồi xếp bằng trên tế đàn, lĩnh ngộ vô thượng chiến pháp, trong vòng một đêm từ thần cơ đại viên mãn tăng lên tới cự kình, chiến lực xưng hùng đương thời. Chậc chậc, đây cũng là đường phải qua khi đi tới quận Tam Thánh. Trên đời này có rất nhiều chuyện vượt qua lẽ thường, không người nào có thể lý giải, thật giống như Vương Mãnh hiện tại, hắn rất thất vọng. Rõ ràng là thời tiết cuối thu. Vì sao mới qua một đêm liền tiến vào mùa đông giá rét thế này? Vương Mãnh đứng trên lưng kỳ ngưu, trên người mang theo hồng bào lớn, trên tóc, trên bờ vai rơi đầy tuyết, mỗi khi thở ra một hơi thì nhìn thấy xương trắng. Trên trời cao tuyết rơi tán loạn. Trận tuyết rơi này quá đột ngột, giống như lông thiên nga bay lả tả rơi xuống, đưa mắt nhìn chung quanh thì thấy núi sông trắng xóa. Núi rừng cổ xưa, cây cối từ nhỏ cho tới đường kính hơn 1 mét. Lá cây còn chưa rơi xuống đều phủ đầy băng tuyết trắng xóa, sợ rằng ngay cả cành cũng gãy. Gió lạnh gào thét, trên cánh đồng tuyết trắng đầy bông tuyết bao phủ. Gió hiện tại đang gào thét như cự thú. Một đêm này chúng ta đi 5.000 dặm, đã tiến vào phía bắc quận Tam Thánh, nơi này có lẽ là rừng hoang bạch mộc, nghe nói nơi này 4 mùa như mùa hè, khí hậu nóng bức, dị thú chiếm giữ, cổ mộc bao trùm 8.000 dặm, người bình thường căn bản không cách nào xuyên qua cánh rừng hoang này. Tất chữ xuất mang cái áo bố dày trên người, nhìn qua tuyết rơi đầy trời, trong lòng cũng đặc biệt khó hiểu, vô cùng hoang mang. Rừng hoang bạch mộc 8.000 dặm không ngờ hóa thành cánh đồng tuyết, còn khó hiểu hơn là bây giờ là mùa thu. Khác thường tất có yêu nghiệt. Đám người bọn họ lên đường, cưỡi 2 đầu kỳ ngưu, suốt đêm đi tới quận Tam Thánh, hôm nay đã cách tổ địa phong ra mấy ngàn dặm. Vương Mãnh cùng tất chữ xuất ngồi chung một đầu kỳ ngưu, ở phía trước mở đường. Phong Phi Vân và Tiểu Tà Ma ngồi trên một đầu kỳ ngưu theo sát phía sau, gót sắt to mấy mét của kỳ ngưu đạp sâu vào trong tuyết, lưu lại 2 hàng dấu chân dị thú thật sâu. Tiểu Tà Ma ngoan ngoãn ngồi sau lưng Phong Phi Vân, mặc cát y trắng trên người, trên cổ có khăn choàng trắng vòng qua, 2 tay ôm con mèo trắng nhỏ, đôi mắt mang theo tà tính sáng ngời, lông mi thật dài còn dính tuyết trắng, nháy 2 cái giống như tiểu tinh linh trong băng tuyết. Hô! Một hồi gió rét sắc bén như đao hiện ra. Nàng liền tranh thủ vạch áo bào trắng trên lưng Phong Phi Vân, sau đó cả thân thể nhỏ bé chui vào trong áo bào của Phong Phi Vân, vẻn vẹn chỉ lộ nửa gương mặt đỏ bừng ra ngoài, con mắt thủy tinh như bồ đào nhấp nháy. Ca, ngươi nói thần tiên ma quái hung nhân trong tổ địa phong ra chính là tổ tiên sống lại sao? Tiểu Tà Ma thủ chỉ nắm lấy góc áo, buộc bản thân mình vào Phong Phi Vân, sợ thân hình nhỏ bé của mình bị gió thổi bay. Phong Phi Vân ngồi trên lưng kỳ ngưu bốn bể yên tĩnh. Tay niết một thẻ tre phong cách cổ xưa, đang nghiên cứu bát thuật quyển, nhưng mà trong lòng không an tĩnh, rất đau đầu với Tiểu Tà Ma. Dựa theo quan hệ huyết thống mà nói, Tiểu Tà Ma xem như đường muội của Phong Phi Vân, nhưng mà Phong Phi Vân hôm nay đã bị trục xuất khỏi phong gia, hơn nữa Tiểu Tà Ma xuất quan vốn chính là tới giết hắn. Nhưng mà Phong Phi Vân cũng không biết vì sao, Tiểu Tà Ma chậm chạp không ra tay với hắn, hơn nữa cũng không hỏi tới chuyện xương sườn tổ tiên và tượng thần thiết bài. Ngược lại giống như thân muội muội dính bên cạnh hắn, có đuổi cũng không đi. Sống ở đâu theo phong tục nơi đó? Có lẽ vậy, nhưng mà cũng không nói được, dù sao gia chủ đời thứ nhất phong gia đã chết hơn 1.000 năm, hơn 1.000 năm ngay cả cự kình cũng chết già. Hắn làm sao có thể còn sống? Phong Phi Vân cũng có chút không thể xác định. Tổ địa phong gia hóa thành khu vực tử vong phạm vi mấy trăm dặm, còn có quỷ quái thần bí trên đỉnh núi. Ngay cả hòa thượng rượu thịt mang theo huyết nhân thần bình cũng không thể trấn áp được, vô cùng đáng sợ. Còn có bộ xương trắng khổng lồ ngủ say trong huyết hà, cũng không biết nằm ở đáy sông bao nhiêu năm tháng, rất có thể là không thuộc về thế giới này, không thuộc về thời đại này.
Phong Phi Vân có cảm giác một ngày nào đó nó sẽ chui ra khỏi đáy sông, làm cho thiên địa không an bình. Thế nhưng mà, ta nghe nói cự kình cũng không phải là cực điểm của tu luyện, phía trên còn có cảnh giới, cao hơn thiên mệnh cửu trọng thiên, niết bàn trưởng sinh tử. Tiểu tà ma nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ, thân mật vuốt con mèo trong ngực của nàng. Tu vị của ngươi bây giờ là thiên mệnh mấy trọng? Phong Phi Vân hỏi. Con ngươi tiểu tà ma sáng lóng lánh, cười nói. Ha ha, ta không nói cho ngươi biết. Sư thúc, có biến. Giọng của Vương Mãnh từ phía trước truyền tới, vô cùng kinh ngạc. Hai đầu kỳ ngưu chạy nhanh như gió đã dừng lại. Phía trước có dấu chân đen kịt, ở bên phải rừng hoang có một ngọn núi cao, trong không khí hàn tuyết bay thấp, che khuất ánh mắt người ta, nhìn ra xa khó nhìn thấy cái gì khác. Ta ngửi được hương vị người chết. Hai con mắt tiểu tà ma sáng ngời như sao, lông mày cong cong, nhìn qua ngọn núi cao trước mặt. Là thi tà. Phong Phi Vân vận chuyển Phượng Hoàng Thiên Nhãn, có thể nhìn thấy trên đồi núi xa xa có tử khí xung thiên, tràn ngập khí tức khắc nghiệt. Nơi này chính là phía bắc quận Tam Thánh, không nghĩ tới thi tà đã chạy tới nơi này, xem ra cả quận Tam Thánh chỉ sợ đã hoàn toàn biến thành địa bàn của thi tà. Vương Mãnh nói. Tất chữ suốt cười hắc hắc, nói. Chỉ cần không gặp được nữ ma, mấy thi tà này chỉ là rau cải rắng, vừa vặn chém giết đoạt thi cung, đổi điểm tích lũy. Vương Mãnh lườm hắn một cái, nói. Không có văn hóa thật đáng sợ, chẳng lẽ ngươi không biết thi tà tam biến cũng đã có thể sánh ngang lão tổ cự kình, tùy tiện gặp một con cũng bị ăn xương cốt không còn. Cho dù là thi tà nhị biến, có chút lão thi chiến lực khủng bố dọa người, có thể dễ dàng đổ sát tu sĩ thiên mệnh cảnh. Tất chữ xuất lập tức cười không nổi. Thi tà, tiểu tà ma bờ môi động động, đột nhiên nhảy ra khỏi lưng kỳ ngưu, xuyên qua mà tuyết bay tới trên không ngọn núi kia, sau đó hạ xuống. Trên người nàng mũi nhọn xông lên trời, tử khí bị chấn vỡ. Cũng không lâu lắm, nàng lại từ đằng xa chậm rãi đi về, trên lưng mang theo túi vải lớn hơn thân hình nàng 4-5 lần, bên trong gập ghềnh, có huyết thủy và thi dịch chảy xuống. Rầm rầm, nàng mở cái túi ra. Một đống lớn xương trắng thi cung hiện ra, xếp thành một tòa núi nhỏ, chừng 237 cái. Ca, giúp ta chứa vào. Nàng dùng ống tay áo lau mồ hôi trên trán. Ba người đều trợn mắt há hốc mồm, tiểu tà ma cũng quá mạnh, phải biết rằng cho dù là thi tà nhất biến, lực phòng ngự có thể sánh ngang với thần cơ đỉnh phong, chiến lực chấn động tiên căn sơ kỳ đến thần cơ đỉnh phong không đều. Hơn 200 thi tà đủ để phanh thây tu sĩ thần cơ đỉnh phong. Nhưng mà tiểu tà ma lại tốn một chút thời gian liền đánh chết toàn bộ, đào lấy thi cung. Cái này tương đương với 237 điểm tích lũy. Phong Phi Vân có được giới linh thạch, không gian bên trong có thể xếp thành núi lớn, trong tay đánh ra một đạo bạch quang, thu thi cung trên mặt đất lại, bay vào giới linh thạch. Một đoàn người cấp tốc chạy đi, nhưng lại cẩn thận không ít, thi tà xuất hiện là tín hiệu nguy hiểm. Mấy trăm thi tà có lẽ không coi là cái gì. Nhưng nếu tao ngộ đại quân thi tà, đây chính là lực lượng có thể tiêu diệt tiên môn, cho dù tiểu tà ma cũng không có khả năng bỏ chạy đào mạng. Trên đường đi lại tao ngộ vài đám tiểu thi tà, đều là thi biến chưa lâu, toàn bộ đều bị đám người Phong Phi Vân đánh chết. Tiểu tà ma ra tay nhanh nhất, cũng mạnh nhất, đã thu hơn 180 tòa thi cung. Phong Phi Vân, tiếp theo thu thập 140 tòa thi cung. Vương Mãnh, thu thập 37 tòa thi cung. Tất chữ xuất, thu thập 43 tòa thi cung. Đây là chiến tích dọc đường của bọn họ, tiểu tà ma một người chiếm 8 thành trong đó, thật sự là đoạt tận danh tiếng. Trong lòng mỗi người đang tính toán, quyết định tiến vào quận Tam Thánh thì phải tách ra, bằng không sẽ bị tiểu ma tiên chèn ép, rất khó ló đầu ra. Dọc theo cổ đạo này, lại đi 2 ngày, rốt cục bắt gặp tu sĩ xuất hiện, trong đó tự nhiên không thiếu thiên tài Vạn Tượng Tháp. Một tuấn kiệt trẻ tuổi Vạn Tượng Tháp khống chế 10 chiếc hoàng kim chiến xa, có trên 100 nô bộc cùng chiến tướng, vào lúc trời sắp tối bay qua đầu. 10 hoàng kim chiến xa này có 500 con dị cầm tu vị 500 năm kéo xe, bánh xe nhấp nhô giữa không trung, phát ra âm thanh ông ông, tách tuyết trên bầu trời ra. Đó là một tuấn kiệt kiệt xuất bài danh top 50 của Bách Tháp Bảng, chữ Phong Đao, chính là người của Tứ Phương Thiên Hầu Phủ. Không lâu trước đó đại quân thần Vũ đại bại. Tứ Phương Thiên Hầu chết trong ta nữ ma, máu tươi nhuộm đỏ ngọn núi, sau đó chữ thiếu chủ của Tứ Phương Thiên Hầu kế thừa hầu vị. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 17.